Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1061, không coi ai ra gì. 4. Trương Dương gật đầu, Dưỡng Dưỡng quả thực đã trưởng thành, hắn nói khẽ, có tin của Minh Kiện không? Cố Dưỡng Dưỡng lộ ra vẻ do dự, một lát sau mới, anh đừng nói cho cha em biết nhé, anh ấy đang ở Hải Nam, đối với những chuyện mà mình làm trước kia đã rất hối hận rồi. Trương Dương nói, chỉ mong cậu ta thật sự ý thức được mình đã sai ở đâu, cậu ta là nam đinh duy nhất của Cố gia, tuổi cũng không nhỏ nữa, không thể vĩnh viễn sống ngây ngô như vậy được. Cố Dưỡng Dưỡng thở dài, vì anh trai, cũng là vì mình. Trương Dương không ngờ mâu thuẫn giữa mình và Trần An Bang lại tới tai La Tuệ Ninh, khi hắn tới thăm La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh đặc biệt hỏi chuyện này, Trương Dương không muốn bà ta tham gia, chỉ kể lướt cho qua chuyện. La Tuệ Ninh lại không cho rằng chuyện đơn giản như vậy. Bà ta nói khẽ, An Bang là con trai của Trần Toàn, quan hệ của hai nhà vốn luôn rất tốt, đứa bé này mẹ cũng nhìn nó lớn lên, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng tâm cao khí ngạo, không để người khác vào mắt. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, đối với con mà nói, hắn chính là một người qua đường thôi, về sau sẽ không có tiếp xúc gì nữa. La Tuệ Ninh nói, mẹ vừa mới nghe thấy tin hai đứa phát sinh mâu thuẫn, còn lo chuyện này sẽ dẫn tới đánh nhau. Không ngờ lần này con lại bảo trì khắc chế như vậy, xem ra con đã trưởng thành hơn trước kia rồi. Trương Dương cười nói, con vẫn thế thôi, chỉ có điều con gần đây tâm tính bình hòa hơn nhiều, không thích làm những chuyện tranh chấp vớ vẩn. Hắn cũng có nghe nói tới quan hệ giữa Văn Quốc Quyền và Trần Toàn, Trương Dương chịu nhịn Trần An Bang có nguyên nhân của phương diện này. La Tuệ Ninh gật đầu. Trương Dương nói, chị Linh đâu rồi? Hắn tới thăm La Tuệ Ninh còn có một mục đích chính là muốn thám thính nơi ở của Văn Linh. Từ sau một trận chiến ở Đông Giang, hắn đối với Văn Linh càng cảm thấy tò mò hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Tuệ Ninh nói, đi du lịch rồi, hiện tại nó làm việc rất tùy tính, cha nuôi của con không cho mẹ can thiệp vào chuyện của nó, cho nên mẹ cũng để mặc nó. Đi đâu? Tới chỗ Hạo Nam, lần này nó nói tới Tân Cương thăm em trai, chiều nay chắc là tới nơi rồi, mẹ bảo Hạo Nam tới nhà ga đón nó. Trương Dương gật đầu. Chỉ mong Văn Linh có thể chấp nhận hiện thực, trên tính tình đừng càng lúc càng lệch lạc. Đối với mục đích lần này tới kinh thành của mình, Trương Dương cũng không báo cáo rõ ràng, chuyện Kiều Lão nhờ hắn chữa bệnh cho Lý Ngân Nhật cần giữ bí mật, Trương Dương cũng không muốn để Văn gia biết mình và Kiều Lão đi lại thân mật. Hắn chỉ lần này đến kinh chủ yếu là để chiêu thương dẫn tư cho nội thành mới Đông Giang, La Tuệ Ninh không hề nghi ngờ. La Tuệ Ninh nghe nói tới tham gia tụ hội của đám con cháu cán bộ cao cấp, La Tuệ Ninh không khỏi bật cười. Con tới đúng chỗ rồi đấy, đám nhóc đó đều là hạng tinh minh, nếu chúng cảm thấy hứng thú với kế hoạch của nội thành mới Đông Giang, đối với sự nghiệp của con khẳng định sẽ có giúp đỡ rất lớn. Trương Dương nói, cũng có mấy người tỏ vẻ hứng thú, chắc cuối tháng có thể tới Đông Giang tiến hành khảo sát thực địa, loại chuyện này đều là anh tình tôi nguyện, con cũng không thể ép mua ép bán. La Tuệ Ninh nói, thật sự là không phục cũng không được, nhìn con còn trẻ như vậy mà đã trưởng thành rồi. Trương Dương nói, mẹ nuôi. Mẹ cũng chẳng già chút nào cả, nhìn chỉ như ngoài 30, con đi cùng mẹ, người khác khẳng định sẽ coi mẹ là chị con, nói mẹ là mẹ nuôi của con, tuyệt đối không có ai tin. La Tuệ Ninh cười nói, thằng bé này, chỉ biết nói linh tinh, đừng lừa bà ra mẹ vui vẻ nữa. Trương Dương nói, vì sao khi con nói thật chẳng sẽ tô ai chịu tin nhỉ? La Tuệ Ninh nhớ tới một chuyện, bà ta khi đang chỉnh lý lại tác phẩm thư pháp của Thiên Chỉ Thiên Sinh. Phát hiện trong đó có một bức tác phẩm khá kỳ quái, La Tuệ Ninh dẫn Trương Dương tới thư phòng, đem bức thư pháp đó ra cho Trương Dương xem. Trương Dương nhìn bức thư pháp đó cũng không hiểu ra làm sao, so với nói bên trên là bức thư pháp, chẳng thà nói đây là một đống phù hiệu. Trương Dương đối với văn tự cổ đại của Trung Quốc cũng có chút nghiên cứu, hắn dám chắc rằng, trên đây chắc không thuộc văn tự cổ đại của bất kỳ triều đại nào. La Tuệ Ninh nói, mẹ đã hỏi rất nhiều người rồi, bọn họ cũng không biết bên trên rốt cuộc viết. Trương Dương cười nói, con nhìn cũng không hiểu, có lẽ là Thiên Chỉ Tiên Sinh cố ý vẽ chơi, ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết bên trên là gì. La Tuệ Ninh nói, nếu Tiên Sinh đã thuận tay vẽ chay, thì ông ta cũng không chỉnh trọng treo nó lên đâu. Trương Dương nói, lát nữa con đem bức tranh chữ này cho Trần Tuyết xem, cô ta đặc biệt nghiên cứu lịch sử, có lẽ có thể nhìn ra một số manh mối. La Tuệ Ninh đưa bức tranh chữ đó cho hắn. Không quên dặn dò hắn, thằng bé An Ban đó mẹ sẽ nói chuyện với nó, con đừng chấp nhận nó làm gì nhé. Trương Dương dạ một tiếng, từ trong những lời này La Tuệ Ninh, hắn đã nghe ra quan hệ của Trần An Bang với Văn gia không tồi,
La Tuệ Ninh chắc không muốn mình xích mích với gã. Thật ra Trương Dương cũng không để bụng, trong mắt hắn, thằng Ôn này chỉ là một tên hoàn khố tự cho mình là hắn mà thôi, nếu vứt bỏ bối cảnh gia đình của gã, thì gã chẳng là cái gì cả. Trương Dương lần này tới kinh còn có rất nhiều chuyện đứng đắn phải làm, hắn không có thời gian mà cũng không có hứng thú đi tranh hơn thua với Trần An Bang. Cuối tuần, Trần Tuyết đều sẽ tới Hương Sơn biệt viện, Trương Dương mang theo bức tranh chữ của Thiên Chỉ Tiên Sinh tới đó. Cảm giác khi ở chung giữa người và người hoàn toàn bất đồng, tính cách giữ thế vô tranh của Trần Tuyết khiến cảm giác mà cô ta tạo cho người ta là hơi lãnh đạm. Lúc ban đầu khi Trương Dương mới quen cô ta, cũng cảm thấy Trần Tuyết tự bọc mình quá kín, là vẫn duy trì khoảng cách với ngoại giới, nhưng tựa hồ trong cõi hư vô đã chú định, giữa bọn họ vẫn phát sinh rất nhiều cố sự, mà những kinh lịch này cũng khiến bọn họ trong bất trí bất giác gần lại với nhau. Đối mặt với Trần Tuyết, Trương Dương có cảm giác hoàn toàn bất đồng với những người khác. Hắn có thể là đã coi Trần Tuyết là chi kỷ. Nhìn thấy Trương Dương cầm bức tranh chữ đó đến, Trần Tuyết lập tức ngắt lời, đây không phải là chữ, mà là đôi thế của bộ thủ thiên bàng. Trương Dương nói, bộ thủ thiên bàng à, hình như cũng không phải là chính quy. Trần Tuyết nói, tiên sinh năm đó nhất định đã phát hiện được gì đó trong địa động rồi. Cô ta trở về thư phòng, cầm ra nghi đao và đầu mâu mà lúc trước bọn họ phát hiện trong động. Trần Tuyết nói, trên đầu mâu này khắc đầy văn tự rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, chỉ sẽ coi là hoa văn bình thường, nhưng, khi anh dùng kính lúp quan sát những hoa văn này, sẽ phát hiện bên trên là những văn tự tổ hợp mà thành. Trương Dương nhận lấy kính lúp trong tay cô ta, cẩn thận quan sát hoa văn bên trên, quả nhiên nhìn ra bên trên là những văn tự, hắn cẩn thận phân biệt khoảng hơn 10 phút mới nói, đây là Bá Vương Thương Pháp. Bá Vương Thương Pháp của Khưu Oán. Trần Tuyết nhìn Trương Dương, trong đôi mắt đẹp lóe lên thần tình rất khó nhận ra, cô ta nói khẽ, bên trên không nói rõ chủ nhân của trường mâu là Khưu Oán mà. Trương Dương lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, hắn cười nói, Bá Vương Thương chính là Khưu Oán sáng chế ra, chuyện cũ của võ lâm tôi so với cô thì biết nhiều hơn nhiều. Trần Tuyết cũng không hỏi tiếp, lại chỉ lên chiếc nghi đao ở trên bàn, Trương Dương cũng cầm kính lúp xem kỹ nghi đao đó, nhưng nhìn kỹ mỗi một chi tiết trên nghi đao cũng không phát hiện được trong hoa văn có bất kỳ văn tự nào. Nhìn bộ dạng mờ mịt của Trương Dương, Trần Tuyết không khỏi mỉm cười, cô ta nói khẽ có lưu ý đến lỗ nhỏ được chạm rỗng trên cái chắn đao hay không. Trương Dương nhìn đồ án nhị long diễn châu đó, vẫn không nhìn ra manh mối gì, nói khẽ thì sao. Trần Tuyết nói, tôi sau khi phát hiện bí mật trên đầu mâu, liền cho rằng thanh nghi đao này cũng có huyền cơ, nhưng xem rất lâu vẫn không phát hiện trên nghi đao này có gì đặc biệt, về sau lại phát hiện hai lỗ nhỏ trên chắn đao, thoạt nhìn thì giống nhau như đúc. Chỉ là một bộ phận của đồ án chạm giống, nhưng tôi lại tìm một số tư liệu về đao cụ của triều Tùy Đường, phát hiện phần lớn trên vị trí này của chắn đao không chạm giống, vì thế tôi dùng sáp đút vào cái lỗ nhỏ này, rồi đổ ra khuôn, sau đó lại cầm khuôn đi tìm người làm hai cái chìa khóa. Trần Tuyết lấy ra hai cái làm chìa khóa bằng đồng thau quơ quơ trước mặt Trương Dương, sau đó phân biệt cắm vào trong hai chạm giống trên chắn đao của nghi đao, hai tay phân biệt xoay tròn trải phái, chỉ nghe rắc một tiếng. Nghi đao không ngờ bắn ra từ trong chuôi đao và thân đao hoàn toàn tách lìa. Trương đại quan nhân giật mình, không ngờ cấu tạo của thanh nghi đao này lại tinh diệu cư nhiên như thế, hắn cầm chuôi đao, phát hiện bên trong phần rỗng có một quyển tơ trắng, Trương Dương mơ hồ đoán được, bên trên có thể ghi chép tâm đắc võ công của Kim Diễn Mậu, cái này cũng không khó đoán, nghi đao là của Kim Diễn Mậu, thứ giấu bên trong tất nhiên là bí mật của hắn. Trương Dương mở bức tơ trắng đó ra. Nhìn thấy bên trên thêu những con số không theo quy tắc. Trần Tuyết nói, chỉ nhìn những con số này không thôi thì không có ý nghĩa gì đâu, anh nếu như đem những con số này kết hợp với một số thứ khác, thì ý nghĩa lại rất không tầm thường. Trương Dương nói, thứ gì? Trần Tuyết chỉ vào quyển trục mà hắn mang đến, bên trong địa động còn có một thạch bích, bên trên khắc đầy thứ tương tự, Thiên Chỉ Tiên Sinh chắc đã phát hiện ra nơi đó, cho nên dùng bút ghi chép lại. Chương 1062, Đại Thừa Quyết 1. Cô ta lại lấy ra mấy tấm ảnh, sau khi lần trước thăm dò địa động với Trương Dương, Trần Tuyết về sau lại tới đó một mình, phát hiện ở một vách đá khắc đầy ký tự, và chụp ảnh lưu lại. Trần Tuyết nói, dựa theo thứ mà Kim Diễn Mậu lưu lại, đem ký tự sắp xếp lại, sau cùng có được một thiên văn tự này. Cô ta đưa thiên văn tự được viết xuống sau khi mình phá giải cho Trương Dương. Trương Dương nhìn vào. Hắn vốn cho rằng bên trên chắc là tinh yếu của âm sát tu la trưởng và thê phong khổ vũ kiếm yếu, nhưng nhìn thấy văn tự bên trên, lại phát hiện thứ được ghi bên trên không ngờ là bảo điển võ lâm tối thượng Đại Thừa Quyết, thời đại hiện giờ sớm đã không biết Đại Thừa Quyết là vật gì,
Thật ra lúc ở triều Đại Tùy, Thiên Bảo Điển Võ Lâm tối thượng này nghe nói cũng đã thất truyền, tục truyền Đại Thừa Quyết là nội công tâm pháp tinh diệu nhất trên đời, sau khi nắm giữ được Đại Thừa Quyết. Tu luyện bất kỳ loại võ công nào cũng đều là hạ bút thành văn, dễ dàng nắm bắt. Đại Thừa Quyết về sau biến mất khỏi thế gian không phải bởi vì bị hủy bởi tranh đoạt giết chóc, mà là nghe đồn cao thủ tu luyện Đại Thừa Quyết đều đắc đạo thành thiên. Cuối cùng một vị cao thủ luyện thành Đại Thừa Quyết không muốn bộ bí tịch này tồn tại trên nhân thế nên mang theo Đại Thừa Quyết phi thăng mà đi. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên không tin vào những lời đồn như vậy, có điều hắn xem lướt qua Đại Thừa Quyết một lần, quả thực là một bộ nội công tâm pháp vô cùng ảo diệu. Nội công của Trần Tuyết cũng rất có căn cơ, cô ta tất nhiên có thể nhìn ra quyển này là phương pháp tu luyện nội công, nói khẽ khẩu quyết nội công này rất lợi hại à. Trương Dương gật đầu, nghe đòn sau khi luyện thành có thể đắc đạo thành tiên. Trần Tuyết lạnh lùng cười nói, trên đời này thật sự có tiên nhân ư. Trương Dương nói, Kim Diến Mậu tuy rằng có được quyền nội công này, nhưng chắc vẫn chưa kịp tu luyện, bằng không hắn cũng sẽ không chết dưới sự vây công của mấy cao thủ. Trần Tuyết nhẹ giọng thở dài, hùng bá thiên hạ thì sao chứ? Vô địch trên đời thì sao chứ? Kết quả vẫn không phải rồi cũng trở về với cát bụi ư. Với tính tình của cô ta nói ra những lời xuất thế như vậy cũng không phải là bất ngờ. Trương Dương nói, tuy rằng sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng nhân sinh một khi đã hữu hạn như vậy, vì sao không ở trong thời gian hữu hạn này tìm kiếm khoái hoạt lớn nhất? Trần Tuyết hỏi ngược lại, theo ý anh, cái gì mới là khoái hoạt lớn nhất? Trương Dương nói, làm chuyện mà mình muốn làm, yêu người mà mình yêu. Trần Tuyết nói, anh sống ở trên đời này đơn giản là vì tham dục. Nếu ông trời cho anh cơ hội được sống một lần nữa, anh sẽ không nói như vậy đâu. Trương Dương nói, sai rồi, cho dù cho tôi sống thêm một lần nữa thì cũng sẽ vẫn nghĩ như vậy, vẫn làm như vậy thôi, là người ai mà không có dục vọng chứ. Lấy cô làm ví dụ, cô có thể không thích tiền tài tình cảm, nhưng cô nhất định cũng có kỳ vọng ở một phương diện nào đó, mà cái đó cũng chính là dục. Trần Tuyết nhíu mày nói, tôi không biện luận đạo lý với anh. Trương Dương cười nói, đó là bởi vì cô nói không lại tôi, cô vẫn luôn đối mặt với cuộc sống một cách tiêu cực, còn tôi thì là một thanh niên đầy hứa hẹn luôn hướng về phía trước. Trần Tuyết nói, mục đích anh hướng về phía trước là cái gì? Trưởng phòng, thính trưởng, bộ trưởng, một đường lên chức ư. Một ngày nào đó anh gặp phải hiện thực phía trước không đường, khi đó anh sẽ phát hiện, mình vẫn là một người bình thường, sớm muộn gì cũng phải chết. Trương Dương nói, cái mà tôi hưởng thụ chỉ là một quá trình lịch lãm, lúc trước quan trường đối với tôi mà nói là một nơi đầy mới mẻ, tôi muốn dấn thân vào đó để tìm hiểu. Hiện tại thì sao, đã chán chưa, đối với anh mà nói có phải tất cả mọi chuyện đều như nhau hay không? Bao gồm cả tình cảm. Trương Dương lắc đầu, khác nhau chứ, quan trường tôi có thể rời khỏi được, nhưng có một số người thì tôi không thể vứt bỏ được, tôi đối với quan trường có trách nhiệm, nhưng tôi đối với những người quan tâm tôi. Trân trọng tôi thì phải gánh vác trách nhiệm. Trần Tuyết nói, anh đang nói cho tôi biết anh là người rất có trách nhiệm ư. Trương Dương nói, cũng bình thường thôi, tạm chấp nhận được. Hắn đưa quyển Đại Thừa Quyết đó cho Trần Tuyết. Trần Tuyết nói, anh cầm đi, tôi đối với võ công vốn không có hứng thú quá lớn. Trương Dương nói, cô tuy rằng không có hứng thú, nhưng nội công mà cô đang tu luyện là tinh thuần nhất. Hơn nữa ngộ tính của cô rất cao, tu vi nội công trước mắt đã rất sâu rồi. Trần Tuyết nói, thì sao chứ? Ở trước mặt cô chị gái nuôi của anh thì cũng chỉ có nước chịu đòn thôi. Trương Dương nói, Trần Tuyết, tôi muốn cầu cô một chuyện. Trần Tuyết nói, trước tiên nói là chuyện gì đi đã. Trương Dương nói, cuối năm nếu cô có thời gian, có thể bớt chút thời gian theo tôi tới Tây Tạng một chuyến hay không? Trần Tuyết hơi ngẩn ra, cô ta kinh ngạc nói, vì sao? Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đồ gì với cô đâu. Mà muốn nhờ cô cùng tôi cứu một người. Trần Tuyết nói, người nào? Trương Dương cười nói, một người bạn, cô gặp rồi sẽ biết. Thật ra Trương Dương muốn nhờ Trần Tuyết đi cứu An Ngữ Thần, dựa theo ngày mang thai của An Ngữ Thần, cuối năm khi cô ta tiến vào giai đoạn mang thai cuối, sự liên hệ của kinh mạch giữa cơ thể mẹ và thai nhi đã thành thục, chính là thời cơ tốt nhất để giúp cô ta nặn lại kinh mạch trong cơ thể. Nội lực của Trương Dương hiện giờ tuy rằng đã khôi phục, thậm chí còn hơn cả xưa. Nhưng một mình nặn lại kinh mạch, sẽ hao tổn quá lớn, hắn không thể cam đoan nội lực của mình có thể độc lập hoàn thành, nội công mà Trần Tuyết tu tập tinh thuần đến cực điểm. Hơn nữa thiên về chữa thương, không có tính công kích nhất định như nội lực khác, trong mắt Trương Dương, chỉ có Trần Tuyết giúp đỡ là thích hợp nhất, cho nên hắn mới có thể đề xuất yêu cầu như vậy. Trần Tuyết không tiếp tục truy hỏi,
gật đầu nói, chỉ cần anh không phải đi làm chuyện xấu thì tôi giúp anh. Quan hệ giữa cô ta và Trương Dương rất kỳ quái, tuy rằng giữa hai người chưa bao giờ thổ lộ bất kỳ tình yêu nào, có điều hai người khá hiểu nhau, phải nói là Trần Tuyết hiểu Trương Dương hơn một chút. Bản đại thừa quyết này đối với Trương Dương mà nói có thể tính là một thu hoạch bất ngờ, tuy rằng chỉ xem sơ qua, nhưng Trương đại quan nhân đã cảm thấy sự biến hóa tinh diệu trong đó hơn xa tưởng tượng của hắn, chẳng trách được người trong võ lâm tôn sùng là chí bảo, hắn tin rằng chỉ cần mình tu luyện cần cù, đại thừa quyết đối với hắn sẽ giúp sức cực lớn, võ công đã trì trệ không tiến rất lâu có lẽ trên cơ sở của đại thừa quyết sẽ thực hiện một lần nhảy vọt. Khi tái khám cho Lý Ngân Nhật, thái độ đối đãi của vị tướng lãnh cao cấp của Bắc Triều Tiên này đối với Trương Dương cực kỳ khiêm cung, dùng một lượt dược vật mà Trương Dương kê, Lý Ngân Nhật cảm thấy tình trạng sức khỏe đã tốt hơn nhiều, sức khỏe có chuyển biến tốt khiến y một lần nữa dấy lên hy vọng với sinh mệnh. Trương Dương sau khi bắt mạch cho y, Lý Ngân Nhật nói, Trương tiên sinh, thuốc mà cậu kê cho tôi rất linh, tình trạng tinh thần của tôi hai ngày nay đã tốt hơn rất nhiều. Trương Dương lấy giấy bút ra, kê một phương thuốc cho y. Mỉm cười nói, thật ra ông chỉ cần điều dưỡng thích đáng, sức khỏe vẫn có hy vọng khôi phục. Lý Ngân Nhật nói, theo chủ nhiệm Trương, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Trương Dương đối đãi với vị tướng quân Bắc Triều Tiên này cũng không khách khí, sống chết có số, giàu sang ở trời, tôi không phải là thầy bói, tôi ngay cả mình sống tới ngày nào còn không biết, làm sao mà tính được chuyện của tướng quân. Lý Ngân Nhật bật cười ha ha, tâm tình của y hôm nay rất tốt. Trương Dương viết xong phương thuốc đưa cho y, hôm nay Kiều Lão không đi cùng hắn, chỉ phái một gã cảnh vệ tên là Tông Thịnh đi cùng, dựa theo kế hoạch, Trương Dương sau khi tái khám cho Lý Ngân Nhật sẽ lập tức rời phòng. Nhưng Lý Ngân Nhật để biểu đạt sự cảm tạ đối với Trương Dương, thế nào cũng phải mời Trương Dương lưu lại ăn cơm, Trương Dương thấy thế cũng không tiện chối từ, nên quyết định lưu lại. Lý Ngân Nhật kính Trương Dương làm thượng khách, trước khi ăn cơm, y tự mình dẫn Trương Dương tới thư phòng của y. Xem một số bức ảnh của y năm đó ở Trung Quốc, trong đó có cả ảnh chụp chung của y với người lãnh đạo các đời của quốc nội. Lý Ngân Nhật giới thiệu lai lịch của ảnh cho Trương Dương, không khỏi cảm thán nói, già rồi, bất chi bất giác tôi đã từ một thiếu niên tóc xanh năm đó biến thành một lão già đầu bạc rồi. Trương Dương khen y một câu, hổ lão hùng phong vẫn còn, ngài chỉ cần điều dưỡng thích đáng, rất nhanh sẽ khôi phục phong mạo ngày xưa. Lý Ngân Nhật nhân cơ hội thỉnh giáo, phương diện chuyện phòng the có phải kiêng hoàn toàn hay không? Một người bất kể địa vị cao cỡ nào, biểu hiện bên ngoài như thế nào, nhưng ở trước mặt bác sĩ hắn vẫn chỉ là một bệnh nhân, Lý Ngân Nhật cũng không ngoại lệ. Trương Dương gật đầu nói, nhất định phải bỏ hẳn, tôi tin vào nghị lực của tướng quân. Khi lời này Trương đại quan nhân không khỏi buồn cười, ấn tượng bình thường của Lý Ngân Nhật đối với bên ngoài là đạo mạo nghiêm túc, nhưng không ngờ trên thực tế là một lão dâm côn. Lý Ngân Nhật thở dài. Trương Dương mỉm cười nói, thật ra niệm Phật là một lựa chọn không tồi, tướng quân mỗi ngày bớt chút thời gian chép mấy lần kinh Phật, tụng vài câu Phật hiệu, chắc hẳn tinh lực sẽ không bận tâm quá nhiều tới phương diện này nữa. Cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ, một mỹ nữ thanh lệ hơn 20 tuổi bước vào, cô ta mặc quân phục Bắc Triều Tiên, quần áo mộc mạc, nhưng thân quân trang mộc mạc này không hề che giấu được vẻ xinh đẹp của cô ta, tên là Lý Uyển Cơ. Là hộ sĩ chuyên trách của Lý Ngân Nhật, đồng thời cũng kiêm nhiệm công tác phiên dịch. Chương 1063, Đại Thừa Quyết 2. Trương đại quan nhân nhìn thấy Lý Uyển Cơ, suy nghĩ đầu tiên trong lòng chính là, một nữ hộ sĩ xinh đẹp như vậy, với tính tình của Lý Ngân Nhật, chắc sẽ không bỏ qua. Hắn lưu ý Lý Ngân Nhật sau khi Lý Uyển Cơ đi vào phòng, trong đôi mắt thoáng chốc ánh lên ánh mắt dục vọng, Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, cầm thú. Già như vậy rồi mà còn nhẫn tâm xuống đối với đời sau như vậy à? Lý Uyển Cơ tựa hồ có chút kính sợ đối với ánh mắt của Lý Ngân Nhật, cúi đầu xuống, nói khẽ tướng quân, đã chuẩn bị tốt rồi. Lý Ngân Nhật cười nói, Trương Dương, chúng ta đi ăn cơm. Một ngày ba bữa của Lý Ngân Nhật vô cùng đơn giản, đây không phải bởi vì y không ăn được, mà là từ sau khi y sinh bệnh đã bắt đầu chú ý tới dưỡng sinh, đồ ăn trên bàn lấy thanh đạm làm chủ. Tự nhiên không thể thiếu món kim chi mà quốc gia của họ thích nhất. Trương Dương đối với đồ ăn Xê Triều Tiên không có hứng thú gì, xới một bát mì lạnh, ăn ít kim chi, trong lòng cũng có chút thông cảm cho bữa ăn đạm bạc này, quốc gia người ta trước mắt kinh tế khó khăn, không có phí dụng chiêu đãi nhiều như vậy. Trương Dương và Tông Thịnh cùng nhau ăn xong, khi rời khỏi Lý Ngân Nhật đưa cho hắn một món đồ tốt, là một hộp sâm cao ly. Sau khi rời khỏi, Trương Dương ngồi bên trong xe không nhịn được nói, bữa cơm này cũng hơi đơn giản rồi, một chút đồ béo cũng không có.
Tông Thịnh cười nói, tôi và Kiều lão đã tới vài, cũng chưa từng ở lại ăn cơm, người Triều Tiên ăn cơm đều như vậy đấy, thực vật của bọn họ đương nhiên không thể so sánh với mỹ thực của Trung Hoa chúng ta. Nói tới chuyện này, Tông Thịnh đầy cảm giác tự hào dân tộc. Trương Dương nói, Kiều lão và y quen nhau thế nào vậy? Tông Thịnh nói, rất lâu rồi, tôi nghe người khác nhắc tới, khi kháng chiến, Kiều lão chỉ huy kháng Nhật ở Đông Bắc, Lý tướng quân lúc ấy từ Triều Tiên tới đây gia nhập quân kháng Nhật, được phân phối dưới trướng Kiều lão. Trương Dương cười nói, không phải là cảnh vệ của Kiều lão ư? Tông Thịnh nói, không rõ lắm, có điều quan hệ của y và Kiều lão luôn rất tốt, cũng làm ra được cống hiến khá lớn cho tình hữu nghị Trung Triều. Trương Dương nói, Kiều lão đối với y rất không tồi. Hắn bảo Tông Thịnh đưa mình tới trường mỹ thuật, Cố Dưỡng Dưỡng bảo hắn phải tới đây một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Tới trước cửa trường mỹ thuật, Trương Dương từ xa đã nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đang từ trong trường học bước ra, đang chuẩn bị xuống xe đón cô ta thì lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ lái qua người họ. Người ngồi bên trong xe chính là Trần An Bang, Trần An Bang đỗ xe lại bên cạnh Cố Dưỡng Dưỡng. Sau đó cầm một bó hoa hồng rất to bước xuống. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn thấy thằng ôn này không ngờ lại tìm tới trường mình, không khỏi có chút bực mình, cô ta nhíu mày, nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Dương. Trương Dương ngồi bên trong xe không hề nóng lòng xuống xe, Tông Thịnh nhìn bó hoa hồng đó, chậc chậc khen, người trẻ tuổi hiện tại trên tình cảm thật sự đầu tư mạnh tay thật. Trần An Bang rát phong độ đi tới trước mặt Cố Dưỡng Dưỡng, cầm bó hoa trong tay đưa ra. Mỉm cười nói, Cố tiểu thư, tôi hôm nay đặc biệt tới đây là để xin lỗi cô về chuyện tối hôm đó. Cố Dưỡng Dưỡng chẳng thèm nhìn hắn, mắt vẫn lướt xung quanh tìm bóng dáng của Trương Dương. Trần An Bang nói, Cố tiểu thư, cô đang giận tôi ư? Cố Dưỡng Dưỡng nói, tôi chưa từng giận một kẻ xa lạ. Trần An Bang nói, vậy nhận lấy hoa này đi, tôi mời cô đi ăn cơm, để biểu đạt thành ý. Cố Dưỡng Dưỡng nói, xin anh cầm hoa của anh đi xa một chút. Đây là trường học, anh làm vậy tôi rất khó xử. Trần An Bang mỉm cười nói, con gái được người ta theo đuổi cũng là chuyện tốt mà. Có gì mà khó xử? Cố Dưỡng Dưỡng nói, vậy cũng phải phân rõ là người nào, nếu là một vị sĩ anh tuấn phong độ tiêu sái, tôi có lẽ sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nếu là một kẻ vô năng tự cao tự đại, tôi sẽ cảm thấy khó xử. Cố Dưỡng Dưỡng tức giận vì sự vô lễ của hắn đối với Trương Dương tối hôm đó, cho nên hôm nay nói chuyện cũng khắc bạc vô cùng. Trần An Bang trước giờ đều tự thị thâm cao, hắn tuy rằng thích dung nhan và khí chất của Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng hắn không cho rằng Cố Dưỡng Dưỡng cao quý hơn mình, tuy rằng Cố Dưỡng Dưỡng cũng là con gái của cán bộ cao cấp, nhưng cha của cô ta dù sao cũng đã rời khỏi chính đàn, mà gia đình của hắn, thành tựu của hắn, bất kể là thế nào cũng không kém Cố Dưỡng Dưỡng, hắn cho rằng mình theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng là nể mặt cô ta rồi, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng bày ra tư thế cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm, điều này khiến cho Trần An Bang vô cùng khó chịu. Trong trường mỹ thuật có không ít sinh viên đi ra, nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ đó, cả đám đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cố Dưỡng Dưỡng. Lúc trước Trương Dương lái một chiếc Lamborghini tới đón cô ta đã tạo thành oanh động rất lớn, ảnh hưởng vẫn còn đó, không ngờ không tới vài ngày đã lại đổi thành Ferrari. Cố Dưỡng Dưỡng trong trường mỹ thuật đã được người ta đặt cho danh hiệu Hoa hậu giảng đường, nhưng bản thân cô ta cũng không phải là một cô gái thích gây náo động. Cô ta nói với Trần An Bang, anh đi mau đi, đừng ở đây tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trần An Bang cũng tức giận rồi, cô bảo tôi đi à? Đây là chỗ của Cố gia chắc. Cố Dưỡng Dưỡng chẳng thèm để ý đến hắn, đi sang một bên, Trần An Bang lại đi theo, thằng ôn này ở phương diện theo đuổi con gái đúng là có nghị lực kiên cường. Trương Dương nói với Tông Thịnh, anh Tông, giúp tôi đi đón Dưỡng Dưỡng với. Tông Thịnh kinh ngạc nói, sao cậu không tự đi? Trương Dương nói, tôi sợ không nén được giận lại đánh người. Tông Thịnh cười cười, gã mở cửa xe bước xuống, Tông Thịnh không biết Trần An Bang là ai, gã đi tới vỗ vai Trần An Bang, tiểu huynh đệ, làm gì có ai theo đuổi con gái như người ta kiểu như cậu. Trần An Bang xoay người nhìn nhìn Tông Thịnh, hắn ở trước mặt của Cố Dưỡng Dưỡng đã đụng phải đinh, một bụng tức còn chưa có chỗ chút, nghe thấy Tông Thịnh nói như vậy, lập tức nổi giận, mày là ai, ở đây không có chuyện của mày, đi ra chỗ khác chơi. Tông Thịnh tuy rằng là cảnh vệ của Kiều lão, nhưng gã cũng không để người bình thường vào mắt. Tông Thịnh nói, người ta đã không để ý tới cậu, cậu còn mặt dày đeo báo làm gì? Còn làm vậy nữa là tôi đi báo cảnh sát đấy. Trần An Bang cũng không phải là hạng hiền lành gì, giờ bó hoa trong tay lên ném vào mặt Tông Thịnh. Tông Thịnh có thân thủ gì chứ, há có thể để hắn dễ dàng đập chúng, hơi né người ra một bên,
gã cũng không muốn ra tay với Trần An Bang. Trần An Bang chỉ vào mũi gã, nói, mày ở đơn vị nào? Còn muốn lăn lộn ở kinh thành hay không? Cố Dưỡng Dưỡng lúc này mới ý thức được Trương Dương vẫn đang ngồi trong chiếc xe Jeep màu xanh, trong lòng có chút kỳ quái, Trương Dương đã đến rồi thì sao không xuống xe? Đúng lúc này, cô ta thấy chiếc xe Jeep đó đang chậm rãi khởi động, sau đó đột nhiên gia tốc, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng két chói tai, tất cả mọi người đều bị thanh âm bén nhọn này hấp dẫn, nhưng chuyện khiến họ ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Chiếc xe Jeep đó đâm mạnh vào đít xe thể thao Ferrari, xe thể thao Ferrari tuy rằng đắt giá, nhưng làm sao mà chịu nổi khi va chạm với xe Jeep, trong tiếng kinh hô của người chung quanh, đít xe rơi xuống, Trương Đại Quan Nhân vẫn không có ý phanh lại, tiếp tục dậm chân ga, đẩy chiếc xe thể thao Ferrari đó đi, cho tới khi đâm vào chiếc xe tải ở phía trước, hai chiếc xe giáp công, xe thể thao Ferrari bị ép cho biến dạng, vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm. Trương Dương mở cửa xe, giả vờ áy náy bước xuống, anh Tông, tôi lâu lắm không lái xe rồi, nhầm chân ga thành chân phanh. Chương 1064, cố ý 1. Tông Uy không phải là kẻ ngốc, trên thực tế chẳng có ai là kẻ ngốc cả, người sáng suốt đều đã nhìn ra, thằng Ôn này căn bản chính là cố ý, hắn là cố ý muốn đâm hỏng chiếc Ferrari đó của Trần An Bang. Trương Đại Quan Nhân đã nhịn rất lâu rồi, mày có thể sử dụng Hammer đâm xe Lamborghini mà tao mượn, tao vốn cũng không muốn tính toán với mày, nhưng mày không ngờ lại tới quấn lấy em vợ của tao, mày con mẹ nó coi sự khoan dung của bố mày là yếu đuối à? Hôm nay tao trả lại hết, Trương Đại Quan Nhân trước khi đâm chiếc Ferrari này đã tính toán kỹ càng, đừng nhìn chiếc xe này là xe Jeep bình thường, nhưng chiếc xe này là của Kiều Lão. Trần An Bang nhìn thấy chiếc Ferrari đó của mình biến thành bộ dạng như vậy, trong lòng đau đến nỗi như sắp nhỏ máu, nhìn thấy Trương Dương từ bên trong đi ra, hắn lập tức hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thằng Ôn này tuyệt đối là cố ý trả thù. Trần An Bang nổi giận đùng đùng chỉ vào Trương Dương, mày cố ý đâm hỏng xe của tao. Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, Trần Công Tử, mọi người đều là người một nhà, tôi thật sự là không cẩn thận, đừng làm tổn thương tới hòa khí. Cố Dưỡng Dưỡng tới bên cạnh Trương Dương, cô ta đương nhiên hiểu rõ mục đích Trương Dương đâm xe là gì, tuy rằng trong lòng đã hả giận, nhưng cũng biết tên Trần An Bang này không dễ chọc, Trương Dương hôm nay khẳng định đã dính phải phiền phức lớn rồi, Cố Dưỡng Dưỡng nói cùng lắm thì đền tiền là được. Trần An Bang nói, hắn đền được không? Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh đúng là chẳng ra gì cả, hôm đó anh đâm hỏng chiếc Lamborghini của Trương Dương, anh ta cũng không nói gì, anh tốt xấu gì cũng là một người đàn ông, sao nhỏ nhen vậy? Trần An Bang lửa giận công tâm, đã tức đến mắt đỏ bừng, cầm điện thoại bắt đầu báo cảnh sát. Tông Thịnh nhìn thấy chuyện đã ầm ĩ tới mức này, nhớ tới vừa rồi Trương Dương bảo gã xuống xe giải vây cho Cố Dưỡng Dưỡng. Nói không chừng thằng Ôn này từ lúc đó đã hạ quyết tâm muốn dùng xe Jeep đâm xe Ferrari của đối phương. Tông Thịnh nói, đã nói là không phải cố ý rồi mà, đi bảo hiểm đi. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát giao thông liền tới đây, nhìn thấy chiếc Ferrari đã bị đâm cho vô cùng thê thảm đó, ai cũng thấy đáng tiếc. Trần An Bang chỉ trích với cảnh sát giao thông Trương Dương chính là kẻ đã gây tai nạn, và hắn là cố ý. Trương Đại Quan Nhân vẫn khí định thần nhàn, sau khi mấy cảnh sát giao thông hỏi người xung quanh, đã bước đầu nhận định, Trương Dương là cố ý dùng xe Jeep đâm chiếc Ferrari đó, tên cảnh sát giao thông cầm đầu đi tới trước mặt Trương Dương, giấy tờ của anh đâu? Trương Dương lần này biểu hiện rất hợp tác, đưa giấy tờ ra. Cảnh sát giao thông lại nói, giấy tờ xe đâu? Tông Thịnh đi tới đưa giấy tờ xe ra. Cảnh sát giao thông nhìn thấy giấy tờ xe rồi lại nhìn biển của chiếc xe mà Tông Thịnh lái là xe quân đội, nhưng không ai có thể từ trên biển xe mà biết được chủ thật của xe là ai. Biểu hiện của cảnh sát giao thông vẫn tính là khách khí, sau khi chụp ảnh ghi chép lại liền giao giấy tờ xe cho Tông Thịnh, xe anh có thể lái đi, chúng tôi sẽ liên hệ với đội duy trì trật tự quân khu để xử lý công việc. Tông Thịnh biểu hiện rất khiêm tốn, gật đầu nói, tôi có thể lái xe đi chưa? Cảnh sát giao thông gật đầu. Trương Dương nghĩ thầm xe dùng biển quân đội đúng là khệnh thật. Nhưng cảnh sát giao thông đó lại nói, các anh có thể đi, nhưng anh ta thì không thể đi. Gã chỉ vào Trương Dương, nói căn cứ vào tình huống trước mắt mà chúng tôi tìm hiểu được, anh bị tình nghi hủy hoại tài vật của người khác, đã vi phạm luật hình sự của quốc gia, cấu thành tội hình sự. Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với sự tố cáo như vậy, hắn cười nói, tôi đã bảo rồi, tôi chỉ là nhầm chân phanh thành chân ga thôi mà. Cảnh sát giao thông nói, đừng có rảo biện, tôi khuyên anh hãy theo chúng tôi về đi một chuyến. Trương Dương vẫn biểu hiện vô cùng phối hợp.
hắn nói với Tông Thịnh, anh Tông, anh đi về trước đi, tôi theo bọn họ tới đội cảnh sát giao thông để giải thích. Tông Thịnh cũng không nhiều lời, gã gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ điện thoại cho anh. Cố Dưỡng Dưỡng và Trương Dương cùng tôi đại đội sự cố để xử lý chuyện này, bọn họ vừa tới đại đội sự cố thì đã bị nhốt trong phòng, dụng cụ liên lạc cũng dựa theo quy định phải nộp lên trên. Ở kinh thành Trần An Bang cũng có chút quan hệ, với hắn mà nói tổn thất về tiền chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Trương Dương lái xe đâm xe Ferrari của hắn thành như vậy, nếu hắn không cho Trương Dương nếm chút đau khổ thì sau này làm sao còn lăn lộn được trong giới thái tử. Cho nên hắn trên đường tới đại đội sự cố đã tìm quan hệ, lần này hắn nhất định phải dằn mặt Trương Dương. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn thấy cả nửa ngày cũng không có người quan tâm tới bọn họ, cô ta đi tới kéo cửa, phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Cố Dưỡng Dưỡng nói, cửa bị khóa rồi. Trương Dương thở dài nói, không cần hỏi cũng biết, Trần An Bang muốn làm lớn chuyện này, hắn muốn kiện anh tội hủy hoại tài sản của người khác. Cố Dưỡng Dưỡng nói, chẳng phải là rất nghiêm trọng ư? Trương Dương nói, quả thực rất nghiêm trọng, nếu khởi tố anh với tội danh này, anh 8-9 phần 10 phải ngồi tù. Cố Dưỡng Dưỡng nghe hắn nói như vậy không khỏi có chút lo lắng, Trương Dương, thôi, đừng đấu với hắn nữa. Tên Trần An Bang đó chính là tiểu nhân. Trương Dương mỉm cười nói, anh không muốn đấu với hắn đâu, nhưng nhìn thấy hắn cứ làm phiền em, trong lòng anh khó chịu lắm. Cố Dưỡng Dưỡng nghe thấy những lời này của hắn, mặt không khỏi nóng lên, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu vô cùng. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nói khẽ anh không thích hắn làm phiền em ư. Câu hỏi này khiến ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Trương Dương không nói gì, hắn cười bảo, anh chợp mắt một lát. Có việc gì thì gọi anh nhé. Khi Trần An Bang đang mưu đồ bí mật khởi tố Trương Dương thì nhận được điện thoại của cha, từ trong thanh âm của cha có thể nghe ra lão gia tử đang rất khẩn trương, An Bang, con làm cái trò gì thế? Xe của con sao lại đâm vào chiếc xe quân dụng đó? Trần An Bang nói, cha, là người khác lái xe quân dụng đâm vào xe con. Trần Toàn nói, cha mặc kệ là ai đâm ai, con lập tức giải quyết chuyện này đi, đừng có làm lớn, chiếc xe đó là của Kiều lão đấy. Trần An Bang nghe thấy hai chữ Kiều lão, ngây ra một thoáng, sau đó lại nói, cha, thế thì sao? Trần Toàn nói, chuyện này kết thúc ở đây, con lập tức về cho cha. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng nhốt tại trong phòng khoảng một giờ thì đại đội trưởng của đại đội sự cố tới, mỉm cười mở cửa phòng, nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, hiểu lầm đã điều tra xong rồi, Trần Tiên Sinh quyết định không truy cứu chuyện này. Trương Dương đối với loại kết quả này đã đoán được trước. Hắn cố ý nói, sao lại như vậy? Tôi đâm hỏng xe của người ta, bị hiềm nghi hủy hoại tài sản của người khác, tôi phải chịu trách nhiệm. Đại đội trưởng nói, xe của các anh là xe quân dụng, đang chấp hành nhiệm vụ, xe của anh ta là xe xã hội bình thường, phải chủ động tránh. Trương Dương nói, việc này cứ vậy là xong à? Đại đội trưởng gật đầu nói, Trần Tiên Sinh nói là hiểu lầm, anh ta nói không cần truy cứu. Trương Dương lại lắc đầu nói, anh nói tôi cũng không tin. Hay là anh bảo Trần An Bang tới đây tự mình nói với tôi đi. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, đám cảnh sát giao thông này khẳng định đã tra được lai lịch của xe quân dụng. Đại đội trưởng cười nói, chủ nhiệm Trương, anh xem. Anh ta cũng không truy cứu nữa rồi, có phải hay là. Gã muốn mời Trương Dương ra khỏi đây, phiền phức thế này không có ai muốn dính vào cả. Trương đại quan nhân nói, chuyện này không phải vấn đề là anh ta của truy cứu hay không, tôi đã nói rồi. Tôi là nhầm chân ga thành chân phanh, nhưng giải thích cho các anh nghe thì không ai chịu tin cả. Không những vậy, còn thu di động của tôi, tới đây rồi, các anh lại nhốt tôi lại, ừ thì thôi coi như là tình nghi tôi cố tình hủy hoại tài sản của người khác, nhưng vị cố tiểu thư này thì sao? Các anh nhốt người ta lại làm gì? Đại đội trưởng nói, không có, chúng tôi không nhốt hai người. Cố Dưỡng Dưỡng nói, cửa phòng cũng bị khóa trái mà còn nói là không nhốt à? Trương Dương nói, anh đi nói với Trần An Bang, hắn không tố cáo thì tôi muốn tố cáo hắn, hắn nếu không ở ngay trước mặt tôi mà giải thích rõ ràng chuyện này thì tôi hôm nay không đi đâu cả, tôi cũng muốn xem, các anh rốt cuộc là có quyền gì mà lột di động của tôi, nhốt tôi ở đây. Những cảnh sát giao thông này thầm kêu khổ, lúc trước bọn họ sở dĩ đối đãi với Trương Dương như vậy đều là vì Trần An Bang tìm quan hệ, ai mà ngờ được chiếc xe Jeep đó là của Kiều Lão, chuyện giữa những nhân vật thượng tầng này bọn họ căn bản không thể quản được. Trần An Bang nghe nói Trương Dương không muốn đi, bất đắc dĩ đành phải tới gặp hắn, thái độ của hắn vẫn rất cường ngạnh, hắn cho rằng, hôm nay mình trúng bẫy của Trương Dương, hắn sao có thể ngờ được chiếc xe Jeep của Trương Dương dùng để dâm xe Ferrari của hắn là của Kiều Lão,
cha có biểu hiện khẩn trương như vậy, khẳng định là vì Kiều lão đã bắn tiếng cho ông ta. Trần An Bang không nghĩ thông Trương Dương sao lại quen với một nguyên lão chính đàn như Kiều lão, có điều trong mắt Trần An Bang, hắn hôm nay đã làm đủ rồi. Chương 1065, cố ý 2. Trần An Bang lạnh lùng nhìn Trương Dương, nói anh có ý gì? Trương Dương nói, không có ý gì cả. Đâm phải xe của anh thì tôi phải nói một tiếng xin lỗi với anh. Không cần. Trương Dương nói, có chuyện tôi phải nói cho anh biết, chiếc Ferrari đó của đó tội thật sự là cố ý muốn đâm hỏng đấy. Trần An Bang nghe thấy hắn nói như vậy, mắt như sắp phun ra lửa, hung hăng nhìn Trương Dương, nói, mày điên rồi, chuyện hôm nay mày nhớ cho kỹ đấy, tao sẽ không bỏ qua đâu. Trương Dương nói, miệng có nói hay đến mấy cũng vô dụng, mày tưởng rằng mày hay lắm à? Nếu không phải có lão gia tử nhà mày đứng sau làm chỗ dựa thì người khác chẳng ai thèm nhìn mày lấy một cái đâu. Trần An Bang tức giận nói, mày nhớ kỹ những lời này cho tao. Trương Dương mỉm cười nói, tao có một ưu điểm lớn nhất chính là dám làm dám chịu, chuyện mà mình đã làm sao mà phải không nhận. Khi mày lái xe Hummer đâm vào Lamborghini có ngay thẳng không? Con người ta nhất định không được đắc ý quên hình, ỷ vào quyền lực của ông ra để diễu võ dương oai không phải là không được. Nhưng tao khuyên mày một câu, phải nhớ kỹ, đừng có mang phiền phức tới cho ông già mày. Trần An Bang nắm chặt tay, nếu không phải là cha hắn đã dặn trước, hắn lúc này khẳng định sẽ xông lên một quyền nện lên mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân thản nhiên như không cười cười, cảnh sát đã trả lại di động của hắn, Trương Dương nhìn số điện thoại gọi nhỡ, một trong số đó là La Tuệ Ninh, hắn lập tức gọi lại cho bà ta. Trương Dương không biết chuyện này sao lại truyền tới tai La Tuệ Ninh nhanh như vậy. Sau khi điện thoại kết nối, La Tuệ Ninh ở trong điện thoại thở dài, nói khẽ Trương Dương, chuyện này dừng ở đây nhé, đều là người một nhà mà. Trương Dương nói, mẹ nuôi, con biết nên làm như thế nào. Buông điện thoại, hắn nói với Cố Dưỡng Dưỡng, chúng ta đi thôi. Lúc này Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn đang ở trong văn phòng của Văn Quốc Quyền, Trần Toàn cau mày lộ ra vẻ vô kế khả thi, y thở dài nói, Thủ tướng Văn, cũng tại tôi lơ là quản giáo thằng Ôn An Bang này, cho nên mới gây ra loạn như vậy. Văn Quốc Quyền cười nhạt, nói chút mâu thuẫn giữa bọn trẻ thì có tính là gì. Thằng con nuôi đó của tôi cũng không phải là hạng đèn bớt dầu đâu. Trần Toàn nói, cậu thanh niên Trương Dương này cũng rất khá, mà nó sao lại ngồi trong xe của Kiều lão. Văn Quốc Quyền nói, tôi sẽ bảo Tuệ Ninh hỏi nó, thằng Ôn này mỗi lần tới kinh thành luôn gây ra phiền phức. Ông ta cũng không nghĩ ra Trương Dương vì sao lại ngồi trong xe của Kiều lão, xem ra Trương Dương lần này đến khẳng định còn có chuyện trọng yếu khác không nói cho bọn họ. Trần Toàn không nói gì, trong lòng lại vẫn nơm nớp, đến bây giờ Trương Dương vẫn bám lấy không tha. Y đã làm rõ chân tướng của chuyện này, con trai muốn theo đuổi con gái út của Cố Doãn Chi, không biết vì sao lại đắc tội với Trương Dương lái chiếc xe Jeep đó đâm hỏng xe Ferrari mà con trai Y vừa mua, đối với sự khệnh khạng của con trai. Trần Toàn cũng có chút bất lực, y cho rằng trong sự nghiệp phát triển nhanh chóng của con trai, mình không cung cấp trợ lực đặc biệt gì, có thể giành được thành tựu hiện tại toàn bộ là kết quả của sự nỗ lực của bản thân nó, y cũng không phải chỉ một lần nhắc nhở con trai. Bảo nó khiêm tốn nhún nhường một chút, con trẻ đã có tiền, thân thế hiển hách, khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, nơi này dù sao cũng là kinh thành, nơi ngọa hổ tàng long, người trẻ tuổi nhuệ khí quá thịnh tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng rời khỏi đại đội sự cố, phát hiện Tông Thịnh lái chiếc xe Jeep màu xanh quân dụng chờ bọn họ ở ngoài cửa, Trương Dương mỉm cười, chậm rãi đi tới, Tông Thịnh hạ cửa kính xe xuống, trên mặt không hề có chút tươi cười nào, lên xe đi, Kiều lão muốn gặp anh. Trương Dương sớm đã đoán được rồi, hắn nói với Cố Dưỡng Dưỡng, xem ra kế hoạch có biến rồi. Cố Dưỡng Dưỡng đối với vị nhân vật cấp nguyên lão thần bí của nước Cộng Hòa này cũng sớm có nghe nói, cô ta nói khẽ em đi với anh. Trương Dương cười cười gật đầu. Kiều lão mỗi ngày đều sẽ dùng một bộ phận thời gian lớn để chơi với đá. Kiều Băng Cử vừa mới gửi cho lão một bảo tỏa hoa sen bằng gỗ lim. Kiều lão đang ở trong phòng khách thưởng thức tảng đá, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Trương Dương và Cố Dưỡng Dưỡng đi theo Tông Thịnh bước vào. Kiều lão không hề quay đầu, nói khẽ Trương Dương, thấy cái bệ này thế nào? Trương Dương nói, bảo tỏa hoa sen, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết tảng đá này là pho tỏa Phật. Kiều lão nói, trong câu nói của cậu dường như có ẩn ý. Trương Dương nói, tôi không biết thưởng thức đá, nhưng tôi thấy tảng đá này đẹp ở chỗ có thể khiến cho người ta có đủ không gian để tưởng tượng, ba phần hình, bảy phần thân. Cố Dưỡng Dưỡng nói khẽ thật ra nghệ thuật đều là như nhau,
nghệ thuật của Trung Quốc chú trọng nhất là hai chữ vận vị, bồn cảnh sơn thủy như vậy, viết hí thư họa cũng như vậy, cảnh giới của tranh Trung Quốc không phải liếc một cái là nhìn ra nó giống gì, mà là trên bức tranh có thể làm tới khí vận lưu động, giống như là vật sống vậy, một bức tranh giống nhau nhưng trong mắt người khác nhau lại sẽ có cảm giác khác nhau. Kiều lão đầy hứng thú nhìn cô bé còn nhỏ hơn cả cháu gái này của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cố Dưỡng Dưỡng bị ông ta nhìn cho có chút xấu hổ, cúi đầu xuống nói khẽ, Kiều lão, cháu ăn nói lung tung, có chỗ nào mạo phạm thì xin ông bỏ qua cho. Kiều lão cười nói, cháu là con gái của Cố Doãn chị à, nói rất khá, thật ra tôi lúc lấy cái bệ này cũng cảm thấy xứng với tảng đá, nhưng sau đó thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, đáng tiếc tôi lại không nói ra được rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. Hai đứa vừa nói vậy, tôi đột nhiên hiểu ra, đặt tảng đá trên bảo tọa hoa sen thì bất kỳ ai cũng nhìn ra một pho tượng Phật, bảo tọa đã hạn chế không gian tưởng tượng của mọi người, vận vị của tảng đá này tự nhiên sẽ suy giảm, tông thịnh, giúp tôi mang cái bệ này đi, tái phối lại một chút. Cố Dưỡng Dưỡng cười ngọt ngào, cung kính nói, chào ông Kiều. Kiều lão gật đầu hòa ái, Cố Doãn chỉ có con gái nhu thuận như vậy, xem ra thật sự là gia giáo có cách. Trương Dương nói, bí thư Cố có thể quản lý Bình Hải gọn gàng ngăn nắp như vậy, phương diện gia giáo tất nhiên là thành thạo. Hắn đang gián tiếp nói tốt cho Cố Doãn Chi. Kiều lão nói, trong quan trường có thể chân chính làm được nâng lên được thì bỏ xuống được như anh ta cũng không có mấy ai. Trương Dương nói, tôi nghe bí thư Cố nói, ông ta là lấy ngài làm gương. Kiều lão mỉm cười, thằng nhóc này lại đang vỗ mông ngựa mình, nếu không làm chuyện xấu thì hắn sao lại vô sự hiến ân cần như vậy. Kiều lão nói, buổi tối ở lại đây ăn cơm đi. Trương Dương dạ một tiếng, Kiều lão bảo phòng bếp đi chuẩn bị, Cố Dưỡng Dưỡng nói, ông Kiều, hay là để cháu xuống bếp giúp đỡ đi. Kiều lão có chút kinh ngạc nói, cháu biết nấu cơm à. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Cố Dưỡng Dưỡng là đệ tử quan môn của Tào Tam Pháo, mà Tào Tam Pháo trước khi về hưu là đầu bếp chuyên dụng của Kiều lão, để Dưỡng Dưỡng biểu hiện trù nghệ của cô ta một chút nói không chừng có thể mang tới sự kinh hỉ cho Kiều lão. Sau khi Cố Dưỡng Dưỡng rời khỏi, Trương Dương lập tức nặn ra vẻ mặt đầy áy náy, chân thành nói, Kiều lão, xin lỗi, tôi hôm nay không nhịn được nên gây phiền phức rồi. Kiều lão vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng nói, cậu nếu không nói thì tôi cơ hồ cũng quên mất. Trương Dương nói, ngài sẽ không trách tôi chứ? Kiều lão mỉm cười nói, trách cậu cái gì? Trách tôi lái xe của ngài đâm chiếc Ferrari đó. Kiều lão nói, đâm xe gì thì cũng vậy thôi, người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Khó tránh khỏi tính tình xung động không cân nhắc tới hậu quả, cậu cũng không phải là cố ý, chuyện này rất ngẫu nhiên, cậu là một người trẻ tuổi không tồi, không thể lợi dụng phương pháp đâm xe như vậy để kéo một lão già như tôi vào chuyện này. Cậu trước khi quyết đâm xe, cũng không thể cân nhắc tới đối phương có bối cảnh gì, giá trị của chiếc xe đó là bao nhiêu tiền, cũng sẽ không cân nhắc đến hành vi của cậu sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, quá xung động rồi. Nghe xong những lời này của Kiều lão, Trương đại quan nhân trên trán đã túa mồ hôi lạnh. Hắn khó mà che giấu được vẻ xấu hổ trên mặt, chút tính toán của mình, Kiều lão chỉ liếc cái là nhìn rõ hết, những lời vừa rồi đã đâm xuyên tất cả tâm tư của Trương Dương. Tiểu tử cậu tuyệt đối không phải là xung động như ngoài miệng, nếu chiếc xe Jeep này không phải là tôi phái ra, cậu dám ngang nhiên làm vậy trước mặt mọi người ư? Trương Dương ho khan một tiếng, thành thành thật thật nói, Kiều lão, ngài hay là mắng tôi một trận đi, nói thật, tôi sở dĩ đâm chiếc Ferrari đó, tôi chính là muốn lợi dụng uy tín của ngài. Tôi là cáo mượn oai hùng, tôi cố ý muốn kéo ngài xuống nước. Trương đại quan nhân ý thức được trước mặt Kiều lão thành thật là tốt nhất. Kiều lão có chút kỳ quái nhìn, Trương Dương, trên đời này rất ít người dám lợi dụng tôi. Trương Dương nói, tôi sai rồi. Chơi âm mưu ở trước mặt ngài, tôi là múa búa trước cửa lỗ ban, cái đó. Tôi nói sai rồi, Trương đại quan nhân giơ tay lên tát nhẹ một cái vào mặt mình. Chương 1066, cố ý 3. Kiều lão nói, thằng nhóc, tâm nhãn không ít nhỉ, muốn lòng vòng ám chỉ tôi. Kiều lão, ngài cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám. Kiều lão nói, vốn tôi không muốn hỏi đâu, loại việc nhỏ này tôi thật sự là không có hứng thú, cậu rốt cuộc vì sao muốn đâm chiếc xe đó. Trương Dương nói, mấy ngày trước hắn đâm vào xe của tôi lúc ấy tuy rằng biểu hiện rất khoan dung, nhưng trong lòng thì nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn, không ngờ nợ tháng 6 trả quá nhanh. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, cho nên tôi liền dở âm mưu một phen. Kiều lão nói, vì thế đã tính kế cả tôi. Trương Dương nói, hổ thẹn, để ngài nhìn thấu rồi.
Kiều lão nói, bọn nhóc này đúng là nên quản giáo cho kỹ. Trương Dương cho rằng mình nghe lầm, người ra nhìn Kiều lão. Kiều lão nói, khi xe quân dụng chấp hành nhiệm vụ, xe dân dụng nếu không chịu nhường đường thì tất cả trách nhiệm phát sinh đều do họ phụ trách. Thằng nhóc, xem ra sự đọc hiểu của cậu đối với chính sách có vấn đề. Người trẻ tuổi, bình thường phải học tập nhiều vào, đạo lý cơ bản thế này mà không hiểu thì sao mà lăn lộn trong quan trường được. Trương đại quan nhân miệng há to đến nỗi có thể đút một quả trứng gà vào, hắn nói khẽ Kiều lão, lần này quả thực là tại tôi. Kiều lão chậm rãi nói, cho nên phải nhớ kỹ một chuyện, đừng tùy tiện khi dễ người ta, nhưng nếu đã khi dễ người ta thì phải khiến cho họ cảm thấy ủy khuất, phải khiến cho hắn tâm bình khí hòa, tâm phục khẩu phục. Trương đại quan nhân lúc này thật sự là tâm phục khẩu phục rồi, cảnh giới của Kiều lão hắn theo không kịp. Chủ nghệ của Dưỡng Dưỡng chẳng những khiến cho Kiều lão kinh hỉ, ngay cả Trương Dương cũng vô cùng kinh hỉ, cô ta không ngờ làm ra món Phật nhảy tường của Tào Tam Pháo. Kiều lão sau khi nếm thử lập tức nhớ tới vị đầu bếp ngày xưa, hỏi Dưỡng Dưỡng mới biết được là Tào Tam Pháo thật sự đã truyền kỹ thuật nấu ăn cho cô ta. Kiều lão cảm khái nói, từ sau khi rời khỏi Tam Pháo đi, tôi đã lâu rồi chưa được ăn Phật nhảy tường chính tông như vậy, trong thời gian này cũng có đầu bếp nấu món này cho tôi, nhưng hương vị vẫn còn kém một chút. Cô Dưỡng Dưỡng nói, cháu cũng chỉ căn cứ theo sách nấu ăn mà lầm mò tự làm, cảm thấy phương diện hảo hầu vẫn chưa vững lắm. Kiều lão mỉm cười nói, đã không tồi rồi, nếu đánh giá thật lòng thì đã được 90%. Trương Dương nói, tôi cho 100%. Cố Dưỡng Dưỡng trong lòng ngọt ngào, mục đích cô ta hôm nay hẹn Trương Dương ra là để làm thức ăn cho hắn ăn, để hắn nếm thử món Phật nhảy tường mà mình làm. Cố Dưỡng Dưỡng phát hiện mình bất kể làm ra thành tích gì, người đầu tiên muốn chia sẻ là Trương Dương, cô ta không để ý tới lời khen của Kiều lão mà là Trương Dương. Kiều lão nói, Tam Pháo còn một món phí đằng ngư cực ngon, cháu có học được không? Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, món đó cháu biết làm, chỉ là vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của sư phụ. Ông Kiều, lần sau có thời gian thì cháu sẽ tới làm cho ông ăn. Kiều lão cười cười gật đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Kiều lão giao cho hắn, Trương Dương không lập tức rời khỏi kinh thành, nhân cơ hội lần này tới kinh, hắn bái phỏng một số quan hệ, xác định được hai hạng mục đầu tư. Hai hạng mục đầu tư này đều là Vương Học Hải hỗ trợ liên hệ, hiện tại Vương Học Hải rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đối với Trương Dương hắn chỉ còn lại sự kính sợ, đầu óc của tên Vương Học Hải này không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ khôn khéo, sau khi qua một loạt các chuyện, hắn đã ngộ một đạo lý, muốn sống thoải mái một chút thì tốt nhất đừng có đối nghịch với Trương Dương. Đừng làm kẻ địch với hắn, làm bằng hữu rõ ràng là một lựa chọn sáng suốt, nhưng Vương Học Hải minh bạch, Trương Dương hiển nhiên sẽ không coi mình là bạn. Tính mạng của mình nằm trong tay của hắn, hai bên không phải là quan hệ ngang hàng, loại quan hệ này không thể phát triển thành tình bạn, cho nên Vương Học Hải chỉ có thể tìm lối tắt, muốn để Trương Dương có hảo cảm với mình, để hắn cảm thấy mình hữu dụng, có giá trị để lợi dụng. Trương đại quan nhân đương nhiên hiểu rõ mục đích của Vương Học Hải, có điều người ta đã biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng tỏ ra vô cùng thân mật, hai hạng mục mà Vương Học Hải mang tới cho hắn cũng không tính là quá lớn, tổng đầu tư cộng lại không tới 100 triệu. Nhưng phần nhân tình này Trương đại quan nhân vẫn tâm lĩnh. Kinh thành tuy lớn, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng không giấu được đám người tinh danh này, nhất là trong giới thái tử, Trương Dương đâm nát xe thể thao Ferrari của Trần An Bang, chuyện này đã được truyền bá sôi sục, Vương Học Hải cũng nghe nói tới chuyện này, hắn cười nói, Trần An Bang trẻ tuổi khí, ỷ vào gần đây phát triển không tồi, nên không để ai vào mắt, chủ nhiệm Trương đúng là nên cho hắn một bài học, có thể nói là khiến lòng người khoan khoái. Trương Dương mỉm cười nói, tôi không phải là muốn dạy gì hắn, chỉ là nhầm chân phanh thành chân ga thôi. Thằng ôn này chối bỏ sạch sẽ. Vương Học Hải trong lòng hiểu rõ, cười thầm ra mặt của Trương Dương đã luyện tới mức gió mưa không thấu rồi, hắn rụt rè nói, chủ nhiệm Trương rất thân với Kiều lão à. Trương Dương nói, cũng không tính là thân, lãnh đạo lớn như vậy tôi làm sao dám trèo cao. Vương Học Hải biết Trương Dương sẽ không nói thật với mình. Hắn cười nói, về chuyện này bên ngoài có rất nhiều đồn đãi. Trương Dương có hứng thú nói cho tôi nghe một chút. Vương Học Hải nói, đồn là Phó Bộ trưởng Trần vì chuyện này mà đặc biệt tới nhà của Kiều lão xin lỗi, Kiều lão căn bản không thèm cho y vào cửa, Phó Bộ trưởng Trần đứng ở ngoài cửa dầm mưa cả nửa tiếng, cuối cùng vẫn không thể gặp được Kiều lão. Trương Dương cười nói, nhảm nhí, tuần này kinh thành làm gì có mưa. Khi nói chuyện, không nhịn được nhìn một cái ra ngoài cửa sổ. Thấy bên ngoài không ngờ đã tí tách mưa. Vương Học Hải cũng bật cười, chuyện này chưa chắc đã là thật, có điều Trần An Bang lần này rõ ràng đã mang tới phiền phức cho ông già của hắn rồi,
vốn lão Trần rất có hy vọng được thăng lên cấp chính chức, kiêm nhiệm phó thủ tướng. Trương Dương ồ khẽ một tiếng, đối với sự thay đổi của cao tầng hắn cũng không quan tâm lắm. Vương Học Hải nói, tôi lại nghe nói, Kiều lão không vừa mắt với lão Trần từ lâu rồi. Trương Dương nói, chính trị rất phức tạp, tôi nhìn không thấu, có điều Kiều lão hiện tại có hứng thú nhất chính là chơi đá, lão nhân gia đã rời xa đấu tranh chính trị rồi. Vương Học Hải hỏi ngược lại, anh tin được à? Trương Dương không nói gì, trong lòng hắn thật ra cũng không tin. Kiều lão khác với Cố Doãn Chi là chân chính rút lui, ở bên cạnh ông ta có thể cảm thấy được một loại tâm thái quy về bình hòa, còn Kiều lão, ở bên cạnh ông ta Trương Dương cảm thấy một loại uy áp không nói nên lời, tuy rằng biểu hiện của Kiều lão cũng rất hòa ái, nhưng loại chỉ có này chỉ có ở bên cạnh ông ta mới có thể chân chính cảm thụ được. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn cuộc đối thoại của Vương Học Hải và Trương Dương, di động của hai người đều đặt trên bàn, cùng nhìn về phía phát ra tiếng chuông di động của hai người đều giống nhau, Trương Dương cầm điện thoại lên, là Tiết Vĩ Nồng gọi tới, Tiết Vĩ Nồng nói Trương Dương, xe sửa xong rồi, cậu không đến lấy à? Trương Dương cười nói, thì ra là Tiết gia, tôi lập tức tới đây. Vương Học Hải lái xe Lexus của hắn đưa Trương Dương tới hội xe sang, tới nơi. Vương Học Hải tất nhiên không nhịn được xuống xe xem một chút, nam nhân thường thường dễ tìm được tiếng nói chung ở hai phương diện xe và nữ nhân. Tiết Vĩ Nồng đã ở đây rồi, cô ta hôm nay mặc một thân đồ bò, trên chân đi một đôi giày kiểu chiến đấu, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách hiên ngang đi tới trước mặt Trương Dương, có điều, bất kể cô ta ưỡn thế nào thì ngực cũng như một cái sân bay. Trương Đại Quan Nhân rất không hiểu, ngẫm kỹ lại thật sự là vẫn chưa từng thấy ai có ngực phẳng như Tiết Vĩ Nồng. Thoạt nhìn cô ta cũng không tính là gầy mà. Trương Dương cười cười nghênh đón, vươn tay ra, Tiết gia, để ngài đợi lâu rồi. Tiết Vĩ Nồng bắt tay hắn, rất mạnh, Vương Học Hải cũng ghé tới chào Tiết gia. Tiết Vĩ Nồng nói, xe ở bộ phận sửa chữa, đã cho người rửa rồi, là đi bảo hiểm, không cần anh phải bỏ một xu, tất cả phụ kiện đều được thay mới, cho nên chẳng khác gì xe mới. Trương Dương nói, thật cảm ơn ngài. Tiết Vĩ Nồng nói, không cần cảm ơn tôi. Tôi và Hà Tổng có quan hệ rất tốt, cho dù là không có tầng quan hệ với anh thì tôi cũng vẫn sẽ giúp. Mấy người nói chuyện vài cậu thì một nam tử đi về phía họ, kinh hỉ nói chủ nhiệm Trương. Loại địa phương này gặp người quen cũng không có gì là ngạc nhiên, phàm là người có thân phận và địa vị nhất định, đều muốn đổi xe tốt, ở kinh thành nơi công khai bán xe sang cũng không có được mấy chỗ, hội xe sang là một nơi có quy mô lớn nhất. Trương Dương nhận ra người đến là trung tân dân của công ty Kinh Bắc. Kể ra hắn và Trung Tân Dân cũng không hòa thuận, lúc trước Lương Khang xúi dục Trung Tân Dân cường hành thu hồi đất của ban chú kinh Nam Thích, vì sự kiện đó Trương Dương và Trung Tân Dân đã va chạm một phen, cuối cùng vẫn là Trung Tân Dân bại trận, thông qua sự kiện đó Trung Tân Dân và Trương Dương cũng hóa thù thành bạn. Trung Tân Dân và Vương Học Hải từng có gặp mặt một lần, Tiết Vĩ Nồng và Trung Tân Dân thì không quen nhau, Trung Tân Dân không phải trong giới thái tử, thân phận và địa vị của hắn vẫn chưa tới mức khiến Tiết Vĩ Nồng phải chú ý. Chương 1067, cố ý 4. Tiết Vĩ Nồng nói, đi xem xe đi. Mấy người đi theo cô ta tới bộ phận sửa chữa, quản lý bộ phận sửa chữa lái chiếc Lamborghini đã được sửa ra, từ bề ngoài đã không nhìn ra chiếc xe này có bất kỳ hư hại gì. Trung Tân Dân vuốt sơn ở phần nắp động cơ, khen chiếc xe này đẹp quá, đợi trên tay tôi dư giả tiền rồi cũng phải kiếm một chiếc. Vương Học Hải cười nói, nghiệp vụ Kinh Bắc của Trung Tổng phát triển không ngừng. Mua một chiếc Lamborghini vẫn rất dễ dàng thôi mà. Trung Tân Dân nói, đây là chơi xe, tôi hiện tại mua cũng không có tinh lực mà chơi, sợ mấy vị cười thôi, tiền trong tay đôi phần lớn đều nói ra để đầu tư, hiện tại còn nợ ngân hàng cả đống tiền. Trương Dương nói, sao vừa thấy mặt đã than nghèo kể khổ rồi. Sợ tôi tìm anh vay tiền à? Trung Tân Dân bật cười ha ha, nhìn tôi vậy thôi, nhưng cái tôi làm là sản nghiệp truyền thống, hồi báo rất thấp, Tiết gia. Tôi vừa ở cửa hàng của các cô đặt một chiếc xe, nói là phải đợi 3 tháng nữa mới có, cô xem có thể giúp tôi lấy sớm một chút không? Tiết Vĩ Nồng nói, tôi đi xem đơn xem anh đặt loại nào. Khiến Trung Tân Dân kinh hỉ là, Tiết Vĩ Nồng làm việc rất sảng khoái, quay lại xem đơn xong, phát hiện trong kho còn có một chiếc, lập tức sai người đưa cho y. Trung Tân Dân cũng hiểu rõ, tất cả đều là nhờ mặt mũi của Trương Dương, nếu không phải gặp hắn. Chiếc xe đó của mình muốn tới tay ít cũng phải đợi 3 tháng, hắn lập tức đề xuất lời mời cơm, một là để mở tiệc chiêu đãi Trương Dương, thứ hai, y cũng muốn nhân cơ hội này kết bạn với Tiết Vĩ Nồng, đây là vị thái tử nữ danh chấn kinh thành.
Hội xe sang cách Kim Vương phủ rất gần, mời những người này ăn cơm, khẳng định không thể đi tới chỗ bình thường, Trung Tân Dân lập tức gọi điện thoại đặt chỗ, dưới đề nghị của Vương Học Hải, Trương Dương gọi điện thoại cho Phùng Cảnh Lượng của Tử Kim Các, vốn hắn không muốn gọi đâu, dù sao Phùng Cảnh Lượng cũng mở nhà hàng, bọn họ bỏ qua Tử Kim Các không tới, tới chỗ đối thủ cạnh tranh Kim Vương phủ, trong lòng Phùng Cảnh Lượng chưa chắc đã thoải mái. Vương Học Hải cười nói, không sao, anh ta cũng vốn đang muốn tới thử thức ăn của Kim Vương phủ. Vốn chúng tôi đã hẹn mấy ngày nữa sẽ tới đó, Trung Tổng mời khách đúng lúc lắm. Trương Dương lần này đến kinh không liên hệ với cha Tấn Bắc, người làm ăn lấy trục lợi làm đầu, nhưng cảm giác mà cha Tấn Bắc tạo cho Trương Dương không bằng Hà Trường An. Cha Tấn Bắc làm người quá mức thực tế, đối với lợi ích cũng coi trọng hơn so với Hà Trường An. Tuy rằng Kim Vương phủ bình thường không thiếu xe sang tới, nhưng hai chiếc xe Lamborghini cùng kiểu khi lái vào bãi đỗ xe vẫn dẫn tới sự chú ý của mọi người. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng đi tới đại sảnh, tới trước cửa lớn thì nhìn thấy cha Tấn Bắc đã đứng ở ngoài cửa, cha Tấn Bắc là bị tiếng động cơ của hai chiếc Lamborghini hấp dẫn, y từ trong văn phòng nhìn thấy Trương Dương tuy rằng nên ra mặt tiếp đãi, nhưng Trương Dương vẫn chưa quan trọng tới mức khiến y phải ra nghênh đón ở cửa, Trung Tân Dân và Vương Học Hải càng không có mặt mũi đó, người có mặt mũi chân chính có là Tiết Vĩ Đồng. Tuy rằng trong nước rất ít đề cập tới sự tồn tại của gia tộc, nhưng cha Tấn Bắc biết có một số gia tộc phải tôn trọng, có thể nói người y tôn kính không phải là Tiết Vĩ Đồng, mà là gia tộc sau lưng cô ta. Cha Tấn Bắc đầu tiên chào hỏi Tiết Vĩ Đồng, Tiết gia đã tới. Tiết Vĩ Đồng cười nói, cha Tổng, ông chính là hạng chú bác của tôi, gọi vậy không sợ tôi tổn thọ à? Cha Tấn Bắc cười ha ha, nói, người trong kinh thành chúng tôi ai chẳng biết đại danh của Tiết gia, tôi tuy rằng hơn lớn tuổi một chút, nhưng cũng chưa đến nỗi lạc hậu, không theo kịp trào lưu. Tiết Vĩ Đồng nói, hôm nay khách chính không phải là tôi. Ánh mắt của cha Tấn Bắc dừng ở trên người Trương Dương, y đi tới, bắt tay Trương Dương, nói, chủ nhiệm Trương, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đây, cậu tới kinh thành nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không nói với tôi một tiếng, hay là tôi có chỗ nào không được chu toàn, đã đắc tội với cậu. Trương Dương cười nói, cha Tổng sao lại nói vậy, tôi gần đây bận công tác, giờ mới có chút thời gian là lập tức chạy tới báo danh với ông đây. Cha Tấn Bắc nói, mau vào đi, trưa nay để tôi an bài. Trung Tân Dân nói, cha Tổng, để tôi, trước chuyện đã nó rõ rồi. Thật ra cha Tấn Bắc đương nhiên không để một bữa cơm vào mắt, nhưng Trung Tân Dân cũng không muốn nhận nhân tình này của y, vốn là hắn mời khách, hắn cũng không muốn để cha Tấn Bắc giành, cướp mời khách thông thường đều có điều kiện tiên quyết, đó là phải xem đối tượng mời khách là ai. Mấy người ngồi xuống bao lâu thì ông chủ của Tử Kim Các Phùng Cảnh Lượng cũng tới, trên phương diện ẩm thực. Kim Vương Phủ là đối thủ cạnh tranh của y, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới quan hệ của y và cha Tấn Bắc, ít nhất ở ngoài mặt hai người có vẻ khá thân thiết, cha Tấn Bắc cũng hiểu rõ mình không thích hợp gia nhập tụ hội của bọn họ, sau khi chào hỏi thì lấy cớ có việc đi trước. Đương nhiên cha Tấn Bắc cũng rất biết làm việc, bảo nhân viên phục vụ đưa tới hai bình rượu ngũ lương đã chôn 30 năm. Phùng Cảnh Lượng cười nói, tôi đến khiến cha Tổng không được tự nhiên. Tiết Vĩ Đồng nói, Cảnh Lượng. Anh đánh giá người quá thấp rồi đó, ai chẳng biết Kim Vương Phủ là y dùng để chơi thôi, căn bản là không đầu nhập tinh lực quá nhiều vào ngành này. Phùng Cảnh Lượng cảm thán nói, đúng là người so với người, người ta mở nhà hàng là để chơi, tôi mở nhà hàng là để mưu sinh. Trương Dương thầm buồn cười, hôm nay sao ý nhỉ, người nào người nấy đều than nghèo kể khổ, nói tới cùng, bọn họ ai có thể so sánh với một quan viên chính phủ như mình. Mình đây mới là hai bàn tay trắng chân chính. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi để ý mới phát hiện mình chọn lầm đường rồi, tôi nên làm quan, nếu làm quan tôi hiện tại đã sớm lái xe Lamborghini rồi. Mấy người cùng bật cười. Trương Dương nói, mượn thôi mà, tôi là bị đảnh sưng mắt nhưng người ta lại tưởng tôi béo, nếu không phải là anh bảo tôi mượn một chiếc xe sang đến, tôi cũng không đi lái cái thứ này đâu, quá gây chú ý. Tiết Vĩ Đồng nói, anh có ý gì vậy, tôi nghênh ngang à. Trương Dương cười nói, Tiết gia. Tôi cũng không dám nói cô đâu. Trung Tân Dân bảo nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một chén rượu, hắn nâng chén lên khởi sướng, chúng ta cùng làm một ly nào, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội lần này. Tiết Vĩ Đồng nói, anh quá khách khí rồi, mời chúng tôi ăn cơm, nên là chúng tôi cảm ơn anh mới đúng chứ, nào, cùng làm một ly. Tính tình của cô ta vô cùng hào sảng, mọi người cùng nhau cạn chén này. Trung Tân Dân hỏi mục đích lần này tới kinh của Trương Dương. Trương Dương đương nhiên sẽ không nói là Kiều Lão gọi hắn đến, chỉ nói là tới để chiêu thương cho khu nội thành mới của Đông Giang.
Trung Tân Dân cũng thể hiện ra sự hứng thú. Phùng Cảnh Lượng nói, Trương Dương, mấy ngày nay tôi dành thời gian để tìm hiểu quy hoạch của nội thành mới các anh, đối với quy hoạch và xây dựng mà nói chắc là lớn nhất trong nước, nếu thật sự có thể hoàn thành thuận lợi, về sau khẳng định sẽ có tiền cảnh rộng lớn. Tiết Vĩ Nồng cười nói, Phùng Cảnh Lượng, tôi đã nhìn ra rồi, Trương Dương và anh là thông đồng với nhau, các anh liên thủ giúp khu nội thành mới của Đông Giang làm chiêu thương. Trương Dương chính là Phùng Cảnh Lượng đưa vào cái giới này, Tiết Vĩ Nồng có suy nghĩ này cũng là rất bình thường. Phùng Cảnh Lượng nói, Tiết gia, cô đổ oan cho tôi rồi, tôi thông đồng với anh ta thì có gì hay, tôi chỉ là giúp anh ta giật dây bắc cầu thôi, nói thật, đến bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng chưa quyết định có đầu tư vào nội thành mới Đông Giang hay không đây. Trương Dương nói, đầu tư hay không không quan trọng, mục đích của tôi là để giới thiệu nội thành mới Đông Giang cho mọi người biết, đầu tư trước giờ đều là chuyện anh tình tôi nguyện, không thể ép mua ép bán, mọi người cảm thấy có lợi để kiếm thì tôi hoan nghênh mọi người tới Đông Giang để đầu tư. Về sau trong công tác cũng sẽ tận lực sáng tạo cơ hội cho mọi người, cố gắng để đôi bên cùng có lợi, nếu các anh thấy Đông Giang không có tiền đồ phát triển gì, hoặc là còn có phương hướng đầu tư tốt hơn, tôi cũng không bắt buộc mọi người nhất định phải đem tiền đổ vào Đông Giang. Về sau các anh có thời gian tới Đông Giang, tôi cũng vẫn đón chào mọi người như bạn tốt. Tiết Vĩ Nồng cười nói, miệng lưỡi nhà quan, Trương Dương chức quan của anh không lớn nhưng cái này thì học được 10 phần rồi đó. Trương Dương cười nói, là miệng lưỡi nhà quan nhưng cũng là những lời thật lòng mà. Phùng Cảnh Lượng nói, Từ Kiến Cơ đối với nội thành mới của Đông Giang rất có hứng thú, anh ta cuối tháng khẳng định sẽ tới thực địa Đông Giang xem xét, tôi sẽ an bài một chút, cố gắng tranh thủ đi cùng anh ta. Tiết Vĩ Nồng nói, tôi đi theo góp vui, lần này chúng tôi sẽ tổ chức thành đoàn thể tới Đông Giang, anh trước tiên cần phải làm tốt chuẩn bị chiêu đãi. Trương Dương cười nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng quy cách cao nhất, tiêu chuẩn chiêu đãi tốt nhất để đối đãi với các anh. Tiết Vĩ Nồng nói, cái đó thì không cần, đám người này có đồ ăn gì mà chưa từng được ăn đâu, chủ yếu là mọi người được vui vẻ. Trương Dương nói, được, mọi người đừng coi là tới khảo sát đầu tư, coi như là một cuộc du lịch đi. Chương 1068, Tuệ Không Pháp Sư 1. Mấy người chúc tụng nhau, không lâu sau hai bình rượu ngũ lương đã cạn kiệt, Phùng Cảnh Lượng nói, lão cha keo kiệt quá. Tặng có hai bình rượu, uống chả bỏ. Trung Tân Dân cười cười vẫy vẫy tay với phục vụ, bảo hắn lại đi lấy hai bình rượu tới đây. Phục vụ ra ngoài không lâu liền có một mỹ nữ mang hai bình rượu tới, Trương Dương đưa lưng về phía cửa nên không thấy được là ai, cô gái đó đi tới phía sau hắn, trước mặt nhiều người như vậy lại chụp một túi hạt rẻ nổ vào đầu hắn. Trương đại quan nhân võ công tuy cao, nhưng hắn không ngờ có người dám tập kích mình, may mà cú đòn này cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho Trương Dương. Hắn đã đoán được là ai rồi. Trương Dương cười ha ha xoay người lại, Cha Vi, đầu nam nhân, thắt lưng của nữ nhân chính là cấm khu đấy. Cha Vi nhớn mày liễu, mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn, nói anh tới kinh thành sao không nói với tôi một tiếng. Trương Dương nói, không có việc gì thì tôi sao lại phải tìm cô. Cha Vi đặt rượu xuống, đẩy hắn một cái, có loại bạn bè như anh à. Trương Dương cười nói, tôi bảo này cô bé, có nhiều người như vậy. Cô đừng có động tay động chân. Cha Vi nói, tôi cứ động tay động chân với anh thì sao? Giờ là năm nào rồi, còn ai quản chuyện của người khác nữa? Tiết Vĩ Nồng không nhịn được cười nói, Tiểu Vi, hai người có quan hệ gì vậy? Cha Vi nói, chẳng có quan hệ gì cả, chính là bạn bè so với bình thường thì tốt hơn một chút, chị Tiết, chị đừng có nghĩ linh tinh. Trương Dương quen Tiết Vĩ Nồng đã được mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên nghe có người gọi cô ta là chị. Cha Vi ngồi xuống bên cạnh Tiết Vĩ Nồng, hai người quen nhau từ nhỏ, quan hệ khá là thân thiết. Tiết Vĩ Nồng nói, em biết bọn chị ở đây, sao không tới sớm một chút? Cha Vi nói, em buổi sáng hôm nay mới trở lại kinh thành, lần này đặc biệt từ Đài Loan mời tới Tuệ Không Pháp Sư, vừa rồi tiếp ông ấy ăn đồ chay. Trừ Trương Dương ra, mấy người khác đều đã nghe nói tới đại danh của Tuệ Không Pháp Sư, Tiết Vĩ Nồng kinh hỉ nói, Tuệ Không Pháp Sư tới ư. Chị muốn gặp ông ta từ lâu rồi. Cha Vi nói, đại sư vừa mới dùng cơm chay xong, giờ chị em đang tiếp ông ấy nghỉ ngơi, lần này ông ta sẽ ở lại kinh thành chơi vài ngày, ông ta đến là để khai quang cho đồ trang sức sắp đưa ra thị trường của Tinh Toản chúng em. Phùng Cảnh Lượng nói, thật sự là bội phục sáng kiến kinh doanh của Tinh Toản các cô, không ngờ ngay cả một chiêu này cũng nghĩ ra được. Cha Vi cười nói, là tôi nghĩ ra đấy, lợi hại không, vốn đại sư cũng không muốn tới đâu. Nhưng tôi biết cảnh dùng lý để lấy tình,
cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta tới Đại Lục giao lưu Phật học. Trương Dương nói, những trang sức được Đại sư Khai Quang các cô cầm đi bán lấy tiền, các cô đối với Phật tổ không thể nói là thành kính được. Cha Vi trừng mắt lườm hắn một cái, nói, hai việc khác nhau, anh đúng là chả hiểu gì. Trương Dương nói, tôi không hiểu, cô hiểu, cùng là một món trang sức, giá được Khai Quang và không được Khai Quang giá đảm bảo là chênh lệch không ít. Cha Vi cười cười, không trả lời hắn, nhưng vẻ mặt đã công nhận là hắn đoán đúng. Buổi trưa sau khi mấy người ăn cơm chiều, ai về nhà nấy. Trương Dương vốn muốn về ban chú kinh tỉnh nghỉ ngơi, nhưng Cha Vi lại gọi hắn cùng đi gặp Tuệ Không Pháp Sư. Trương Dương đối với chuyện cầu Phật không có hứng thú lắm, nhưng nghĩ cũng đã một đoạn thời gian rồi không gặp Cha Vi, trong lòng cũng có chút nhớ nhung, thế là liền đi cùng cô ta. Tiết Vĩ Nồng khẳng định muốn đi gặp Tuệ Không Pháp Sư, cô ta từng xem qua không ít tác phẩm nghiên cứu về Phật học của Tuệ Không Pháp Sư, đối với Tuệ Không Pháp Sư có chút tôn sùng. Chiếc Lamborghini đi trên đường cái của kinh thành tuyệt đối là một cảnh bắt mắt, Trương Dương uống không ít rượu, để tránh gặp phí pen toái, liền đưa cho Cha Vi điều khiển, Tiết Vĩ Nồng đi trước dẫn đường, Trương Dương lưu ý cô ta thay biển, không ngờ là biển quân dụng, trong lòng thầm cảm thán, năng lực của đám con cháu nhà quan to này đúng là không tầm thường. Cha Vi hỏi, tới mấy ngày rồi? Một tuần rồi, mấy ngày nữa chuẩn bị về. Tôi vừa về anh đã đi, có phải là muốn tránh tôi không? Trương Dương cười nói, tránh cái gì, tôi sợ cô ăn tôi chắc. Cha Vi cắn môi, nói, vậy ở lại thêm vài ngày đi, ngày kia sản phẩm mới của mùa thu chúng tôi sẽ đưa ra triển lãm, tôi vừa hay thiếu một bạn trai, anh ở lại cùng tôi đi. Trương Dương nói, Cha Vi, cô thực sự coi tôi là bồi nam à? Trương Dương nói, để anh làm bồi nam là nể mặt anh rồi đó, anh xem thế nào mà làm, nếu anh không giúp thì sau này chúng ta không làm bạn bè nữa. Trương đại quan nhân nhếch miệng cười nói, không làm thì không làm bạn bè thì chúng ta làm tình nhân đi. Cha Vi gắt cút, đừng có mà dở trò lưu manh, tôi đá anh xuống xe bây giờ đấy. Trương đại quan nhân lười biếng ngáp một cái, không cần phải ác vậy chứ. Cha Vi cười nói, thế mới đáng đợi anh. Chiếc xe trước sau tới một khu biệt thự ở sườn tây công viên Bích Thủy Đàm, cha Tấn Bắc tạm thời an bài cho Tuệ Không Pháp Sư ở nơi này, Tuệ Không Pháp Sư lưu lại 3 ngày ở kinh thành. Sau đó chuẩn bị tới Cửu Hoa và Phổ Đà trao đổi một số Phật sự. Tiết Vĩ Nồng đỗ xe xong, lấy ra một bình nước thơm xịt vào miệng, Trương Đại Quan Nhân nói khẽ với Cha Vi, Tiết gia rất coi trọng chuyện này, mà có phải là bảo cô ta đi hôn nhau đâu, việc gì phải dùng nước thơm. Cha Vi tức giận đến nỗi nhéo tay hắn một cái, đừng có nói linh tinh, để chị Tiết nghe thấy thì không tha cho anh đâu. Trương Dương nói, địa vị của Tiết gia trong giới này rất cao, cứ như là đại tỷ vậy. Cha Vi nói, chị Tiết rất lợi hại, không phải dễ bắt nạt như tôi đâu, tán thủ, vật tự do, thương quyền đạo, các loại đều tinh thông, anh tốt nhất đừng có chọc chị ấy. Trương Dương nói, cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám chọc cô ta. Cha Vi nói xấu về chị ấy cũng không được. Tiết Vĩ Nồng nhìn thấy hai người vẫn còn chưa xuống xe, vẫy vẫy tay với bọn họ, nói, mau xuống xe đi, còn lằng nhằng ở đó làm gì nữa, muốn tâm tình gì thì để về hãng nói. Tiết Vĩ Nồng ăn nói bỗ bã quen rồi, Trương Đại Quan Nhân nghe thấy câu này thì không sao cả, nhưng Cha Vi nghe xong mặt đỏ tía tai, nói chị Tiết, chị nói gì vậy? Tiến vào trong hoa viên của biệt thự, nhìn thấy Tuệ Không Pháp Sư đang khoanh chân ngồi dưới tảng cây nhắm mắt tu thiền, một gã hòa thượng trẻ tuổi đang phụng dưỡng ở bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, hòa thượng trẻ tuổi trước tiên mở mắt, nhìn thấy 3 người bọn Cha Vi tới đây, gã vội vàng đứng dậy. Tuệ Không Pháp Sư vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn đắm chìm bên trong thế giới của mình. Cha Vi cười cười với hòa thượng đó, cô ta xoay người làm thủ thế yên lặng với Tiết Vĩ Nồng và Trương Dương, 3 người đều ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lặng lặng đợi Tuệ Không Pháp Sư thanh tu xong. Nhưng bọn họ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Tuệ Không Pháp Sư vẫn ngồi yên ở đó, Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu được ngồi thiền, hắn không tin lão hòa thượng này có thể làm được tới cảnh giới bàng quan. Bọn họ tới lâu như vậy rồi, lão hòa thượng không thể không phát hiện, chơi thâm trầm à. Giả vờ khệnh ư, lợi dụng phương thức này để cho người khác thấy lão sâu không lường được chắc. Trương Đại Quan Nhân là hạng người không chịu ngồi yên, thừa dịp mọi người chung quanh không chú ý, hắn lặng lẽ từ trên bàn đá nhặt lên một cái lá thông, cong ngón giữa lại, búng lá thông vào mông của Tuệ Không Đại Sư, ông không phải muốn biểu diễn công phu ngồi thiền của ông ư. Hôm nay tôi sẽ khảo nghiệm định tính của ông một chút. Tuệ Không Đại Sư bỗng nhiên mở mắt, hai mắt trợn to, hít thật sâu một hơi,
công phu trên tay của Trương Đại Quan Nhân lợi hại cỡ nào chứ? Tuy rằng chỉ là một cây lá thông, nhưng dưới sự kích phát của nội lực của hắn, cũng chẳng khác gì cương châm, này đây là hắn còn lưu tình, tuy vậy, cái lá thông vẫn có hơn một nửa đâm vào mông của Tuệ Không Đại Sư. Lão Hòa Thượng nhìn đau, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Các vị thí chủ đợi lâu rồi. Lão chậm rãi đứng lên, phải chịu tôi, tuy công phu ngồi thiền của Lão Hòa Thượng là nhất lưu, nhưng mông bị đâm một cái, vẫn đau lắm. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt tựa cười mà như không phải cười, thằng ôn này trong lòng biết rõ Lão Hòa Thượng vì sao vội vàng đứng lên. Lão Hòa Thượng tay áo vung lên, thừa dịp mọi người không, duỗi tay nhổ cái gai nhọn trên mông ra, mắt lại trợn trừng, biết sao được, lại đau mà, lá thông rất giòn, rút không cẩn thận lại làm gãy rồi. Tuệ Không Đại Sư trong lòng buồn bực lắm, lão cũng không hiểu vì sao lại xui xẻo vậy, ngồi thiền mà cũng có lá thông đâm vào mông à. Tiết Vĩ Nồng cung kính nói, đại sư mời ngồi. Lão Hòa Thượng lạnh lùng cười nói, các vị thí chủ ngồi trước đi, Minh Giác, đi pha trà cho mấy vị thí chủ. Lão chắp tay thành hình chữ thập, nói, tôi đi thay quần áo, mọi người cứ đợi ở đây nhé. Tiết Vĩ Nồng và Cha Vi đều cảm thấy kinh ngạc, Tuệ Không Đại Sư lúc này đột nhiên muốn đi thay quần áo, chẳng lẽ sau khi ngồi thiền cũng phải thay quần áo ư? Hai cô nào biết đâu rằng Đại Sư phải đi rút gai. Tiểu Hòa Thượng Minh Giác giúp bọn họ rót mấy chén trà, nghe thấy sư phụ gọi gã, vội vàng chạy tới. Chương 1069, Tuệ Không Pháp Sư 2. Tiết Vĩ Nồng không nhịn được nói, cử chỉ của Tuệ Không Đại Sư hôm nay kỳ quái quá. Trương Dương cười cười kể lại chuyện vừa rồi cho hai cô, Tiết Vĩ Nồng và Cha Vi nghe xong đều không nhịn được liền bật cười. Cha Vi trách cứ Trương Dương, anh lại gây chuyện rồi. Không ngờ dám bất kính dám đối với đại sư, anh không sợ thiên lôi đánh xuống à? Nói còn chưa dứt lời thì trời bỗng vang lên một tiếng sấm. Trương Đại Quan Nhân sợ quá, mưa thu vừa dừng vào buổi trưa giờ lại đổ rồi. Minh Giác đi tới mời bọn họ vào trong nhà nói chuyện. Từ vẻ mặt hiện tại của Tuệ Không Đại Sư có thể thấy được, gai trên mông vị cao tăng này khẳng định đã được rút ra rồi. Nhớ tới chuyện này, Tiết Vĩ Nồng và Cha Vi đều không nhịn được cười. Trong lòng vốn rất kính ngưỡng Tuệ Không Đại Sư nhưng trải qua trò quấy phá của Trương Dương, cảm thấy nhất cử nhất động Tuệ Không Đại Sư đều có vẻ buồn cười, cứ nhớ tới cái gai trên mông ông ta. Hai người cố nín cười, nhịn đến nỗi rất khổ sở, Cha Vi vài lần không thể không cúi đầu, sợ để Tuệ Không Đại Sư nhìn thấy nét cười của mình. Tuệ Không Đại Sư cũng nhìn ra vẻ mặt của hai người có chút kỳ quái, trong lòng ông ta rất là buồn bực, vừa rồi mông bị trúng gai chẳng lẽ có người biết ư? Nhưng nhìn bộ dạng của hai cô đúng là có chút kỳ quái, đại sư dù sao cũng là đại sư, năng lực điều giải tâm tình vượt qua người bình thường, vẻ mặt của ông ta rất thản nhiên, nói, để các vị thí chủ đợi lâu rồi. Tiết Vĩ Nồng nói, đại sư, đại tác cơ bản của ngài tôi đều đã đọc qua, đối với cách nhìn của đại sư có cảm ngộ rất sâu, hôm nay tới đây đặc biệt mời đại sư ban thưởng cho tôi một bức mặc bảo 6 chữ, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại. Thư pháp của Tuệ Không Pháp Sư cũng khá là ưu tú. Có điều ông ta rất ít viết chữ cho người ta, sau khi Tiết Vĩ Nồng nói xong, Cha Vi lập tức giới thiệu, đại sư, chị Tiết là bạn tốt nhất của tôi. Tuệ Không Pháp Sư cười nói, được, ánh mắt của ông ta lại chuyển hướng sang Trương Dương, nói, vị tiểu thí chủ này thì cầu gì? Trương Dương cười nói, nếu đã nhìn thấu, buông bỏ, tự tại lại vô dục vô cầu, tôi không dám giấu đại sư, hôm nay tôi tới là để đánh nước tương. Tuệ Không Đại Sư bật cười ha ha. Ông ta đối với người trẻ tuổi Trương Dương này có hứng thú không nhỏ, ông ta cười nói tiểu thí chủ cũng đã đọc qua sách của tôi ư. Trương Đại Quan Nhân ăn ngay nói thật chưa, có điều tôi đối với pháp danh của đại sư thì nghe tiếng đã lâu. Tuệ Không nói tiểu thí chủ cũng thẳng thắn thành khẩn thật. Ông ta bảo đồ đệ Minh Giác tới thư phòng chuẩn bị giấy và bút mực, sau khi tất cả được chuẩn bị xong, ông ta đứng dậy đi vào thư phòng viết chữ cho Tiết Vĩ Nồng. Trong mắt Trương Đại Quan Nhân, Tuệ Không và Hòa Thượng Tam Bảo cũng như nhau, đều thuộc lại tăng nhân có đầu óc đặc biệt linh hoạt, dung hợp rất tốt với xã hội hiện đại, thật ra thời đại đang biến đổi, phương thức tu hành của tăng nhân cũng có thể đang thay đổi, không thể là xuất thế nhất thành bất biến, rất nhiều khi cần nhập thế, xã hội hiện tại, Phật Pháp của ông có tinh thâm đến thế nào, trốn trong rừng già thì ai mà biết được ông, đã không có ai biết tới ông, thì làm sao có người công nhận ông? Không có người công nhận ông thì ông lấy đâu ra tiền nhang đèn? Cho nên đệ tử cửa Phật cần thanh danh, trong lòng nghĩ tới thanh danh thì sao có thể chân chính buông bỏ được. Danh khí của Tuệ Không Pháp Sư lớn như vậy, chứng tỏ ông ta trong kinh doanh hình tượng cá nhân rất có khả năng, ít nhất Trương Dương cho rằng,
một tăng nhân thiệt tình tu hành, sẽ không tham gia vào loại hoạt động buôn bán này. Tuệ Không nhấc bút lông cừu, trên giấy tuyên thành viết xuống 6 chữ nhìn thấu, buông bỏ, tự tại. Trương đại quan nhân nhãn giới cực cao, 6 chữ này của Tuệ Không với hắn mà nói chỉ có thể tính là mới nhập môn thôi. Thế nhưng Tiết Vĩ Nồng lại như có được chí bảo, khen chữ đẹp quá, thư pháp của đại sư so với Thiên Chỉ tiên sinh cũng không tính là kém nhiều. Cảm giác của Trương đại quan nhân đối với Tiết Vĩ Nồng vẫn không tồi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể công nhận tất cả ngôn luận của Tiết Vĩ Nồng, những lời này, hắn không ủng hộ, rất không ủng hộ. Có điều Trương Dương nói chuyện vẫn có vẻ khách khí, bức tranh chữ này của đại sư tuy rằng viết là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Tiết Vĩ Nồng nói, anh biết thư pháp ư, không hiểu thì đừng nói bừa. Tuệ Không xua tay cười nói, tiểu thí chủ cứ nói đừng ngại. Tuệ Không vẫn biểu hiện ra sự trí tuệ của đệ tử cửa Phật. Trương Dương nói, tôi tạm vọng luận vài câu, có chỗ nào không đúng thì xin đại sư chớ trách. Tuệ Không cười cười gật đầu. Trương Dương nói, 6 chữ này viết ra rất dễ dàng, nhưng làm được thì rất khó, ít nhất thì tôi không làm được, nhìn thấu là dễ nhất, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng buông bỏ thì rất khó, ít có người có thể buông bỏ được, mà buông bỏ rồi mà có được sự tự tại thì đã ít lại càng ít. Tuệ Không đại sư nói, buông bỏ được mà lại đạt được tự tại thì đó mới là sự buông bỏ chân chính. Trương Dương nói, khi đại sư viết bức tranh chữ này đang nghĩ gì? Tuệ Không ngẩn ra. Không biết Trương Dương vì sao lại hỏi vậy. Trương Dương lại nói, nếu đại sư không phải quen cha tiểu thư, như vậy đối với yêu cầu của người xa lạ như Tiết tiểu thư chắc hẳn sẽ cự tuyệt phải không? Tuệ Không mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tiết Vĩ Nồng và Cha Vi đều lời nói của Trương Dương có chút vô lễ, nhưng hai người lại không thể không thừa nhận Trương Dương đang nói thật. Trương Dương nói, đại sư viết bức tranh chữ này là bởi vì nể mặt cha tiểu thư, bên trong có nhân tố của nhân tình. Đây tuy là nhìn thấu nhưng lại không buông bỏ được, mà buông không được thì sẽ mang theo một loại trói buộc, làm bất kỳ chuyện gì nếu mang theo vẻ trói buộc, vậy thì không thể hết sức chăm chú, cho nên tôi cho rằng 6 chữ này của đại sư tuy rằng rất đẹp, nhưng lại không được hoàn mỹ, câu nói vừa rồi của Tiết tiểu thư tôi không đồng ý, Thiên Chỉ tiên sinh năm đó đã chỉ điểm cho tôi, theo tôi thì ông ấy mới chân chính làm được 4 chữ này. Tuệ Không mặt lộ vẻ hổ thẹn, những lời này của Trương Dương đã đánh trúng chỗ yếu hại. Minh Giác, đệ tử của ông ta có chút nhìn không nổi, gã chất phất, thí chủ có biết Phật Pháp không? Tuệ Không nói, Minh Giác, đừng ngắt lời thí chủ. Trương Dương cười cười, thư pháp thì tôi biết một chút, Phật Pháp thì tôi không hiểu. Hắn cũng không khách khí đi đến trước bàn, bảo Tiết Vĩ Nồng thu lại bức tranh mà Tuệ Không viết cho cô ta, sau đó cầm bút lông lên, bình tâm tĩnh khí ở trên giấy tuyên thành viết xuống hai hàng chữ to, buông bỏ là một loại giải thoát, mà buông không được thì là một loại trách nhiệm. Tuệ Không nhìn Trương Dương viết, hai hàng lông mày khẽ động, nội tâm bị những lời nói vừa rồi của Trương Dương làm cho xúc động. Tiết Vĩ Nồng tuy rằng đối với thư pháp chỉ biết sơ sơ, nhưng hai bức thư pháp đặt cùng một chỗ, cái nào hơn cái nào kém chỉ cần nhìn cái là biết, hai hàng chữ mà Trương Dương viết khiến cho cô ta xúc động hơn. Trương Dương nói, thật ra trên đời đa số người đều là không buông bỏ được, bởi vì mỗi người trên đầu đều có trách nhiệm khác nhau, đại sư cũng có chuyện mà mình không bỏ xuống được, phải không nào? Tuệ Không bật cười, ông ta đầy vẻ thưởng thức gật đầu nói với Trương Dương, nói chuyện một buổi với thí chủ, khiến lão nạp thông suốt ra nhiều. Tiết Vĩ Nồng và Cha Vi hiển nhiên đều không rõ Tuệ Không vì sao lại coi trọng Trương Dương như vậy, hai người tổng kết một chút, bởi vì thư pháp của Trương Dương quả thực viết rất đẹp, còn quan trọng hơn là, thằng ôn này biết giả vờ sâu xa khó hiểu, nói một số lời giống như là rất có đạo lý, tục xưng là giả vờ chất lừ, kỳ thật bọn họ đều biết Trương Dương là loại người nào. Hắn căn bản không làm được tới cảnh giới như bản thân mình nói, nhưng hắn biết giả vờ, người đã quen lâu với hắn đương nhiên là không bị hắn lừa. Nhưng loại người lần đầu tiên giao tiếp với hắn như Tuệ Không Pháp Sư rất dễ hắn gạt. Tuệ Không Pháp Sư coi Trương Dương là thượng khách, đặc biệt mời hắn tham thảo riêng, Trương Dương thông qua lần này gặp mặt này cũng hiểu được Tuệ Không không phải là một loại hình với Hòa Thượng Tam Bảo, người ta là loại tăng nhân nghiên cứu học vấn chân chính, cho dù viết chữ không bằng hắn. Nhưng nghiên cứu đối với Phật học quả thực rất sâu, Tuệ Không Pháp Sư cũng thản nhiên nói ra nguyên nhân mình tới tham gia khai quang cho loại buôn bán này, ông ta đang gom góp tài chính, muốn xây dựng một ngôi chùa ở nội địa, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển của Phật giáo. Nhìn thấy Tuệ Không thẳng thắn thành khẩn như vậy, Trương Đại Quan Nhân ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi hắn lúc giàu dùng lá thông đùa cợt Tuệ Không, sau đó lại ở trên thư pháp khiến ông ta mất mặt,
nhưng người ta cũng không bởi vậy mà tức giận. Cao Tăng lòng dạ đúng là rộng rãi, Tuệ Không cho rằng Trương Dương là người là có tuệ căn. Khi hai người nói chuyện, Tuệ Không đặc biệt nhắc tới chùa Nam Lâm của Giang Thành, nhắc tới Phật Tổ Xá Lợi của nơi đó. Trương Đại Quan Nhân lúc này biểu thị có thể an bài để Tuệ Không tới chùa Nam Lâm kinh, Tuệ Không nghe vậy mừng lắm. Trương Dương và Tuệ Không Pháp Sư nói chuyện suốt một tiếng, khi rời khỏi đã là 5 giờ chiều, Tiết Vĩ Đồng không kiên nhẫn chờ được nữa, Trương Dương thì vẫn chờ hắn, cô ta và Trương Dương vừa quay về tới xe liền oán thán, anh và ông ta nói chuyện gì vậy? Lằng nhằng suốt cả một buổi chiều, thật đúng là phục anh, cùng hòa thượng mà anh cũng có nhiều điều để nói vậy à? Chương 1070, Tuệ Không Pháp Sư 3. Trương Dương cười nói, chỉ trao đổi một số cái nhìn với Tuệ Không Pháp Sư thôi mà. Cha Vi nói, trao đổi ư, anh hôm nay còn chơi người ta mấy lần mà. Trương Dương nói, đó là bởi vì tôi trung thực. Anh nếu trung thực bằng thì trên đời này không có ai là kẻ dối trá cả. Cha Vi khởi động chiếc Lamborghini chiếc, đối với chiếc xe này thật sự có chút yêu thích không muốn rời tay, cô ta nói khẽ chờ tôi có đủ tiền cũng mua một chiếc. Trương Dương nói, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, thật ra chỉ cần cô có thể nhìn thấu, lái Lamborghini và lái xe đạp cũng chẳng khác biệt gì. Cha Vi nói, tôi không nhìn thấu được, mà cũng không buông bỏ được, cho nên tôi đã được chú định là không thể tự tại. Trương Dương cảm thán nói, cảnh giới, cảnh giới. Cha Vi nói, tôi dẫn anh đi thưởng thức cảnh mưa ở Kinh Thành. Đạp chân ga, Lamborghini tựa như mũi tên rời cung lao vụt đi. Hội triển lãm mùa thu của Tinh Toàn lần này hấp dẫn rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Kinh Thành, một trong những sản phẩm mới sẽ được Tuệ Không Pháp Sư tự mình khai quang. Trước hội triển lãm, Tuệ Không Pháp Sư đặc biệt ở hiện trường nói Phật Pháp nửa giờ. Mục đích của việc này chủ yếu là để tính toán cho việc xây dựng chùa chiền về sau. Đúng như lời Trương Dương nói, trên đời này thật ra mỗi người đều có trách nhiệm không bỏ xuống được. Tuệ Không Pháp Sư muốn thông qua nỗ lực của mình để phát huy mạnh Phật Pháp. Mở rộng thiện niệm. Trương Dương công nhân một câu Phật Pháp mà Tuệ Không Pháp Sư nói là đạo lý, trong lòng có Phật, thật ra chính là trong lòng đã có một cái thị phi quan chính xác. Khi Trương Dương tới hiện trường hội triển lãm thì Tuệ Không Pháp Sư đã diễn giải xong, Tuệ Không Pháp Sư cũng không tiếp tục lưu lại hiện trường mà rất nhanh cùng đệ tử rời đi. Cha Vi cười khúc khích bước về phía Trương Dương, cô ta mặc váy dạ hội đuôi cá màu xanh lục, khá là gây chú ý, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp. Mái tóc đen cũng đặc biệt quấn theo kiểu cá, cường điệu ra đường cong duyên dáng của phần cổ. Trương Dương mỉm cười nhìn Cha Vi vươn tay ra cho hắn nắm, nhỏ giọng nói, anh sao tới muộn thế? Trương Đại Quan Nhân nói, ở cửa gặp mấy người quen nên hàn huyên vài câu. Tham dự trường hợp này, hắn ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh, thay âu phục màu đen, còn đặc biệt thắt cà vạt, cũng lộ ra vẻ anh tuấn ngọc thụ lâm phong. Trương Dương nhìn lướt phần lưng trắng nõn của Cha Vi, bộ này hơi lộ đấy. Cha Vi cười khanh khách nói, phong kiến thế, váy dạ hội xẻ khá cao, Cha Vi tuy rằng sải bước không rộng, nhưng cái đùi thon dài vẫn như ẩn như hiện. Trương Dương thở dài, đồ tốt nên cho tôi độc hưởng chứ nhỉ, sao có thể tùy tiện để cho người ta thấy. Cha Vi nói, tôi cũng không phải là của anh. Trương Đại Quan Nhân nhìn lướt qua ngực cô ta một cái, cảm thán nói, cảnh đẹp vô hạn luôn ở nơi hiểm trở. Còn nửa câu trước, hắn không dám nói, trước mắt cũng không có cơ hội để thể nghiệm. Cha Vi lại bị nửa câu thơ này của hắn khiến cho đỏ mặt. Trương Dương từ trong đám người tìm được Cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên. Khư Phượng Tiên hôm nay mặc một thân lễ phục dạ hội màu trắng, cũng xinh đẹp động lòng người. So sánh với Cha Vi, cô ta thiếu vài phần hồn nhiên và ngây ngô của thiểu nữ, nhưng lại có thêm mấy phần quyến rũ. Hôm nay Khư Phượng Tiên xuất hiện với thân phận nữ chủ nhân, cô ta và Cha Tấn Bắc đương nhiên trở thành trung tâm được mọi người vây quanh. Cha Vi kéo tay Trương Dương. Thì ra Tiết Vĩ Đồng đi tới chỗ bọn họ, Tiết Vĩ Đồng tới đâu cũng là độc lai độc vãng, cô ta mặc một thân tây trang màu xám anh khí 10 phần, Trương Dương cũng coi như duyệt nữ vô số, nhưng từ trên người Tiết Vĩ Đồng vẫn rất khó tìm được cảm giác ôn nhu thuộc về nữ tính. Có điều hắn không thừa nhận cũng không được, Tiết Vĩ Đồng mặc âu phục cũng không khó nhìn, nữ tính bình thường rất khó mặc ra được anh khí của cô ta. Tiết Vĩ Đồng vừa mới cắt tóc, chải chuốt rất chỉnh tề. Cô ta cười nói, nhìn không ra hai người cũng rất là xứng đôi. Trương Dương cười nói, Tiết gia, ý của cô là chúng tôi xứng hay là không xứng? Cha Vi nói, chị Tiết, đây là em mượn Lâm Thời thôi, anh ta không phải là bạn trai của em. Trương Dương nói, bạn tốt, cô cần tôi lúc nào tôi cũng sẽ phụng hiến. Cha Vi đỏ mặt, gắt miệng chó không mọc được ngà voi.
Tiết Vĩ Nồng dù thế nào cũng không cảm giác được sự ám muội giữa bọn họ, cô ta cười cười lắc đầu, từ trên khay mà bồi bàn bưng qua lấy một chén rượu vang. Trương Dương cũng lấy hai chén, một chén đưa cho Cha Vi. Từ Kiến Cơ cũng tới, bên cạnh hắn không ngờ không bạn gái. Tiết Vĩ Nồng nói, Kiến Cơ, đại minh tinh của anh đâu? Từ Kiến Cơ cười nói, cho Cha Vi mượn rồi. Thì ra Lâm Dĩnh được Cha Vi mời đến làm người phát ngôn tối nay, thế là Từ Kiến Cơ liền cô đơn. Từ Kiến Cơ nói, Tiết gia cũng đi một mình, vậy hai chúng ta đi chung đi. Tiết Vĩ Nồng cười nói, anh không sợ đại minh tinh của anh ghen à? Từ Kiến Cơ nói, cô ta không dám ăn giấm chua của Tiết gia đâu. Trương Dương cười thầm trong lòng, Tiết Vĩ Nồng trông như đàn ông, chỉ sợ đa số nam nhân đều sẽ không đối đãi với cô ta như nữ nhân, có điều tính cách hào sảng của Tiết Vĩ Nồng vẫn rất được người ta quý mến, Trương Dương nguyện ý kết giao với cô ta. Hội triển lãm châu báu mùa thu của Tinh Toản đã chính thức bắt đầu, một loạt người mẫu xinh đẹp thi nhau đi ra, bày ra những sản phẩm thiết kế mới nhất của Tinh Toản với nhân vật nổi tiếng và khách quý ở hiện trường. Cha Vi cũng phụ trách liên quan tới một bộ trang sức trong đó, khi các người mẫu lên bục, Cha Vi có chút khẩn trương tóm lấy cánh tay của Trương Dương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm của cô ta được công khai trước mặt người khác, cô ta khẩn trương cũng là điều có thể hiểu được. Từ phản ứng của mọi người cho thấy họ có vẻ hài lòng với món đồ trang sức của Cha Vi, Trương Dương nói với Cha Vi, thật nhìn là không nhìn ra, đúng là cũng có chút tài năng. Cha Vi nói chuyện, học lâu như vậy, nói sao cũng phải học được chút gì đó chứ. Lúc này có nhân viên công tác đi tới bên cạnh Cha Vi, nhỏ giọng nhắc nhở cô ta chuẩn bị đi chào cảm ơn, Cha Vi chuẩn bị một chút, cùng tổng thiết kế sư Lưu Khánh Vinh lên bục hình chữ T, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Trương đại quan nhân đang ra sức cổ vũ, Tiết Vĩ Nồng và Từ Kiến Cơ ngồi bên cạnh hắn đều có chút kỳ quái nhìn hắn, thật sự là không rõ, thằng ôn này sao lại vỗ vang như vậy. Nói Tiết Vĩ Nồng anh khí bừng bừng, vậy thì Lưu Khánh Vinh ở trên bục chính là âm nhu kiều mị, Trương đại quan nhân nghe hắn hắng giọng nói chuyện, trên người nổi da gà, Từ Kiến Cơ nói, hắn có phải là thiết kế sư thủ tịch của Tinh Toản không? Tiết Vĩ Nồng gật đầu nói, thiết kế của hắn tôi thích. Từ Kiến Cơ cười nói, nhìn thấy hắn tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn có thể thành công rồi, chỉ có loại người như thế này mới có thể thực sự hiểu được tâm lý của nữ nhân. Tiết Vĩ Nồng trừng mắt lườm hắn một cái, nói anh kỳ thị người ta. Từ Kiến Cơ nói, không phải kỳ thị, chỉ là cảm thấy có chút quái quái thôi. Lúc này hiện trường bắt đầu bán đấu giá bộ phận châu báu được tham dự triển lãm, đã tới lúc náo nhiệt nhất. Tiết Vĩ Nồng nói, Trương Dương, anh là bạn trai của Cha Vi, tối nay có phải nên tỏ thái độ chút không? Trương đại quan nhân nhếch miệng nói, không có tiền. Tiết Vĩ Nồng lại trừng mắt lên, xem các anh chắc có chút tiền đồ nào cả. Từ Kiến Cơ cười khổ nói, liên quan gì tới tôi? Tiết Vĩ Nồng nói, đều là bằng hữu của Cha Vi, hai người các anh hỗ trợ một chút, cố gắng mua được bộ trang sức đó. Từ Kiến Cơ nói, việc của Trương Dương, tôi không dám nhúc tay vào, tôi nhìn chúng một bộ khác của Lưu Khánh Vinh, lát nữa tôi sẽ mua cho Lâm Dĩnh. Tiết Vĩ Nồng nói, vì một ngôi sao mà đáng đầu nhập lớn như vậy ư? Từ Kiến Cơ cười cười, đánh mắt cho Trương Dương, trong lòng hai người đều nghĩ tới một điểm, thế giới của nam nhân cô không hiểu đâu. Tác phẩm của Cha Vi tuy rằng đã nộp ra một phần đơn thành tích hợp cách, nhưng vẫn không thể đánh đồng với thiết kế thủ tịch Lưu Khánh Vinh, mở màn trước tiên là một bộ tác phẩm của Lưu Khánh Vinh đấu giá được 35 vạn, đến bộ trang sức của Cha Vi, giá khởi điểm là 5 vạn, coi như là đủ phí tài liệu. Sau khi người chủ trì bán đấu giá hô giá, cả nửa ngày vẫn không có ai trả lời, ai cũng biết Cha Vi là cháu gái của cha Tấn Bắc, nhưng thân phận của cô ta cũng không có nghĩa là tác phẩm thiết kế của cô ta được giới đầu tư để mắt. Cha Tấn Bắc đã sớm đoán được màn này, đánh mắt cho người mà y an bài từ trước, dù sao cũng không thể để cháu gái mất mặt được, chuyện không có ai ra giá tuyệt đối không thể xảy ra. Ánh mắt của Cha Vi nhìn chằm chằm vào Trương Dương, cô ta cũng biết Trương Dương không có tiền, có điều cô ta vẫn theo dõi hắn. Nghĩ thầm anh ngay cả dũng khí nhấc tay cũng không có ư. Mua được rồi chả lẽ tôi lại tìm anh đòi tiền. Trương đại quan nhân vốn cho rằng sẽ có người bước ra tranh một chút, xem ra tác phẩm của Cha Vi vẫn không có ai chú ý. Hắn nhấc tay lên, vào thời khắc mấu chốt đương nhiên phải ủng hộ Cha Vi một chút, huống chỉ đã có vị đại tài chủ Tiết Vĩ Nồng phụ trách bỏ tiền. Người chủ trì bán đấu giá lập tức kích động, 5 vạn. Vị này, Cha Vi nhỏ giọng nhắc khẽ gã. Người chủ trì bán đấu giá lớn tiếng nói, Trương Dương tiên sinh ra giá 5 vạn. Chương 1071, Mãnh Long Quá Giang 1. Con gái trong lòng ít nhiều đều sẽ có chút hư vinh,
Cha Vi là muốn thông qua người chủ trì bán đấu giá nói cho mọi người ở đây, Trương Dương thích tác phẩm của cô ta, điều mà Cha Vi thực sự quan tâm là sự công nhận của Trương Dương, người khác nhìn tác phẩm của cô ta như thế nào, không quan trọng. Trương Dương cười khổ nói, Tiết gia, lần này tôi nổi danh rồi. Tiết Phí Nồng nói, anh lời rồi đó, phí tổn của bộ trang sức này cũng phải 5 vạn, không có ai tranh với anh tự dưng có lời. Trương Dương nói, cô bỏ tiền, cái đó là của cô. Tiết Phí Nồng không nhịn được cười, anh sợ tôi đổi ý không bỏ tiền ư. 5 vạn lần thứ nhất, 5 vạn lần thứ hai, 5 vạn. 6 vạn, một thanh âm từ trong góc vang lên. Trương Dương ngây ra, cứ tưởng chuyện này cứ thế là xong, ai ngờ nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim, đây là ai vậy? Trương Dương sau khi nhìn rõ đối phương liền lập tức hiểu ra, hôm nay gặp đối đầu rồi. Lương Khang và Cơ Nhược Nhạn ngồi ở đó, oán hận giữa Trương Dương và Lương Khang tồn tại đã lâu, tuy rằng hiện tại hai người ngoài mặt vẫn hỏa hoãn, nhưng thù hằn vẫn chưa thật sự hết, nếu Trương Dương không có hứng thú với bộ trang sức này thì Lương Khang cũng sẽ không ra tay. Trương Dương nhìn Tiết Vĩ Đồng một cái, Tiết Vĩ Đồng quay đi như không để ý tới chuyện này, vẫn là Từ Kiến Cơ lên tiếng, Trương Đại Quan Nhân cũng mặc kệ, giơ tay nói, 7 vạn. Tiêu tiền của người khác lúc nào cũng sảng khoái. Lương Khang đương nhiên không biết Trương Dương hôm nay là ra giá thay cho Tiết Vĩ Đồng, trong mắt hắn một cán bộ cấp ban thì có thể có bao nhiêu tiền. Hắn trực tiếp hét giá lên 10 vạn, ý đồ dọa Trương Dương. Trương Dương cũng rất vững dại, hắn lập tức hét 20 vạn. Lần này đến phiên Lương Khang sửng sốt, thằng ôn này có bệnh à, bộ trang sức này đâu có giá đó. Cơ Nhược Nhạn ở bên cạnh nói, thôi, đừng đấu với hắn, không đáng đâu. Cô ta cũng có chút nghiên cứu về trang sức. Khi Lương Khang đang định bỏ cuộc thì nhận được điện thoại, là Trần An Bang gọi tới, Trần An Bang cũng ở hiện trường, nói khẽ anh Khang, anh cứ tranh giá cùng hắn đi, bao nhiêu tiền em chi. Hôm nay phải khiến hắn mất mặt. Lương Khang vừa nhận điện thoại vừa tìm Trần An Bang, quả nhiên ở góc đông bắc đại sảnh nhìn thấy gã, Trần An Bang và một ngôi sao ca nhạc có chút danh tiếng ngồi cùng một chỗ. Trường hợp như vậy thường thường đều là nơi mà họ dễ dàng gặp mặt, có lời nói của Trần An Bang, Lương Khang vui vẻ phụng bồi. Trực tiếp nâng giá lên 30 vạn. Sự chú ý của mọi người bắt đầu bị hấp dẫn, Cha Vi chỉ là một cô bé mới bước ra đời, giá tác phẩm của cô ta không ngờ sắp đuổi được giá của thiết kế sư thủ tịch Lưu Khánh Vinh, hơn nữa còn có xu thế vượt qua. Trương Dương tiêu tiền của người khác trước giờ cũng không biết đau lòng, Lương Khang cũng vậy, hắn cũng không phải là hạng người nhiều tiền quá không biết làm chuyện gì cũng có mức độ, hắn muốn chế tạo chút phiền phức cho Trương Dương. Chuyện giết địch một vạn tự hao tổn 500 hắn không muốn làm, cú điện thoại này của Trần An Bang gọi đến rất đúng lúc, thằng ôn này đối với Trương Dương hận đến ngứa răng, vẫn ông hận chuyện xe Ferrari bị Trương Dương đâm hỏng, trên chuyện này Trần An Bang đã vấp ngã. Không những xe bị người ta đâm mà còn phải cúi đầu. Đành chịu thôi, Trương Dương có kiểu lão chống lưng, có thể nói Trần An Bang từ sau chuyện lần trước, không có lúc nào là không tìm kiếm cơ hội trả thù, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Con người ta một khi đã bị thù hận che mắt thì rất dễ mất đi lý trí, Trần An Bang lại là người cực kỳ sĩ diện, cho nên làm ra loại chuyện oanh động này cũng không có gì là lạ, cũng may hắn cũng coi như có chút lý trí, không tự mình ra mặt đối nghịch với Trương Dương, bởi vì hắn sợ phiền phức, sợ chuyện lại truyền tới tai ông già. Tiết Vĩ Nồng vẫn đang nói chuyện với Từ Kiến Cơ, căn bản không chú ý tới tình huống ở hiện trường, Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, Tiết gia à Tiết gia, cô đừng có lừa tôi đó, vạn nhất ra giá rồi. Cô lại trở mặt, tôi sẽ khó xử lắm, suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu, Trương Dương rất tin tưởng ánh mắt của mình, tuy rằng thời gian tiếp xúc với Tiết Vĩ Đồng không dài, nhưng từ phong cách xử thế làm người của cô ta có thể thấy được, cô ta tuyệt đối là một người nhất ngôn cửu đỉnh, chắc sẽ không đổi ý đâu, Trương Đại Quan Nhân tiếp tục ra giá. 35 vạn, toàn trường ồ lên, Cha Vi rõ ràng có chút kích động, giá bán đấu giá của trang sức do cô ta thiết kế đã vượt qua Lưu Khánh Vinh, đây là điều mà bất kỳ ai cũng không nghĩ đến. Càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn là, Lương Khang đã tăng giá lên 50 vạn. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, hai người này căn bản không phải muốn mua món đồ trang sức đó, mà là đang tranh mặt mũi. Cha Tấn Bắc Thân là lão tổng của Tinh Toản, giá được đưa lên cao thì y nên cao hứng mới đúng, nhưng cha Tấn Bắc thật sự là không được cao hứng lắm, hội tuyên bố sản phẩm mới, cũng không muốn trở thành sân khấu để người ta đấu nhau, cái này gọi là giọng khách hát giọng chủ. Che phủ mất chủ đề của hôm nay, cha Tấn Bắc còn đặc biệt mời Tuệ Không Pháp Sư đến để khai quang cho vật phẩm trang sức. Hay quá, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tất cả mọi người đều nhìn thấu, hai thằng ôn này là không buông bỏ được,
khiến cho Cha Tấn Bác trong lòng rất không thoải mái. Cha Tấn Bác thấp giọng nói với Khư Phượng Tiên, gọi điện thoại cho Trương Dương, bảo hắn thu tay đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khư Phượng Tiên cười nói, với tính tình của hắn, anh thấy hắn sẽ chịu ư. Trong lúc Cha Tấn Bác nói chuyện, Trương Dương đã hô ra giá 80 vạn, toàn trường đều bị chấn kinh, thằng Ôn này là ai vậy? Một cán bộ quốc gia bình thường mà dám ngang nhiên đấu trí với tam công tử của kinh thành, thế này không phải là tuyên bố với nhân dân toàn quốc rằng hắn chính là một tham quan ư? Lương Khang cũng không khỏi chột dạ, thằng Ôn này sao vững dạ thế? Lương Khang nhìn về phía Trương Dương, vừa hay Trương Dương cũng đang nhìn sang hắn, ánh mắt của hai người gặp nhau, đều cười cười với đối phương, trong nụ cười này tuyệt đối không một chút ít ý tứ thân mật nào. Lương Khang nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ vẫn đang nói chuyện, hai người đối với tình huống trong trường không hề chú ý chút nào. Lương Khang trong lòng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hai người bọn họ ở sau lưng ủng hộ Trương Dương? Nhưng Trương Dương và không có giao tình gì. Lương Khang tự hỏi, mình tuy rằng không phải là bạn bè quá tốt với Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ, nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ thù, bọn họ không có lý do đối nghịch với mình. Lương Khang đang do dự xem có nên tiếp tục đấu nữa hay không thì Trần An Bang lại gọi điện thoại tới. Thái độ của gã rất kiên quyết, bảo Lương Khang đừng do dự, nhất định phải đánh bại Trương Dương. Trương Dương nhìn ra sự do dự của Lương Khang, cũng nhìn ra Lương Khang sau khi nhận điện thoại, lập tức hô lên giá 90 vạn. Trương Dương từ một loạt hành động của hắn đã đoán được sau lưng Lương Khang khả năng là có người ở ủng hộ. Hắn nói với Tiết Vĩ Đồng, Tiết ra, chơi nữa không? Tiết Vĩ Đồng nói, chơi tới cùng. Trương Dương lớn tiếng nói, 100 vạn. Khóe môi Lương Khang lộ ra nụ cười khổ, hắn bắt đầu thấy lần này không dễ chơi chút nào. Tuy rằng tiền là của Trần An Bang, nhưng người ra mặt là hắn. Nếu hắn bỏ cuộc, hôm nay coi như là mất hết mặt mũi. Nếu tiếp tục, người sẽ coi hắn là một thằng ngu. Là loại nhân vật tiền nhiều quá không biết làm gì, dù sao lần này hắn trong tranh giá cũng không nhận được chút tiện nghi nào, đối với Lương Khang mà nói thì 100 vạn không được tính là gì, Trần An Bang chắc cũng không thành vấn đề, gã là muốn thông qua chuyện này để đả kích Trương Dương. Tuyệt đối là chiêu độc giết địch 5.000 tự tổn hại 1 vạn. Lương Khang không định chơi tiếp, cho dù hắn không phải bỏ một xu nào, nhưng hắn cũng không muốn chơi nữa, chơi như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Trương Dương nhìn ra Lương Khang đang do dự, nghĩ thầm lần này phải bắt Tiết Vĩ Đồng phí tiền rồi, 100 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng bộ đồ trang sức này sẽ do Trương Dương mua được thì một thanh âm vang lên, 200 vạn. Tất cả mọi người đều ngây ra, đây là ai vậy? Lương Khang không biết, nhân vật nổi danh lăn lộn ở kinh thành có rất ít người Lương Khang không biết, hơn nữa vì một bộ trang sức không bắt mắt mà ra giá 200 vạn thì đã ít lại càng ít. Trương Dương nhận ra người này, không ngờ là em họ An Đạt Văn của An Ngữ Thần. Hiện trường có rất ít người nhận ra vị phú hào trẻ tuổi đến từ Hong Kong này, không ít người thấp giọng dò hỏi lai lịch của An Đạt Văn. Lương Khang thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy rằng không rõ bối cảnh của An Đạt Văn, nhưng An Đạt Văn ra giá đã giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, đã có người muốn chơi cùng Trương Dương, Lương Khang mừng rỡ bỏ cuộc. Có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu, không ai muốn tự mình ra trận cả. Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái, An Đạt Văn sao lại tới nơi này, gã lúc này đứng ra tranh giành để làm gì? Chẳng lẽ chỉ là để tranh cường háo thắng? Trương Dương không nói gì, 200 vạn, vàng thật bạc trắng đó, tiền của Tiết Vĩ Đồng cũng không phải là tự dưng mà có, mình không thể lãng phí như vậy được. Trương Dương cũng hiểu chút về An Đạt Văn, thằng Ôn này âm hiểm giả dối, ngoài mặt thì giống như đứa trẻ ngoan, nhưng lòng dạ thì rất độc. Chương 1072, Mãnh Long Quá Giang 2. Tiết Vĩ Đồng nhíu mày, Trương Dương nói khẽ thôi, không chơi nữa. Từ Kiến Cơ nói, hắn là ai vậy? Trương Dương lạnh lùng nói, không biết, hắn không muốn khúc mắc giữa mình và An Đạt Văn bị người khác biết. Tiết Vĩ Đồng nói, cô gái bên cạnh hắn tôi đã gặp, Lương Bách Ni, con gái của chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thiên của Hong Kong Lương Kỳ Hữu. Từ Kiến Cơ nói, Lương Kỳ Hữu là một trong những phú thương có số má của Hong Kong, đi lại rất thân thiết với Trung ương, là nhà tư bản màu đỏ. Tiết Vĩ Đồng nói, nếu tôi đoán không nhầm, người trẻ tuổi đó chính là vị hôn phu của cô ta, chủ tịch của Thế Kỷ An Thái An Đạt Văn. An Đạt Văn cách một đám người, mỉm cười nhìn Trương Dương, tựa hồ đang chờ đợi Trương Dương tranh giá tiếp. Trương đại quan nhân từ sau khi gã xuất hiện đã không còn ý định chơi tiếp, An Đạt Văn anh tiền nhiều mang đốt chơi thì tùy anh, muốn khoe mẽ thì cứ việc. Từ Kiến Cơ khinh thường cười nói, quá giang long à. Tiết Vĩ Đồng nói, không phải,
Mãnh Long không ở sông, vừa ra mặt là khiến cho giới thái tử của kinh thành giật mình, Lương Khang không ngờ không dám lên tiếng nữa. Trương Dương nói, thôi, đừng tranh làm gì. Tiết Vĩ Nồng lại cười nói, tôi cũng mà xem phân lượng của con quá giang long này thế nào. Cô ta giơ tay lên, 300 vạn. Tối hôm đó xuất hiện một biến hóa đầy kịch tính, vốn là Lương Khang và Trương Dương đấu nhau, hai người phía sau màn phân biệt do Trần An Bang và Tiết Vĩ Nồng thúc đẩy, nhưng theo sự xuất hiện của An Đạt Văn, Tiết Vĩ Nồng tự mình gia nhập canh tranh, trong mắt Trương Dương chuyện này là vô vị, nhưng sau khi Tiết Vĩ Nồng hô lên cái giá này, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được Tiết Vĩ Nồng tuyệt đối không phải là muốn khoe khoang đơn thuần, cô ta là đại biểu cho giới thái tử của kinh thành tranh mặt mũi. Thật ra cho dù Tiết Vĩ Nồng không lên tiếng, Từ Kiến Cơ lúc này cũng nhất định sẽ nhảy ra, Cơ Nhược Nhạn nói khẽ, hắn là ai vậy? Lương Khang lạnh lùng nói, mặc kệ hắn là ai, gan lớn lắm, không ngờ dám hủy mặt mũi của chúng ta. Sự cường thế của An Đạt Văn đã khơi dậy mối thù chung của đám thái tử này, không phải là rồng không qua sông. Nhưng đừng quên cường long không chèn ép được địa đầu xà, huống chi đám người này tất cả đều là rồng con rồng cháu. Trong mắt bọn họ, tên phú hào trẻ tuổi đến từ Hong Kong này căn bản là không biết trời cao đất rộng. An Đạt Văn cười cười, nói với Lương Bách Ni, vợ chưa cưới ở bên cạnh, người đại lục lắm tiền thật. An Đạt Văn giơ tay lên, 500 vạn, hiện trường ồ lên, ai cũng có thể nhìn ra bộ trang sức mà cha vi thiết kế không đáng với cái giá đó, An Đạt Văn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ muốn phá rối? Sắc mặt của cha Tấn Bắc càng khó coi, nếu có thể biết trước tất cả những chuyện này, y tuyệt đối sẽ không làm ra hiện trường bán đấu giá ra cả. Tiết Vĩ Nồng còn chưa kịp ra giá thì Lương Khang ở bên kia đã giơ tay lên, 600 vạn. Đã chơi thì mọi người cùng chơi đi. Tiết Vĩ Nồng và Lương Khang liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là người của giới thái tử, vào thời khắc mấu chốt khẳng định phải nhất trí đối ngoại. An Đạt Văn nếu thức thời, gã lúc này nên biết khó mà lui. Nhưng An Đạt Văn thản nhiên mỉm cười, hét ra một cái giá khiến cho người ta nghẹn họng, 1000 vạn. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không thể không thừa nhận An Đạt Văn đúng là một mãnh long quá giang, đối mặt với sự ngăn chặn liên hợp của đảng Thái tử đảng, hắn vẫn anh dũng chiến đấu, rốt cuộc là ai cho hắn gan lớn như vậy. Lương Khang nhíu mày, chuyện trở nên càng lúc càng thú vị. Tiết Vĩ Nồng đang muốn ra giá thì Từ Kiến Cơ thấp giọng ngăn cô ta lại, tiết ra. Cô dù hết 100 triệu thì hắn cũng sẽ chơi với cô tới cùng, thằng ôn này căn bản chính là người điên. Tiết Vĩ Nồng hơi ngẩn ra. Trương Dương gật đầu nói, không sai, hắn có đeo tai nghe điện thoại, có người đang chỉ huy hắn từ xa. Sau lưng hắn còn có cá lớn. Tiết Vĩ Nồng nhìn An Đạt Văn, nhìn thấy An Đạt Văn quả nhiên đang đeo tai nghe. Từ Kiến Cơ nói, thôi, càng chơi lớn thì chẳng khác nào quảng cáo cho hắn. Mục đích của thằng ôn này chính là lợi dụng chúng ta để đề cao danh khí của hắn. Tiết Vĩ Nồng nói, 1000 vạn để đổi lấy sự công nhận được người khác, có phải là quá đắt không? Từ Kiến Cơ nói, chúng ta không mò được nội tình của hắn, chơi tiếp với hắn thì quá mù quáng, sau khi điều tra rõ hậu trường của hắn là ai đã rồi tính. Tiết Vĩ Nồng cuối cùng cũng từ bỏ ý định tiếp tục tranh giá, hai tay của cô ta khép lại để dưới cằm, tên này không giấu được quá lâu đâu. An Đạt Văn dùng giá 1000 vạn mua được bộ đồ trang sức do Cha Vi thiết kế, cho tới giây phút búa bán đấu giá được gõ xuống, Cha Vi cũng không thể tin đây là sự thật, thiết kế của cô ta không ngờ có thể bán được với cái giá trên trời như vậy, cha Tấn Bắc thì không tỏ ra quá vui mừng, tất cả những gì phát sinh vào tối nay đều đã mất khống chế. Có điều cha Tấn Bắc vẫn điều chỉnh tình tự rất nhanh, Cha Vi tự tay đưa bộ trang sức đó cho An Đạt Văn, cha Tấn Bắc mỉm cười bắt tay với An Đạt Văn, chúc mừng hắn cạnh tranh thành công. An Đạt Văn giơ ra trước mặt mọi người, hắn không hề vì cạnh tranh thành không mà tỏ ra vẻ đắc ý, trên mặt vẫn là nụ cười khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã nhận rõ khuôn mặt của hắn, cũng nhớ kỹ tên hắn. Khư Phượng Tiên thân là tổng giám đốc của tinh toán cũng đi tới chúc mừng An Đạt Văn, cô ta không xa lạ gì với An Đạt Văn, cha của An Đạt Văn, An Đức Huyên là một trong những cự kình xã hội đen Đài Loan, là lão đại của Tín Nghĩa xã, những năm nay, An Đức Huyên đang tẩy trắng mình. Một biểu hiện rất quan trọng chính là, y cũng đã dấn thân vào ngành sản xuất châu báu, hiện tại đã nắm giữ 15% cổ phần của Vương Triều Kim Cương, mà Vương Triều Kim Cương là sản nghiệp của Khưu gia, cha của cô ta, Khưu Tác Đống một tay sáng lập ra Vương Triều Kim Cương và phát dương quang đại nó. Đương nhiên không muốn có một người có bối cảnh xã hội đen tiến vào công ty của mình, cho nên quan hệ giữa y và vị cổ đông mới này cũng không tốt lắm. Chuyện của gia tộc Khưu Phượng Tiên không nói cho người ngoài. Thậm chí bao gồm cả cha Tấn Bắc, Khư Phượng Tiên cười nói, An tiên sinh đúng là có con mắt tinh đời.
An Đạt Văn cười nói, ánh mắt của tôi trước giờ luôn rất chuẩn. Khư Phượng Tiên nói, người trẻ tuổi có thể có khí phách như An tiên sinh cũng không thường thấy đâu. An Đạt Văn nói, nhân sinh trên đời chỉ có trăm năm ngắn ngủn, gặp thứ mà mình thích, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, Khư tiểu thư thấy có đúng hay không? Khư Phượng Tiên mỉm cười nói, hôm nay chủ đề của chúng ta là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại. Những món đồ trang sức này đều là tuệ không pháp sư tự mình khai quang. An Đạt Văn nói, tôi là người không có tín ngưỡng. Khư Phượng Tiên nói, mỗi người đều có tín ngưỡng, tin vào bản thân mình thật ra cũng là một loại tín ngưỡng. Cô ta đưa giấy giám định của món đồ cho sức đó cho An Đạt Văn. An Đạt Văn nói, Khư tiểu thư, tôi hiện tại đã là chủ nhân của bộ vật phẩm trang sức này rồi phải không? Khư Phượng Tiên cười cười lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn, anh còn chưa trả tiền. An Đạt Văn lấy chi phiếu của hắn ra, viết nhanh 1.000 vạn rồi đưa cho Khư Phượng Tiên, cô hiện tại gọi điện thoại để nghiệm chứng sự thật giả của chi phiếu. Khư Phượng Tiên nói, tôi tin An tiên sinh. An Đạt Văn nhìn giấy giám định, cười nói, hiện tại đã thuộc về tôi rồi, bỏ 1.000 vạn ra mua thứ gì đó thì cũng phải xem là thật hay giả, phải không nào? Khư Phượng Tiên nói, bộn đồ trang sức này toàn là kim cương thiên nhiên, tuy rằng không phải là chân quý nhất, nhưng trải qua thiết kế xảo đoạt thiên công của thiết kế sư của chúng tôi. Giá trị của nó đã tăng lên lần, cái mà tinh toán của chúng tôi hướng đến là chữ tín, An cứ yên tâm đi. Cho rằng trong lời nói C. An Đạt Văn tràn ngập hàm nghĩa khiêu khích, tinh toán có thể làm tới quy mô hôm nay, tuyệt đối không sẽ không dối trá ở phương diện này, nhất là bộ trang sức này, phí tổn của nó chỉ có 5 vạn mà thôi. An Đạt Văn nói, mua đồ quan trọng là đúng với giá trị của nó, chi phiếu tôi đã viết cho các cô rồi, hàng này vẫn cần nghiệm chứng ngay tại chỗ một chút, hắn nhìn ra phía sau. Hai nam tử trung niên đi tới, cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên đều nhận ra, hai người này tất cả đều là giám định sư châu báu có quyền uy nhất châu Á. Cha Tấn Bắc nhíu mày, An Đạt Văn hôm nay hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, y và An Đạt Văn trước đó không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào, thằng ôn này ở trước mặt mọi người trình diễn ra một màn này là để làm gì. An Đạt Văn đưa bộ trang sức đó cho giám định sư châu báu, hai giám định sư châu báu cẩn thận kiểm nghiệm bộ trang sức này. Ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường đều tập trung vào họ, mọi người bắt đầu ý thức được cuộc triển lãm ngày hôm nay càng lúc càng thú vị. An Đạt Văn bỏ 1.000 vạn ra mua bộ trang sức bình thường này, chỉ sợ không chỉ là để muốn nổi danh. Một màn đầy kịch tính cuối cùng cũng xuất hiện, hai vị giám định sư châu báu sau khi kiểm nghiệm xong, nhận định bộ trang sức được gọi là làm bằng kim cương thiên nhiên này, thành phần kim cương thiên nhiên bên trong chỉ có 40%. Nói cách khác, có 60% kim cương còn lại là thứ linh tinh cho vào cho đủ số. Chương 1073, Mãnh Long Quá Giang 3. Cha Tấn Bắc không thể tin vào kết quả này, châu báu dùng để bán đấu giá, y trước chuyện đã bảo người ta kiểm nghiệm nghiêm khắc, chuyện như vậy căn bản không thể phát sinh, y đi tới, cầm bộ trang sức đó xem kỹ, chuyện trước mắt thật sự khiến cha Tấn Bắc hít một hơi lạnh, kết luận mà hai vị kiểm nghiệm sư đưa ra rõ ràng là chính xác. Cha Tấn Bắc cơ hồ có thể kết luận đây là một âm mưu, An Đạt Văn đưa ra một cái giá cao, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung lên chuyện này, sau đó vạch trần toàn bộ chỗ đồ trang sức này là hàng giả, ở trước mắt bao người hoàn thành sự tập kích đột ngột đối với y. Cha Tấn Bắc hết đường chối cãi, bởi vì trên giấy giám định đó rõ ràng đã viết 100% là kim cương thiên nhiên, sắc mặt của y trở nên xanh mét. An Đạt Văn thở dài, cha tiên sinh, tôi thật sự rất thích thiết kế của các anh. Cho nên mới bỏ 1.000 vạn ra mua bộ trang sức này, nhưng không ngờ tinh toán của các anh lại chơi trò vàng thau lẫn lộn này. Tôi không biết đây chỉ là bộ trang sức này xảy ra vấn đề, hay đây cũng chính là sách lược kinh doanh nhất quán của các anh. Bỏ nhiều tiền ra như vậy, không ngờ lại không mua được hàng thật, thật sự là một chuyện khiến cho người ta tiếc nuối. Hôm nay tinh toán mời nhiều phóng viên tới hỗ trợ tuyên truyền như vậy, vốn mục đích của cha Tấn Bắc là để mở rộng, để truyền thông giúp đỡ nói tốt, nhưng xảy ra chuyện này rồi. Tất cả phóng viên truyền thông đều ùa lên, ánh đèn lấp loáng không ngừng, ghi lại tất cả đều tình cảnh của hiện trường. Cha Tấn Bắc dẫu sao cũng đã đầy kinh nghiệm, y từ trên tay Khư Phượng Tiên giật lấy tờ chi phiếu đó, lập tức xé rách, rồi lớn tiếng nói, các vị, tôi có thể kết luận bộ trang sức này không có bất kỳ vấn đề gì, bộ trang sức này chúng tôi sẽ đệ trình tới cơ cấu đặc biệt của quốc gia để tiến hành giám định lại, kết quả giám định trong thời gian ngắn nhất sẽ công bố với xã hội. Đối với bất kỳ hành vi bôi nhỏ công ty tinh toán của chúng tôi sẽ truy tố tới cùng. Y lạnh lùng nhìn An Đạt Văn. An Đạt Văn mỉm cười nói, bắt đầu từ thời khắc anh nhận tờ chi phiếu đó, hợp đồng mua bán của chúng ta đã được thành lập,
hiện tại bộ trang sức này thuộc về tôi, anh không có quyền làm ra quyết định gì, truy tố trách nhiệm là đúng, nhưng không phải anh truy cứu mà là tôi truy cứu. Lúc này vị khách đã dùng 35 vạn để mua vòng cổ ngọc bích đó cũng vội vàng lấy ra giám định, hai vị giám định sư châu báu quyền uy lúc này đã đưa ra kết luận, cái vòng cổ ngọc bích đó căn bản chính là giả, hiện trường lập tức xôn xao. Đa số mọi người ở đây thấy chuyện này rất quanh co, biến hóa thật sự quá nhanh, Trương Dương lúc mới đầu thì cảm thấy An Đạt Văn muốn chơi mình, nhưng về sau hắn lại đọ sức với đám thái tử đảng, lại cho rằng là hắn một dương danh ở kinh thành, không ngờ cuối cùng lại đâm ra một thương như vậy. Mục tiêu chân chính là cha Tấn Bắc, chiêu thức ấy rất độc, ở trước mặt nhiều nhân vật nổi tiếng của kinh thành và phóng viên của nhiều tạp chí lớn toàn quốc như vậy, đánh cho cha Tấn Bắc rối loạn phương thốn. Tiết Vĩ Nồng và Từ Kiến Cơ đã nhìn quen sóng gió cũng quan sát cuộc hỗn loạn này. An Đạt Văn rất thâm, hắn và cha Tấn Bắc rốt cuộc có đại cừu lớn thế nào. Tất cả những điều này được khẳng định là đã tính toán từ trước. Tiết Vĩ Nồng nói, trang sức không ngờ là giả. Trương Dương nói, công ty lớn như Tinh Toản, không cần thiết phải lấy danh dự của mình ra để mạo hiểm, tôi thấy khẳng định là ở khâu giữa xảy ra vấn đề, không khéo có người đánh cháo giữa đường, diễn một vở lấy mèo đổi thái tử. Từ Kiến Cơ gật đầu nói, không sai, thao tác ở giữa quá nhiều, có điều tra Tấn Bắc lần này cũng là lật thuyền trong mương, không ngờ bị thằng nhóc này chơi một vố. Trương Dương lại không nghĩ như vậy, An Đạt Văn là hạng người nào thì hắn đã biết từ trước. Lúc trước An Đạt Văn có thể trong lúc chưa đầy 20 đã ngăn cơn sóng dữ, bước vào thế kỷ An Thái, cái mà hắn dựa vào cũng không phải là vận khí tốt mà là thằng ôn này chẳng những có thủ đoạn, hơn nữa lòng dạ cũng rất thâm sâu. Hiện tại người có tâm tình khó xử nhất phải kể tới Cha Vi, dẫu sao cũng là bộ trang sức mà cô ta thiết kế đã khơi mào ra trường phong ba này, Trương Dương xuất hiện đúng lúc thấp giọng an ủi cô ta, hiện tại tiêu điểm của mọi người đều ở trên người chủ tịch Tinh Toản cha Tấn Bắc, cha Tấn Bắc vẫn giữ bình tĩnh. Hắn lớn tiếng tuyên bố, mọi người xin chớ bị người hữu tâm cho mắc bẫy, chất lượng và danh dự của Tinh Toản là căn bản để chúng tôi sinh tồn, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. An Đạt Văn và Lương Bách Ni mỉm cười rời đi, Cha Vi phẫn nộ lao lên, cản đường hắn lại, lớn tiếng chất vấn, vì sao muốn hãm hại Tinh Toản. An Đạt Văn mỉm cười nhìn Cha Vi, cha tiểu thư, xin chú ý tới ngôn từ của cô, tôi là một người tiêu thụ. Tất cả những gì mà tôi hiện tại đang làm đều đúng. Trương Dương tiến lên giữ chặt tay của Cha Vi, ý bảo cô ta tỉnh táo lại. An Đạt Văn nhìn thấy Trương Dương, chào phúng nói, Trương tiên sinh thật sự là không đâu không có. Trương Dương lạnh lùng cười nói, ít ngày không gặp, vết thương của An tiên sinh đã khỏi chưa? An Đạt Văn biết Trương Dương muốn chọc giận mình, hiện tại An Đạt Văn đã trở nên thành thục hơn, hắn cười nói, nhờ phúc của anh, vẫn tốt, điều tốt mà Trương tiên sinh làm cho tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Trương Dương mắng thầm thằng ôn này giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, An gia xuất thân mã phỉ, từ tổ tông An Dâu rậm của hắn đã bắt đầu đi cướp đoạt, có điều trên người của người An gia cũng không thiếu sự nhiệt huyết và thiện lương, nhưng đặc chất của phương diện này cơ hồ đều chảy vào An ngữ thần, trên người An Đạt Văn thể hiện ra nhiều nhất là sự âm hiểm giả dối, Trương Dương không muốn nói lời vô nghĩa với hắn, nói với Cha Vi, chúng ta đi. An Đạt Văn gọi Trương Dương lại, nói, Trương tiên sinh, có tin tức của chị tôi không? Trương Dương xoay người nhìn hắn một cái, anh còn nhớ có chị gái ư? An Đạt Văn nói, người một nhà vĩnh viễn là người một nhà, bất kể người ngoài nói gì, đều không thay đổi được quan hệ huyết mạch tương liên của chúng tôi. Trương Dương cười ha ha, nói, An tiên sinh nói đùa vui quá. Nói xong hắn không để ý tới An Đạt Văn nữa, kéo Cha Vi đi ra bên ngoài. Mắt thấy một hồi hội tuyên bố sản phẩm được chuẩn bị tỉ mỉ lại gánh lấy kết cục ảm đạm, trong lòng cha Tấn Bắc chán nản tới cực điểm, trở lại phòng nghỉ, y nhấc chân đá bay cái bàn trước mặt, Khư Phượng Thiên và Lưu Khánh Vinh đi theo hắn vào liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của hai người cũng rất khó coi. Cha Tấn Bắc tức giận nói, nhất định có nội gián. Đưa ra kết luận này cũng không khó, vật phẩm trang sức được tới tham gia triển lãm đều được khóa mấy lớp, cha Tấn Bắc tin rằng sẽ không phát sinh sơ hở cấp thấp như vậy. Nếu có vấn đề khẳng định khi các người mẫu chào hàng. Khư Phượng Tiên nói, tôi vừa rồi đã nghĩ kỹ rồi, vật phẩm trang sức xuất xưởng chắc không có vấn đề, mấy khâu giữa đường không thể xảy ra sai lầm. Thứ nhất, chỗ vật phẩm trang sức này trước tiên cầm đi để Tuệ Không Pháp Sư khai quang, trong quá trình khai quang không có người giám sát, có điều với nhân phẩm của Tuệ Không Pháp Sư chắc sẽ không làm như vậy. Thứ hai, chính là khi các người mẫu chào hàng, không bài trừ có người mẫu cá biệt dùng phương pháp thay mận đổi đào. Thứ ba, chính là khi giao tới tay An Đạt Văn. Mà khi đó có nhiều người như vậy nhìn hắn,
hắn chắc không có cơ hội lừa gạt mọi người. Lưu Khánh Vinh nói cách khác khả năng các người mẫu động tay động chân là lớn nhất. Khưu Phượng Tiên nói, cũng không thể khẳng định, dẫu sao toàn trình hoạt động của triển lãm đều có nhân viên công tác của tinh toán chúng ta đi cùng, nhưng cũng có thể là do nội bộ của tinh toán chúng ta gây nên. Cha Tấn Bắc ngồi trên sofa, nói khẽ, mặc kệ là ai đánh cháo, nhưng chỗ đồ giả này giống hệt như thật, đợt vật phẩm trang sức này của chúng ta hôm nay mới chính thức ra mắt, phương án thiết kế đều là được giữ bí mật, vì sao có vật giả giống như đúc như vậy xuất hiện. Chuyện này chứng tỏ căn nguyên ở trong ngành thiết kế của chúng ta. Lưu Khánh Vinh nghe thấy y nói như vậy, lập tức kích động, cha Tổng, lời này của anh có ý gì? Anh là đang hoài nghi tôi ư? Cha Tấn Bắc nói, tôi nói là hoài nghi cậu à? Cậu hét cái gì, tôi đã bao giờ hoài nghi cậu chưa? Lưu Khánh Vinh nói, vậy anh sao còn nói vấn đề xuất hiện ở ngành thiết kế của chúng tôi? Khưu Phượng Tiên nói, ngành thiết kế không chỉ có một mình anh, bên trong nếu có người trộm thiết kế, cũng rất có thể. Cha Tấn Bắc nói, Tiểu Vi thì chắc không bị hiềm nghi, nó không thể làm vậy. Y mấp máy môi, nói, mau chóng điều tra rõ chuyện này, thằng Ôn An Đạt Văn này, không ngờ công khai nã pháo về phía tôi, sự coi mình trở thành quá giang long ư. Khưu Phượng Tiên nói, cha hắn, An Đức Huyên là lão đại của Tín Nghĩa Xã của Đài Loan, tuy rằng đã tuyên bố rửa tay không làm, nhưng sau lưng đương nhiên vẫn không thoát khỏi can hệ với xã hội đen. Trước đây không lâu y thu mua 15% cổ phần của tập đoàn chúng tôi nghĩ hành vi của An Đạt Văn có 89/10 là liên quan tới cha hắn. Cha Tấn Bắc trầm mặc, giữa tinh toản và Vương Triều Kim Cương có liên hệ thiên ti vạn lũ, tinh toản gặp chuyện không may, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Vương Triều Kim Cương. Chẳng lẽ tất cả những gì mà An Đạt Văn làm tối nay chỉ là một bắt đầu? Lưu Khánh Vinh tức giận nói, loại người này đúng là bị ổi. Cha Tấn Bắc cười lạnh nói, cho rằng mánh khóe như vậy là có thể đánh bại được tôi ư. Thằng Ôn này quá non rồi. Chương 1074, Ủy Khuất 1. Cha Vi tình tự vô cùng thấp, sau khi lên xe, Trương Dương nói khẽ, đi đâu? Muốn tôi đưa cô về không? Cha Vi lắc đầu. Tựa đầu ghế, buồn bã nói, tinh toán liệu có gặp tổn thất thảm trọng hay không? Trương Dương cười nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, thật ra người sáng mắt đều có thể nhìn ra, An Đạt Văn là cố ý gây sự, chú cô là người khôn khéo như vậy, chắc có thể xử lý tốt chuyện này. Cha Vi nói, trong lòng tôi rất loạn, bộ trang sức đó từ thiết kế đến chế tác, tôi trên cơ bản đều tham dự toàn trình, tất cả kim cương đều là tự nhiên, sao nó? Trương Dương nói, cả sự kiện chính là một âm mưu. An Đạt Văn đã tính toán chuyện này từ rất lâu, bộ trang sức được triển lãm tối nay chắc không phải là bộ mà cô tự tay thiết kế. Cha Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc này chú của cô ta cha Tấn Bắc gọi điện thoại tới, bảo cô ta về công ty họp, Trương Dương đưa cô ta tới tổng bộ của tinh toán ở đường vòng tròn 2 Kinh Thành, nhìn thấy cha Vi lên thang máy rồi mới đi. Việc vật phẩm trang sức của tinh toán là giả đã tạo nên sóng to gió lớn ở Kinh Thành, ngày hôm sau cơ hồ các báo chí lớn đều muốn đăng chuyện này ở vị trí bắt mắt. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả kiếp trước kiếp này của tinh toán, quan hệ chặt chẽ giữa tinh toán và Vương Triều Kim Cương Đài Loan tất cả đều bị đưa tin. Cha Tấn Bắc ở Kinh Thành có nhân mạch khá rộng, tối hôm qua sau khi chuyện này đột phát, y lập tức tiến hành giao tiếp, đầu tiên là nhằm vào các tạp chí lớn, y cho rằng mặt mũi của mình đủ lớn, đủ để bịt miệng giới truyền thông, nhưng không ngờ chuyện này vẫn bị đưa tin, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có một số báo chí đã đăng cả quan hệ đồn đại giữa y và Lưu Khánh Vinh. Cha Tấn Bắc tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, y căm giận ném tờ báo lên bàn, lớn tiếng nói, một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, ai cho hắn gan lớn như vậy. So với cha Tấn Bắc thì Khưu Phượng Tiên rõ ràng chấn định hơn nhiều, cô ta nói khẽ, An Đạt Văn là tổng tài đương nhiệm của Thế Kỷ An Thái Hong Kong, ông nội của hắn An Chí Viễn là nhân sĩ ái quốc nổi danh, cũng là một trong những phú hào có tiền có thế nhất Hong Kong. Cha Tấn Bắc đương nhiên đã nghe nói tới tên của An Chí Viễn. Y nói khẽ An gia không phải lấy hắc đạo để lập nghiệp ư. An Chí Viễn sau khi an cư cũng suy tàn theo mà. Khưu Phượng Tiên nói, trong đoạn thời gian mà An Chí Viễn chết, An gia quả thực đã trải qua một đoạn thời gian bấp bênh, nhưng sau khi An Đạt Văn nắm quyền, tập đoàn Thế Kỷ An Thái cũng dần dần sống lại, hiện giờ đã khôi phục thanh thế năm xưa. Cha Tấn Bắc ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt của hắn một lần nữa hướng lên tờ báo, nói khẽ, nói như vậy. Hắn cũng tính là có chút bản sự. Khưu Phượng Tiên nói, An Đạt Văn là kỳ tài kinh thương, đây là sự thật không thể phủ nhận, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn là, cha hắn là An Đức Huyên, An Đức Huyên thân là lão đại của Tín Nghĩa Xã của Đài Loan,
Sau khi An Đạt Văn nắm quyền của An gia, An Đức Huyên thân là cha cũng đã tận hết sức lực giúp hắn. Cha Tấn Bắc nói, An Đức Huyên là phần tử xã hội đen ư. Khưu Phượng Tiên nói, vài năm trước đã tuyên bố chậu vàng rửa tay rồi, hiện tại đã trở thành cổ đông của Vương Triều Kim Cương chúng tôi. Càng kỳ quái hơn là, y năm nay không ngờ tài trợ cho Tống Vĩ Quốc tranh cử thị trưởng Đài Nam. Cha Tấn Bắc đã đoán được nguyên nhân của chuyện này, cha của Khưu Phượng Tiên Khưu Chỉ Đống cũng đã chính thức tuyên bố tranh cử chức thị trưởng thành phố Đài Nam. Nguyên nhân chân chính mà An Đạt Văn đối nghịch với mình có thể là nhằm vào Vương Triều Kim Cương và Khưu Chỉ Đống. Khưu Phượng Tiên nói, An Đạt Văn lần này chính là nhằm vào chúng ta mà đến. Quan hệ giữa Tinh Toản và Vương Triều Kim Cương cực kỳ chặt chẽ, gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh. Cha Tấn Bắc tuy rằng là trưởng môn nhân của Tinh Toản, nhưng trên thực tế có một bộ phận cổ phần tương đối lớn của Tinh Toản thuộc về Vương Triều Kim Cương. Tổn hại danh dự của Tinh Toản chẳng khác nào làm ô nhục Vương Triều Kim Cương. Chuyện xảy ra tối hôm qua đã dẫn tới sự dao động của giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương phía Đài Loan. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch buổi sáng hôm nay, giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương đã hạ 5%. Hiện giờ vẫn đang tiếp tục hạ. Khưu Phượng Tiên nói, An Đạt Văn cùng lúc ra tay bôi nhọ danh dự của chúng ta, đồng thời chế tạo ảnh hưởng cả ở nội địa và Đài Loan, lợi dụng phương thức này để chèn ép giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương. Về phương diện khác chọn dùng một khoản tài chính lớn để dùng giá thấp thu mua cổ phiếu. Căn cứ vào phân tích của phía tập đoàn, đây chỉ là bắt đầu, sau đó hắn còn có thể có động tác liên tiếp. Có lý do để tin rằng, bọn họ muốn nhân cơ hội này để khởi xướng thu mua Vương Triều Kim Cương. Cha Tấn Bắc nhíu mày, y đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, An Đạt Văn lần này ra tay rất đột nhiên, hơn nữa hắn chọn dùng cách dương đông kích tây, xuống tay từ Tinh Toản, sau đó đem lửa đốt tới Vương Triều Kim Cương, thằng ôn này đã hạ một bàn cờ cực lớn. Khưu Phượng Tiên nhìn thấy cha Tấn Bắc trầm mặc không nói, nhẹ giọng thở dài, Tấn Bắc, anh cho rằng chuyện này nên làm như thế nào? Cha Tấn Bắc nói, An Đạt Văn hiện tại đang cầm chứng cớ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, khẳng định còn có thể chế tạo sự tình, chúng ta chỉ có thể làm ra một số biện pháp bổ cứu thôi, khai trừ tất cả nhân viên thiết kế sản xuất tương quan. Khưu Phượng Tiên nói, bộ trang sức đó là cha Vi thiết kế. Cha Tấn Bắc nói, lát nữa tôi sẽ bàn với nó. Khưu Phượng Tiên nói, anh định xử lý Lưu Khánh Vinh như thế nào? Cha Tấn Bắc nói, trách nhiệm phía thiết kế để Tiểu Vi gánh vác một mình, Tiểu Vi và Khánh Vinh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Khưu Phượng Tiên gật đầu nói, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, cho công chúng một câu trả lời, trước tiên chặn miệng mọi người đã. Cha Tấn Bắc nói, giúp tôi hẹn An Đạt Văn, tôi muốn gặp hắn. Trên sân gôn đàn Hương Sơn, An Đạt Văn khoan thai tới muộn, hắn từ xa đã nhìn thấy cha Tấn Bắc ngồi uống trà dưới tán che nắng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn bảo nhân viên công tác lái xe đưa hắn tới bên cạnh cha Tấn Bắc. Thương trường và quan trường là hai đại lĩnh vực rối trá nhất trên đời, cho dù trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thản nhiên như không, còn giả vờ như gội đầu bằng gió xuân. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, An tiên sinh sao lại tới một mình? An Đạt Văn cười nói, cha tổng không phải muốn tìm riêng tôi nói chuyện ư? Hai người đều bật cười, cha Tấn Bắc mắng thầm một câu tiểu tạp chủng ở trong lòng. An Đạt Văn thì trong lòng mắng một câu lão xúc sinh. Ngồi dưới tán che nắng, nhận lấy chén trà cha Tấn Bắc tự tay đưa cho, An Đạt Văn uống một ngụm nói, nhớ mấy năm trước đại lục vẫn chưa có sân gôn, vậy mà trong vài năm sau cơ hồ từ thành thị cấp phó tỉnh trở lên đều có sân gôn. Cha Tấn Bắc nói, cải cách mở cửa tới nay, tốc độ phát triển của kinh tế nội địa đúng là kinh người. An Đạt Văn nói, gôn ở quốc gia phát đạt cũng là một loại vận động quý tộc. Sự phát triển của kinh tế và sự tăng nhiều của sân gôn hình như không có liên hệ gì, ở trong nước có điều kiện chơi trừ số ít phú thương gia thì chính là quan lớn. Cha Tấn Bắc cười nói, An tiên sinh không thích gôn ư. An Đạt Văn lắc đầu nói, không thích, tôi còn trẻ, không thích loại vận động dáng vẻ già nua nặng nề tứ bình bát ổn này, nếu cho tôi chọn, tôi thích loại vận động kịch liệt hơn, có tính công kích hơn, ví dụ như đua xe. Tôi tới sân gôn một là để theo giúp trưởng bối. Hai là để tiếp khách của tôi, điểm giống nhau của bọn họ chính là tuổi đã khá lớn. An Đạt Văn tựa cười mà như không phải cười nhìn cha Tấn Bắc, rõ ràng là đang nhắc nhở y, anh đã già rồi. Cha Tấn Bắc lạnh lùng cười nói, người ở giai đoạn bất đồng sẽ có tâm tính bất đồng, chờ thêm vài năm nữa, có lẽ anh sẽ phát hiện gôn mới là thích hợp với mình nhất. Có một số loại vận động tuy rằng kích thích, tính đối kháng tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với sức khỏe của anh thì không có bất kỳ lợi ích nào. Chỉ không cẩn thận một chút là không những không có hiệu quả vận động, ngược lại sẽ bị thương, thương rất nặng,
vậy thì mất nhiều hơn được rồi. An Đạt Văn đương nhiên có thể nghe ra cha Tấn Bắc đang cảnh cáo mình, hắn cười nói, xem ra cha tiên sinh đã qua cái tuổi mạo hiểm, điều này thương nhân mà nói không phải là chuyện tốt gì cả. An Đạt Văn mỉm cười nói, hư danh và lợi ích, cái nào quan trọng hơn? Nụ cười trên mặt cha Tấn Bắc đột nhiên chợt tắt, tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng danh dự mất đi sẽ không tìm lại được. Hai mắt y lạnh lùng nhìn thẳng vào An Đạt Văn, nói chuyện ngày hôm qua mọi người trong lòng biết rất rõ, anh muốn gì? Cha Tấn Bắc chủ động tìm An Đạt Văn, thật ra là đã định nhượng bộ, tránh mũi nhọn, sau khi ổn định An Đạt Văn mới tìm thời cơ trả thù, cha Tấn Bắc đương nhiên sẽ không dễ dàng nuốt xuống cục tức này. An Đạt Văn nói, tôi muốn một công đạo. Cha Tấn Bắc nhíu mày, công đạo ư? Chương 1075, ủy khuất 2. An Đạt Văn nói, bỏ 1.000 vạn lại một bộ trang sức giả, anh hiện tại bảo tôi cứ thế là xong à? Cha Tấn Bắc nói, anh muốn công đạo gì? Bao nhiêu tiền? An Đạt Văn mỉm cười nói, tinh toán tuy rằng làm không tồi, nhưng tài lực của anh tôi vẫn chưa để vào mắt. Cha Tấn Bắc lạnh lùng nhìn An Đạt Văn, y thừa nhận, tài lực của mình quả thực không thể nào bằng An gia đã trải qua mấy đời kinh doanh, nhưng thằng ôn An Đạt Văn này quá mức cuồng vọng rồi, hắn đã xem nhẹ một sự thật. Cha Tấn Bắc cảm thấy mình phải nhắc nhở hắn một chút, An tiên sinh, anh chỉ sợ đã quên, nơi này là đại lục. An Đạt Văn khinh thường cười nói, nếu tôi không nghe lầm, thì anh hình như là đang uy hiếp tôi. Cha Tấn Bắc lạnh lùng nói, đối với đứa trẻ thì dùng từ dọa thì thỏa đáng hơn. An Đạt Văn nói, anh có thể có thành tựu hôm nay, tâm tính của anh sớm đã nên không quan tâm hơn thua, một chuyện nhỏ có thể làm anh rối loạn trận cước, ngược lại khiến tôi có chút giật mình, khiến tôi có chút thất vọng. Thì ra anh không lợi hại giống như trong truyền thuyết. Cha Tấn Bắc nói, người nhà của anh không có ai nói với anh rằng, lưu lại lối thoát cho người khác cũng chính là lưu lại lối thoát cho mình à. An Đạt Văn nói, tôi và anh không có thâm cừu đại hận, tôi đối với tinh toán cũng không có bất kỳ hứng thú gì, tôi chỉ là một người tiêu thụ bình thường, tôi hiện tại chỉ là những gì mà tôi phải làm. Cha Tấn Bắc nói, anh không chỉ muốn đối phó với tinh toán. Anh muốn thông qua phương thức này để hạ thấp giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương, từ đó đạt được mục đích thu mua nó. An Đạt Văn nói, có một số việc đã nhìn thấu thì đừng nói ra, cha tổng lớn tuổi vậy rồi, trên thương trường cũng lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, chẳng trách lúc trước anh và Hà Trường An đấu nhau đều chấm dứt bằng thất bại. Cha Tấn Bắc bị một thằng nhau nói móc ngay trước mặt, trong lòng không khỏi căm tức, y bắt đầu ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không đơn giản. Mục đích của An Đạt Văn đã rất rõ ràng, hắn muốn thông qua chuyện này để bôi nhỏ tinh toán, từ đó đối phó với Vương Triều Kim Cương. Quan hệ giữa tinh toán và Vương Triều Kim Cương là gắn kết không thể tách lìa, gắn bó như môi với răng, cha Tấn Bắc nói khẽ tôi từng cho rằng thế hệ trẻ tuổi hiện tại trở nên càng lúc càng không có can đảm, nhưng hôm nay tôi phát hiện, mình sai rồi. Y đứng lên, rút ra một chiếc gậy gôn, đi về phía vị trí gôn, dùng một tư thế tiêu chuẩn đứng chắc, sau đó đột nhiên vung gậy gôn. Vẽ ra một đường cong trên trời, giống như muốn xé toang bầu trời đầy u ám. Lực lượng của cha Tấn Bắc rõ ràng không thể làm được điểm này, quả bóng sau khi vận hành tới điểm cao nhất liều rơi xuống mặt cỏ màu xanh, nảy mấy cái, sau đó rơi xuống lỗ, sắc mặt của cha Tấn Bắc so với mây đen thì còn tối hơn, hắn lắc đầu, quay đầu lại thì nhìn thấy An Đạt Văn đã bỏ đi. Đây là trận mưa thu thứ hai mà Trương Dương phải trải qua trong thời gian ở Kinh Thành, toàn bộ buổi chiều hắn đều ở ban chú Kinh Bình Hải. Buổi tối đã đáp ứng La Tuệ Ninh tới nhà ăn cơm, lát nữa Lý Vĩ sẽ tới đón hắn. Lúc hơn 3 giờ Cha Vi tới đây tìm, Cha Vi trước giờ luôn rất lạc quan, hai mắt đã đỏ lựng, vừa gặp hắn đã khóc. Trương Dương biết bởi vì chuyện ở hội triển lãm, Cha Vi một mực rất tự trách, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với cô ta, việc gì phải khóc tới mức này. Trương Dương cười cười mời cô ta vào trong phòng, tôi nói này Cha Vi, có cần phải vậy không? Chẳng phải chỉ là một tên tiểu nhân dở chút âm mưu quỷ kế thôi mà, cô chỉ là một thiết kế sư, trời có sụp xuống thì cũng chẳng tới lượt cô gánh, cô việc gì cứ phải để trong lòng. Cha Vi Dương Dương nói, chú đã khai trừ tôi rồi. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy vậy liền ngây ra, vì sao? Cha Vi nói, tôi ngay hôm đó đã đệ đơn từ chức, nhưng chú không đồng ý, buổi sáng hôm nay tới công ty lại muốn khai trừ tôi. Tất cả nhân viên có liên quan tới bộ trang sức đó để bị khai trừ rồi. Nói tới chỗ ủy khuất Cha Vi không khỏi rơi nước mắt thương tâm. Trương Dương rất nhanh liền nghĩ thông sự ảo diệu trong đó, Cha Vi lần này hiển nhiên là làm người chịu tội thay, cha Tấn Bắc để bình ổn chuyện này, khẳng định phải đổ tất cả trách nhiệm lên người Cha Vi và những nhân viên đó,
cho công chúng một câu trả lời, chiêu thức ấy gọi là thí tốt giữ soái, đổi thành người khác cũng phải làm như vậy, nhưng cha Tấn Bắc làm như vậy có chút không có hậu đạo, cha Vi là cháu gái ruột của y, cha Vi từ chức y cự tuyệt, nhưng ngay sau đó liền khai trừ cha Vi, đây không phải là tuyên bố với mọi người. Bộ trang sức đó là cha Vi đánh cháo ư? Trương Dương nghĩ tới điểm này cũng thấy tội cho cha Vi, cha Tấn Bắc thân là chú, nhưng y không trượng nghĩa chút nào, gặp chuyện, trước tiên đẩy cháu gái mình ra trước, nhưng y có từng cân nhắc tới cảm thụ của cha Vi không, thế không phải là bôi nhọ danh dự của cha Vi ư? Cha Vi trong lòng rất ủy khuất, tựa vào vai Trương Dương khóc thảm thiết, nơi này dù sao cũng là ban chú kinh Bình Hải, Trương đại quan nhân phàm là làm chuyện gì, nói không chừng ngày mai sẽ chuyển tới tai Tống Hoài Minh. Trương đại quan nhân vừa đưa khăn tay cho cha Vi vừa khuyên nhủ, cô bé, khóc nhỏ thôi, để người ta nghe thấy, không biết là tôi làm gì cô đê tô. Cha Vi khóc thút thít nói, tôi không phải đang ủy khuất ư. Tôi ủy khuất mà anh còn không cho tôi khóc, có phải muốn tôi uất mà chết không? Trương Dương nói, cô muốn tôi phải làm sao đây, hay là tôi hiện tại cùng cô đi tìm chú cô, tôi giúp cô chút giận nhé. Cha Vi thút thít nói, anh giúp tôi thế nào? Hai tay Trương đại quan nhân nắm chặt lại, khớp xương kêu răng rắng. Cha Vi nói, anh đừng có làm bậy, ông ấy là chú tôi đấy. Trương Dương nói, mặc kệ y là ai, chỉ cần là khi dễ cô, cho dù là cha cô tôi cũng. Anh dám, cha Vi vừa nói vừa khóc, nhìn thấy bộ dạng hoạt kê của Trương Dương, cuối cùng không nhịn được liền bật cười. Trương Dương nhìn thấy cô ta cười, ha ha nói, cười lên trông vẫn xinh hơn. Cha Vi nói, bộ dạng lúc đang khóc của tôi khó coi lắm à? Trương Dương nói, cũng không tính là khó coi, chỉ như là tôi nợ cô hai đồng ý. Anh biến đi, tôi mặc kệ, hôm nay tâm tình của tôi rất không tốt, anh phải nói chuyện với tôi. Trương Dương nhìn thời gian, cô hôm nay tới không đúng lúc rồi. Mẹ nuôi của tôi bảo tôi tới nhà ăn cơm, lát nữa sẽ có người tới đón tôi. Cha Vi bĩu môi, lại ủy khuất bật khóc, vậy mà nói là bạn bè. Cái gì có phúc cùng hưởng, anh căn bản chính là một kẻ lừa đảo. Nói mà không giữ lời. Trương Dương kêu khổ không ngừng, cha đại tiểu thư à, tôi lừa cô ư. Nói xong không giữ lời ư, tôi lừa tim cô hay là lừa môi cô. Hôm nay tôi không phải là thật sự có chuyện ư, tranh mẹ đã gọi thì việc gì cũng phải bỏ, trẻ con 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này. Tôi nếu bởi vì mê luyến nữ sắc, coi lời gọi của cha mẹ nuôi tôi là gió thoảng bên tai, vậy tôi chẳng phải là vô lương tâm ư. Cha Vi nói, được rồi, tôi coi như đã nhìn rõ anh rồi, thôi, tôi không làm ảnh hưởng anh tới nhà cha mẹ nuôi anh ăn cơm. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta, quả thực có chút không yên lòng, cô bé. Hay là thế này đi, cô đi cùng tôi, dù sao họ cũng biết cô mà. Cha Vi nói, tôi đi theo anh có sao không? Là bạn bè mà, tôi nói này, cô trong lòng có quỷ à, sao phải sợ? Cha Vi nói, trong lòng tôi không có quỷ, tôi có gì mà phải sợ? Tôi chỉ thấy ủy khuất thôi, cha Tấn Bắc dựa vào gì mà khai trừ tôi. Đúng vậy, y dựa vào gì chứ? Người chơi hắn là An Đạt Văn, có bản lĩnh thì đi phân cao thấp với An Đạt Văn đi, khi dễ vi vi của chúng ta làm gì? Cha Vi nói, anh đừng nói những lời buồn nôn nữa, tôi không phải là của anh, mà anh cũng đừng có gọi tôi là vi vi. Tôi là cảm thấy cô thiếu tình yêu thương thôi, tôi muốn chia sẻ cho cô một chút. Cha Vi nói, tôi thấy anh có ý đồ lắm. Trương Dương mở to hai mắt nói, cô không ngờ lại nghĩ về tôi như vậy. Trận mưa thu này càng đổ càng to, Trương Dương vốn cho rằng mưa lớn như vậy, chuyện ăn cơm tối nay có thể sẽ hủy. Không ngờ Lý Vĩ vẫn đến đúng giờ, Trương Dương muốn để cha Vi cùng đi, nhưng cha Vi lúc này lại đánh trống lui binh, cô ta nói phải về nhà. Trương Dương nhìn thấy tình tự của cô ta cơ bản đã bình phục, cũng không bảo cô ta đi cùng, còn bảo Lý Vĩ lái xe theo một đoạn. Nhìn thấy cha Vi quả thực lái xe theo hướng về nhà. Lúc này mới yên tâm. Sau khi Trương Dương tới Văn Gia mới biết được đây không phải là Gia Yến đơn thuần. Trừ vợ chồng La Tuệ Ninh và Văn Quốc Quyền ra, gia đình Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn cũng tới. Hai vợ chồng Trần Toàn và cả con trai bảo bối của bọn họ Trần An Bang hiện tại cũng đều ngồi trong phòng khách của Văn Gia nói chuyện phiếm. Trương Dương vừa thấy họ liền hiểu ra tối nay khẳng định là La Tuệ Ninh cố ý an bài bữa ăn này. Mục đích là để hòa giải cho hắn và Trần An Bang. Trương Dương tuy rằng biết La Tuệ Ninh là có ý tốt, nhưng cảm thấy không cần phải vậy. Chương 1076, ủy khuất 3. Văn Quốc Quyền cũng cho là như vậy, vốn chỉ là gia yến bình thường giữa hai nhà Văn Trần, ông ta trước chuyện cũng không hề biết rằng La Tuệ Ninh gọi cả Trương Dương tới.
La Tuệ Ninh khi bảo Lý Vĩ đi đón Trương Dương thì Văn Quốc Quyền mới biết. Nếu vợ đã an bài như vậy, Văn Quốc Quyền cũng không tiện nói gì, ông ta biết rõ tình cảm của vợ đối với đứa con nuôi này. Thật sự đã coi Trương Dương như người trong nhà. Trong mắt La Tuệ Ninh, bất kể Trương Dương hay là Trần An Bang đều là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Bà ta không hy vọng giữa những đứa nhỏ này bởi vì việc nhỏ mà sinh ra mâu thuẫn. Lại càng không muốn chuyện giữa bọn họ tiếp tục chuyển biến xấu. Văn Quốc Quyền và Trần Toàn là bằng hữu tốt, bà ta không hy vọng chuyện bọn nhỏ sẽ tạo thành ảnh hưởng cho hai người họ. Tuy rằng bà ta biết không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng bà ta vẫn không muốn về sau xuất hiện cục diện khó xử. La Tuệ Ninh đưa Trương Dương tới trước mặt vợ chồng Trần Toàn, dẫn kiến cho hắn, vị này là chú Trần của con, còn vị này là dì Tống của con. Trương Dương lễ phép chào hỏi. Trần Toàn cười cười đứng dậy, rất hòa ái vỗ vỗ vai Trương Dương, nắm chặt tay hắn, nói, An Bang, con đã gặp Trương Dương rồi phải không? Sắc mặt của Trần An Bang rất khó coi, biết La Tuệ Ninh an bài một trường hợp như vậy, đánh chết hắn cũng không tới. Trần An Bang miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gặp rồi, chủ nhiệm Trương danh khí lớn như vậy, ai mà chẳng biết. Trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ châm chọc. Trần Toàn mắng thầm trong lòng, con trai đúng là không có tiền đồ. Trong trường hợp này, nói sao cũng phải giả vờ giả vịt chút chứ, nhìn bộ dạng đầy thâm khổ đại cừu của hắn, ai cũng cảm thấy được là hắn khó chịu đối với Trương Dương. Trái lại Trương Dương tươi cười rạng rỡ, từ trên mặt thằng ôn này không nhìn ra chút mất hứng nào, còn chủ động vươn tay về phía Trần An Bang, Trần Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần An Bang định bắt tay với hắn, nhưng gặp ánh mắt oán giận của cha, hắn vẫn khuất phục, vươn tay ra nắm tay Trương Dương cho có lệ. La Tuệ Ninh cười nói, giữa bọn trẻ hai đứa nên trao đổi nhiều hơn, về sau trăm ngàn lần đừng làm ra những chuyện nước lũ nhấn chìm Miếu Long Vương. Trần An Bang nói, chủ nhiệm Trương trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cháu chỉ sợ không trèo cao được thôi. Trương Dương nói, trẻ tuổi thì tôi không đảm đương nổi, Trần Tổng còn trẻ mà đã trưởng quản một công ty Internet lớn như vậy, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ. Trần An Bang nói, chỉ có bề ngoài thôi, những lời mà bên ngoài nói kỳ thật không thể tin được. Hắn không phải là đang nói mình, căn bản là đang ám chỉ Trương Dương. Trương Dương cười ha ha, La Tuệ Ninh nhìn ra hai thằng ôn này tuy là đang cố nén giận, nhưng không ai phục ai, vội vàng bảo họ ngồi vào bàn. Ở trước mặt trưởng bối, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Thông qua bữa cơm tối nay, Trương Dương mới biết được Văn Quốc Quyền và Trần Toàn là người cùng quê, quan hệ của hai nhà khá là hòa hợp, Trương Dương cũng rất biết điều, chủ động kính rượu Trần Toàn. Về phần Trần An Bang, Trương Dương vẫn không để hắn vào mắt. Tối hôm đó Trương Dương rất ít nói chuyện, lưu lại ở Văn gia hơn một tiếng đồng hồ, hắn vừa hay nhận được điện thoại của Tần Thanh, lấy cớ có việc để cáo từ, La Tuệ Ninh tiễn hắn ra ngoài, nhẹ giọng thở dài, mẹ an bài như vậy có phải khiến con khó xử không? Trương Dương cười cười lắc đầu, mẹ nuôi, mẹ nghĩ đi đâu vậy, rất tốt mà, thật ra giữa con và Trần An Bang không có mâu thuẫn lớn gì, chuyện trước đây đã qua rồi. Nếu sớm biết rằng hai nhà có quan hệ như vậy, con sẽ không đi so đo với hắn đâu. La Tuệ Ninh nói, hai đứa đều trẻ tuổi khí, về sau hãy khống chế tính nóng. Trương Dương liên tục gật đầu, dưới đèn nhìn thấy thái dương của La Tuệ Ninh đã có mấy sợi tóc bạc, trong lòng không khỏi rúng động, nhớ rõ La Tuệ Ninh trước đây đầu đầy tóc đen, năm tháng không buông tha con người. La Tuệ Ninh tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng cuộc sống gia đình của bà ta cũng không được như ý, con trai thì ở tận Tân Cương. Con gái Văn Linh thì hiện giờ lại biến thành bộ dạng đó, chồng thì bận rộn công việc quốc gia đại sự. Thường ngày đại đa số thời gian La Tuệ Ninh chỉ sống trong cô đơn, Trương Dương biết, bà ta khát khao có một gia đình ấm áp cỡ nào. Ở trong mắt Trương Dương, người mẹ nuôi này có chút đáng thương, hắn nói khẽ, mẹ nuôi. Đừng cứ ở mãi kinh thành, có thời gian thì ra ngoài một chút, tới Đông Giang đi, con giúp mẹ giải sầu. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, gần đây không có thời gian. Tết âm lịch năm nay bọn Hạo Nam đều trở về, tính làm một cái Tết đoàn viên, con nếu có rảnh thì lại tới kinh thành nhé. Nói tới đây bà ta lại thở dài nói, thôi con cứ ở lại Bình Hải đi, cha mẹ con cũng lớn rồi, ở bên họ nhiều hơn đi. Trương Dương thở dài một tiếng. Lý Vĩ đã mở cửa xe Jeep, đang đứng đợi ngoài cửa, Trương Dương cáo từ La Tuệ Ninh, mẹ nuôi, con đi đây. La Tuệ Ninh muốn nói gì nhưng lại thôi. Sau khi Trương Dương lên xe Jeep, ô tô khởi động. Hắn nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy La Tuệ Ninh vẫn đứng đó. Sau khi ô tô lái ra ngoài cửa lớn, lập tức rơi vào trầm mặc, Lý Vĩ cũng không chủ động nói chuyện, Trương Dương nói, mẹ nuôi tôi gần đây tâm sự nặng nề quá.
Lý Vĩ ừ một tiếng. Trương Dương lại nói, trong nhà nếu có chuyện gì thì báo cho tôi một tiếng nhé. Lý Vĩ lại ừ một tiếng. Sau khi Trương Dương về, Văn Quốc Quyền mời Trần Toàn tới thư phòng của mình uống trà, có một số lời hai người không muốn để người nhà nghe thấy. Văn Quốc Quyền cười nói, trước đó tôi thật sự không biết Tuệ Ninh lại gọi Trương Dương tới. Trần Toàn cười nói, chị dâu cũng là có hảo ý thôi, chị ấy không muốn hai nhà chúng ta bởi vì chuyện của bọn nhỏ mà khó xử. Văn Quốc Quyền gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm rồi nói, bà ta rất yêu đứa con nuôi này. Trần Toàn nói, người trẻ tuổi đều rất xung động, máu nóng dồn lên là không cân nhắc tới hậu quả. Văn Quốc Quyền nói, thằng Ôn này đã gây cho anh không ít phiền phức. Trần Toàn nói, chuyện này không liên can tới Trương Dương, đều do thằng Ôn An Bang đó, trên sự nghiệp có chút thành tựu, cái đuôi hết cả lên trời, không để ai vào mắt, thông qua chuyện lần này cho nó một bài học cũng tốt. Văn Quốc Quyền nói, phía bên Kiều lão nói thế nào? Trần Toàn chậm rãi đặt chén trà xuống, tôi đã xin lỗi ông ta rồi. Y tạm dừng một chút rồi lại nói, ông ta hình như không cao hứng lắm. Văn Quốc Quyền nói, cho dù không có chuyện này thì ông ta cũng sẽ không cao hứng. Trần Toàn thở dài nói, gần đây bên Phó Hiến Lương rất thích lên báo. Khi ở riêng với Văn Quốc Quyền, y không tất yếu phải che giấu quá nhiều. Chỉ tên nói họ Phó Thủ tướng Phó Hiến Lương, một mình hiện tại là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trên đường tới chức Thủ tướng của Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền cười nói, có nhiều người như vậy giúp sức như vậy, sức đương nhiên là mạnh hơn một chút. Trần Toàn nói, phía ủy ban kỷ luật đi lại rất gần với hắn, mấy chuyện đang nắm gần đây đều có liên quan tới phản Hủ Sướng Liêm. Thắng được không ít dân tâm. Văn Quốc Quyền nói, chuyện hiện tại đã khiến tôi bận tối mày tối mặt rồi. Căn bản không có thời gian để đi thêu hoa. Trần Toàn nghe ra trong lời nói của ông ta có ẩn ý, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở, người này rất biết quan hệ, hiện tại thanh thế càng ngày càng tăng, ngài vẫn phải coi trọng một chút. Ngón tay của Văn Quốc Quyền nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thể hiện càng nhiều thì càng dễ xuất hiện sai sót, muốn tìm sai lầm của người khác cũng không dễ dàng. Nhưng không có ai là vĩnh viễn chính xác, một khi đi sai bước, kết quả của hắn tất nhiên là sai cả bàn. Chương 1077, thỏa mãn cô một. Khi Trương Dương về đến cửa ban chú Kinh Bình Hải, thấy chiếc xe Beetle dừng ở cổng, hắn liền ngớ người ra, không ngờ nha đầu này lại quay trở lại. Hắn dừng xe lại, đội mưa chạy đến bên cạnh chiếc Beetle, cách tấm kính nhìn thấy Cha Vi đang nằm bò trên vô lăng, dường như đã ngủ say, hắn gõ mạnh vào cửa kính. Cha Vi bị tiếng gõ làm cho tỉnh dậy. Mở hai mắt, thấy Trương Dương đang ướt nhẹp dưới mưa ở bên ngoài, Cha Vi vội vàng mở cửa sổ, Trương Đại Quan chui vào trong xe rồi nói, này nha đầu, chẳng phải cô về nhà rồi sao? Cha Vi nói, không muốn về, tôi lòng vòng một hồi lại quay về. Trương Dương hạ cửa xe xuống một chút, vừa nãy cô ngủ mất rồi. Nếu như không khí không lưu thông được, thì hậu quả thật khó lường. Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện, thì tôi đau lòng lắm. Cha Vi nói, tôi đâu có ngốc vậy, tôi đã để chút cửa sổ đấy, anh ăn xong rồi, nhanh vậy à? Trương Dương nói, chẳng phải là vì nhớ cô quá sao? Nói linh tinh, sao anh biết tôi lại về? Lúc này điện thoại của Cha Vi vang lên, Trương Dương đến xem có phải là cha Tấn Bắc gọi điện đến hay không, Cha Vi liền cụp điện thoại. Trương Dương cười nói, chú của cô nhất định là tìm để xin lỗi cô đó. Cha Vi nói, đừng nhắc đến ông ấy với tôi. Nghĩ đến ông ấy tôi lại thấy kinh tởm. Trương Dương cười nói, vì vậy đắc tội ai thì đắc tội, tốt nhất là đừng đắc tội phụ nữ. Nha đầu, nếu như cô không về nhà, thì cha mẹ cô sẽ thế nào? Cha Vi nói, nhà tôi không có ai. Cha tôi đi Quảng Đông rồi, mẹ tôi cũng đi cùng. Tôi ở nhà một mình, chẳng ai quản tôi. Ai muốn ức hiếp tôi thì ức hiếp tôi. Nói đến đây, ước mắt cô trào ra. Trương Đại Quan cười khổ hạnh nói, sao tự nhiên đang nói sao lại khóc rồi. Gì giờ nhỉ, giờ tôi đi xử lý chú cô một phen để cô hả giận. Anh dựa vào đâu chứ? Anh là gì của tôi? Tôi, gì nhỉ, Trương Đại Quan thật sự không biết trả lời Cha Vi thế nào. Anh cái gì mà anh chính là một tên nói khoác thì giỏi, còn hành động thì không hay. Nếu như anh thật sự muốn tôi hả giận, thì giờ đây đi tìm An Đạt Văn để cho hắn ta một trận. Cha Vi hận nhất là tên An Đạt Văn kia, nếu như không phải hắn đứng đằng sau để giở trò, thì sự việc cũng không thành thế này. Trương Dương gật đầu nói, được, giờ tôi sẽ đi xử lý hắn ta ngay, về sau tôi gặp lần nào là sẽ đánh hắn ta lần đó. Cha Vi chỉ là tức giận, thấy Trương Dương lại thật lòng làm vậy,
cô liền nắm lấy tay Trương Dương và nói, đừng, anh là cán bộ nhà nước. Đừng gây ra phiền phức như vậy. Trương Dương nói, vì cô, chút phiền phức này có là gì? Cha Vi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, Trương Dương, mặc dù tôi biết anh đang nói dối, nhưng tôi nghe những lời này vẫn cảm thấy rất ấm áp. Ai bảo đây là lời nói dối? Cha Vi, làm người phải làm cho tốt. Cha Vi cười khanh khách, chiếc điện thoại trong tay cô lại vang lên, lần này là Giang Quang Á gọi điện đến. Giang Quang Á biết việc này cũng là thông qua cha Tấn Bắc thấy Cha Vi không nhận điện thoại, cũng cảm thấy rất lo lắng, vì vậy mới tìm đến Giang Quang Á, bảo gã gọi điện cho Cha Vi, thông qua Giang Quang Á gửi lời đến Cha Vi, đây là vì suy nghĩ cho công ty, chứ không phải cố tình nhắm vào Cha Vi. Lúc này Cha Vi đã bình tĩnh trở lại, cô nói với Giang Quang Á, cậu yên tâm đi, tôi không giận, cũng chẳng có gì nghĩ không thông cả. Giờ đây tôi đang rất tốt, chỉ là tôi thông qua chuyện này phát hiện ra mình không hề thích hợp ở lại Tinh Toàn. Giang Quang Á lo lắng nói, chị cha, chị không sao chứ? Chị đang ở đâu, hay là giờ tôi đến đón chị? Cha Vi nói, đừng đến tìm tôi muốn yên lặng một chút. Đặt điện thoại xuống, Cha Vi nhắm hai mắt với vẻ mệt mỏi, đầu óc tôi rất hỗn loạn. Trương Dương nói, cô muốn làm gì, để tôi đáp ứng. Cha Vi hơi đỏ mặt, mắng, lời gì tốt đẹp vào miệng anh cũng thay đổi tính chất ngay được. Trương Đại Quan nói, tư tưởng của cô có vấn đề thôi. Cha Vi nói, tôi muốn đi leo núi. Leo núi sao? Cha Vi gật đầu nói, leo đến đỉnh núi để hét cho thỏa thích, để hả chút giận. Trương Đại Quan không cảm thấy chủ ý này hay ho một chút nào, dù sao thì ngoài trời cũng đang mưa, trận mưa này chẳng nhỏ gì. Cha Vi nói, vừa nãy anh mới nói là sẽ thỏa mãn tôi đấy. Trương Đại Quan cắn răng gật đầu nói, thỏa mãn cô. Thế là Trương Đại Quan lái xe đưa Cha Vi về phía núi Loạn Không, tại sao lại chọn nơi đó? Một là vì Trương Đại Quan đến núi Loạn Không không chỉ một lần, hắn khá thuộc đường, hai là ở đó cách viện Hương Sơn khá gần, đợi đến khi cha đại tiểu thư hạ hỏa, cũng có thể tìm một chỗ để trú chân, trời muộn như vậy, Trương Dương không muốn lại phải lái xe về. Trương Đại Quan men theo con đường đen kịt đi lên núi, đột nhiên Cha Vi nói một câu, anh muốn lừa tôi đến đây, không phải vì có ý đồ đen tối gì đối với tôi chứ. Trương Dương cười nói, đúng là cô đã nhắc nhở tôi rồi đấy, trong nơi hoang dã này, bốn bề chẳng có một ai, nếu như tôi thật sự muốn làm điều gì đó với cô, thì chắc chắn rằng chẳng ai biết được. Cha Vi nói, không thế nào. Không có gì là không thể cả. Cha Vi nói, vừa nhìn đã biết anh là người tốt. Mặc dù anh hơi dê dà, nhưng anh không phải là người xấu, tôi cũng không sợ đâu. Câu này làm cho Trương Đại Quan thật sự dở khóc dở cười, với một người phụ nữ, đàn ông dê dà mà vẫn không phải là người xấu, hơn nữa cô ấy còn không sợ mình, điều đó có nghĩa là, không nói mà vẫn hiểu được ý trong đó. Chiếc xe khi sắp đến đỉnh núi, Trương Dương liền dừng lại. Muốn trèo lên đỉnh núi, phải đi bộ chừng hơn 30 trạm nữa, Trương Dương nói, mưa lớn quá. Chúng ta hét ở đây đi. Cha Vi lắc đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Trương Đại Quan thầm thở dài một hơi, nếu phụ nữ đến lúc điên cuồng thì đúng là gì cũng không cản nổi. Hắn lo lắng Cha Vi xảy ra chuyện, nên cũng đuổi theo, mới bước được vài bước đã ướt hết cả người, Cha Vi cũng thuộc dạng thiếu nữ thích vận động, vừa chạy đã lên trên rồi. Trương Đại Quan thầm nói, chạy trong màn sương gió hóa ra là thế này đây. Cha Vi đứng ở trên đỉnh núi Loạn Không, nhìn bầu trời đen kịt, đón từng đợt mưa đêm, giơ hai tay, nhắm mắt, rồi hét to lên một tiếng. Trương Đại Quan nhanh chóng nhắm hai mắt lại, để tránh mưa, uy lực của cha đại tiểu thư cũng không phải bình thường, Cha Vi đứng ở đó hét liền mấy tiếng. Cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, lúc này lại cảm thấy lạnh, không thể không lạnh được, trên người cô đầy nước mưa, giống như chuột lột vậy, thấy Trương Dương bên cạnh mình, cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Cha Vi nói, Trương Dương, chúng ta về đi. Trương Đại Quan chỉ đợi câu này của cô ấy. Hai người bèn về lại trong xe, Cha Vi lạnh đến độ run rẩy, Trương Dương vừa vào xe đã bật điều hòa lên, cười nói, thoải mái chưa? Cha Vi nói, thoải mái thì thoải mái, nhưng... Tôi và cô nhìn Trương Dương đầy đáng thương. Trương Dương thở dài một hơi, nắm lấy hai tay của Cha Vi, một nguồn nội lực ấm áp truyền vào kinh mạch Cha Vi, chỉ trong phút chốc đó, cơ thể hai người đều bốc hơi, Trương Dương dùng nội lực để làm khô quần áo của họ, Cha Vi ôm lấy tay Trương Dương. Dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói, Trương Dương, anh là một người tốt. Trương Đại Quan cùng cô dầm mưa dãi nắng, đến cuối cùng đã được một bình luận mang tính khẳng định,
Trương Dương nói, xấu tốt cũng chỉ là tương đối thôi, tôi chỉ đối tốt với cô. Xì, anh tưởng tôi sẽ tin những lời này của anh à? Trương Dương nói, tin cũng được, không tin cũng được, dù sao thì tôi vẫn mãi là một người tốt, đối với cô. Trên thế giới này người tốt không nhất định sẽ giành được sự đền đáp tốt, Cha Vi cho rằng mình cũng là một người tốt, nhưng chú của cô ấy lại xử lý hết sức bất công trong việc này. Thời khắc quan trọng đẩy cô ấy ra nhận tội thay. Mặc dù cha Tấn Bắc cũng không nói rõ bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm, nhưng cách làm thế này đồng nghĩa với việc đã làm cho cô ấy bị oan. Cha Vi buổi tối hôm đó ngủ tại biệt viện Hương Sơn, buổi sáng khi thức dậy, mưa đã tạnh. Cô bò dậy, muốn xuống lầu gọi Trương Dương, khi đến ban công đã thấy Trương Dương dậy rồi, đang tập thể dục trong vườn. Nhìn thấy những động tác đầy khí thế của Trương Dương, đôi mắt Cha Vi đầy tình thương mến, cô hái một quả ở trong vườn, rồi ném về phía Trương Dương. Trương Dương giơ tay bắt chuẩn xác quả đó, rồi ngước đầu cười hì hì nhìn Cha Vi, tối qua ngủ có ngon không? Cha Vi lắc đầu nói, không ngon, tôi cứ lo có người xông vào. Trương Đại Quan cười nói, cô muốn có người xông vào thì đúng hơn. Cha Vi đỏ mặt, hái một chuỗi quả, ném về phía Trương Dương, anh nói linh tinh nữa đi, anh nói linh tinh nữa đi. Trương Dương cười hà hà bắt chuẩn xác những gì cô ném ra, rồi vươn vai nói, chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải xuống núi rồi. Nếu không xuống núi, thì người nhà cô sẽ báo cảnh sát đấy. Cha Vi nói, tôi không sợ. Cô không sợ nhưng tôi sợ. Nếu như người khác biết rằng chúng ta ở bên cạnh nhau cả đêm, còn không biết chúng ta sẽ ra sao. Cha Vi trừng mắt nói, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi là một cô nương, tôi còn không sợ thì anh sợ cái gì chứ? Trương Dương cười hì hì, không nói gì nữa. Cha Vi nói thì nói, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng, Trương Dương là vị hôn phu của Sở Yên Nhiên, nếu như việc họ ở cả đêm cạnh nhau truyền ra ngoài, thì nhất định sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng có. Sau khi cô rửa mặt đánh răng, liền cùng Trương Dương lái xe xuống núi. Chương 1078, thỏa mãn cô 2. Trương Dương bảo Cha Vi đưa mình đến Ban Chú Kinh Bình Hải, khi hắn vừa về đến Ban Chú Kinh, đã thấy Phó Chủ nhiệm Ban Chú Kinh Hồng Vệ Đông bước đến. Hồng Vệ Đông cười nói, Trương Dương, đã chuẩn bị xong vé tàu hỏa của anh rồi. 7 giờ tối ngày mai. Trương Dương gật đầu, hắn đã ở Kinh Thành hơn một tuần, đã đến lúc nên đi, vé tàu hỏa cũng là do hắn nhờ Hồng Vệ Đông mua cho, hắn nhận lấy vé xe ở trong tay Hồng Vệ Đông. Hồng Vệ Đông nói tỉnh trưởng Tống tối mai sẽ đến Kinh Thành. Hay là anh ở thêm ngày nữa hắn về? Trương Dương cười nói, ông ấy đến Kinh Thành nhất định là vì có chuyện, làm gì có thời gian nói chuyện với tôi chứ? Hơn nữa tôi ở đây cũng lâu rồi, đã đến lúc phải về rồi. Hồng Vệ Đông gật đầu nói, vậy được. Trương Dương ăn bữa sáng ở Ban Chú Kinh, Khư Phụng Tiên đến để cảm ơn Trương Dương mời cô đến trà quán ở khách sạn Thanh Hồng. Trương Dương gọi một ấm trà Thiết Quan Âm, Khư Phụng Tiên gọi một cốc cà phê đen. Trương Dương thấy cô uống cà phê không cho đường, liền nói, đắng như vậy cô cũng chịu được sao? Khư Phụng Tiên nhẹ nhàng nói, mấy ngày này tâm trạng không tốt, uống một chút cà phê đen có thể xóa bỏ những khổ hạnh trong lòng. Trương Dương cười nói, việc đó có phải rất phiền phức không? Khư Phụng Tiên nói, An Đạt Văn thật là bỉ ổi, dám lợi dụng cách này để hãm hại Tinh Toàn. Trương Dương nói, buổi triển lãm hôm đó tôi cũng có đi, thật sự quá đường đột. Khư Phụng Tiên nói, anh hãy nhìn từ góc độ một người đứng ngoài, anh có cảm thấy Tinh Toàn chúng tôi sẽ phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế này không? Trương Dương nói, những việc về kinh doanh tôi không hiểu, nhưng tôi tin Tinh Toàn sẽ không lấy danh dự của mình để đánh đổi. Khư Phụng Tiên nói, anh có lẽ khá hiểu về tình hình An gia. Trong lòng Trương Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, hắn cười hì hì nói ra thì dài lắm, ngày trước khi tôi mới bước vào sĩ đồ, đã quen với ông An rồi. Ông ấy là người núi Thanh Đài của Xuân Dương, ông ấy rất tốt. Đã làm không ít việc cho quê hương, nếu nói là người của An gia, thì tôi hiểu nhiều về An lão hơn một chút, và quan hệ với An ngữ thần cũng tốt hơn một chút, còn về những người khác, thì tôi gần như là không liên hệ. Trương Dương cứ cảm thấy Khư Phụng Tiên đến tìm hắn vì mục đích gì đó. Hắn cũng không nói hết tất cả những ân thù của mình với An gia. Khư Phụng Tiên nói, có thể giúp tôi liên lạc với An tiểu thư không? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Trương Dương cười nói, chỉ sợ cô không tìm thấy cô ấy thôi. Cô ấy đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Thật ra dù là có tìm được cô ấy cũng không có mấy tác dụng. Giờ đây người nắm quyền ở An gia là An Đạt Văn, tiểu tử này sẽ không để ý đến tình thân gì đâu. Khư Phụng Tiên thở dài nói, Trương Dương,
tôi không muốn giấu anh, An Đạt Văn lần này không chỉ nhắm vào Tinh Toàn. Trương Dương nói, khi bán đấu giá, tôi vốn tưởng rằng An Đạt Văn nhắm vào tôi, nhưng không ngờ cậu ta lại hành động như vậy. Khư Phụng Tiên nói, cha của An Đạt Văn là An Đức Uyên có 15% cổ phần trong Vương Triều Kim Cương của chúng tôi, ông ấy không hài lòng với điều đó, nên luôn thèm khát Vương Triều Kim Cương. Điều này có liên quan gì đến Tinh Toàn? An Đạt Văn tại sao lại chọn cách hạ thủ với Tinh Toàn chứ? Thật ra Trương Dương đã đoán được mục đích của chuyện này. Hắn đã nghe nói từ lâu giữa Vương Triều Kim Cương và Tinh Toàn có quan hệ thân thiết tương tồn. Cha Tấn Bắc có thể nổi dậy trong thời gian ngắn như vậy, có quan hệ lớn với sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Vương Triều Kim Cương. Khư Phụng Tiên nói, Vương Triều Kim Cương là một cổ đông lớn của Tinh Toàn. Có mối quan hệ hợp tác thân thiết ở mọi lĩnh vực. Trương Dương nói, có thể hiểu thế này không? Tinh Toàn và Vương Triều Kim Cương vốn là một nhà. Lợi ích của hai bên quan hệ mật thiết với nhau, vì vậy An Gia mới tìm cơ hội để đàn áp Tinh Toàn, thông qua cách này để ảnh hưởng đến Vương Triều Kim Cương. Khư Phụng Tiên nói, đã ảnh hưởng rồi. Mấy ngày nay cổ phần của Vương Triều Kim Cương đang giảm không ngừng. An Đức Uyên đang mua lại một cách điên cuồng. Vương Triều Kim Cương chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ chưa có từ trước đến giờ. Trương Dương thở dài rồi nói, Khư tiểu thư, cảm ơn cô tin tưởng tôi như vậy, nói cho tôi nhiều thông tin nội bộ đến thế. Nhưng thật sự tôi chẳng thể giúp gì với sự việc hiện tại của các cô. Nếu như An Lão còn sống, tôi còn có thể giúp nói vài câu. Giờ đây người đứng đầu An gia là An Đạt Văn. Nếu như tôi đi tìm cậu ta, có lẽ chỉ làm bất lợi hơn với các cô. Khư Phụng Tiên nói, hôm nay tôi đến đây, không phải là vì muốn anh giúp. Cha Vi và anh là bạn tốt, tôi muốn anh giúp đỡ khuyên cha Vi. Khuyên cô ấy điều gì? Khư Phụng Tiên nói, Tổng Giám Đốc cha đã khai trừ tất cả nhân viên có liên quan với bộ trang sức đó, không chỉ nhằm vào một mình cha Vi. Trương Dương nói, ông ấy làm thế nào tôi chẳng mấy hứng thú, nhưng cha Vi là bạn của tôi. Đã xảy ra chuyện, làm sao có thể đẩy cháu gái ruột của mình ra nhận tội được chứ? Tôi thấy không thể làm như vậy. Tôi cảm thấy nếu như ông ấy có bản lĩnh thì nên tính sổ với An Đạt Văn. Khư Phụng Tiên nói, Tổng Giám Đốc cha rất thương Tiểu Vi, sự việc lần này ông ấy cũng rất áy náy, và cũng rất đau lòng. Trương Dương nói, tôi thật sự không nhận ra điều đó. Thật ra các cô khai trừ cha Vi, cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. An Đạt Văn làm việc gì cũng sẽ làm đến cùng. Tôi thấy các cô nên nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với cậu ta thì hơn, còn về phần cha Vi, cô ấy sẽ tự điều chỉnh chính mình. Khư Phụng Tiên không hiểu điều chỉnh mà Trương Dương nói là gì, tối nay cô đến vốn muốn thông qua Trương Dương tìm được cách liên lạc với An Ngữ Thần, nhưng Trương Dương không hề để lộ chút tin tức nào hết. Trương Dương không muốn giúp đỡ, một mặt là vì bất mãn với cách xử lý của Tinh Toàn về sự việc lần này, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là An Ngữ Thần giờ đang mang bầu. Khó khăn lắm mới có thể tìm được một chỗ để trốn, hắn không hề muốn kéo An Ngữ Thần vào chuyện này, An Đạt Văn là một tên khốn kiếp, điều đó không còn phải nghi ngờ, nhưng nhân phẩm của cha Tấn Bắc cũng chẳng ra sao, thời gian hắn tiếp xúc với ông ta không phải là ngắn, hắn đã nhìn ra thái độ của cha Tấn Bắc lâu rồi. Khư Phụng Tiên thấy Trương Dương không có ý định giúp đỡ, chỉ đành chọn cách rời đi. Khi cô rời đi, Trương Dương nhắc nhở cô, người của An gia không dễ đối phó đâu. Từ tổ tiên của An Đạt Văn đã xuất thân từ thổ phỉ, qua lại với họ nhất định phải hết sức cẩn thận. Trương Dương biết rất rõ về An Đức Uyên. Ông ấy là đại ca của Tín Nghĩa xã, mặc dù đồn với bên ngoài rằng đã ra khỏi giang hồ, nhưng trên thực tế chưa chắc đã phải vậy. Trương Dương đã từng tiếp xúc mấy lần với An Đức Uyên, còn từng đích thân cứu tính mạng của ông ấy. An Đức Uyên máu lạnh vô tình, hung hãn tàn bạo. Trương Dương không hề tin rằng người như vậy lại ra khỏi giang hồ một cách triệt để. Buổi tối hôm đó Phùng Cảnh Lượng mời Trương Dương cùng đến Vương Phủ hội quán. Trương Dương lên xe ô tô của Phùng Cảnh Lượng, phát hiện ra bộ mặt gã rất thần bí, liền cười hà hà nói, Trương Dương, buổi tối hôm nay đưa anh đến một chỗ vui. Thấy vẻ mặt ám muội của Phùng Cảnh Lượng, Trương Đại Quan ngay lập tức đã đoán ra vài phần, hắn cười nói, nhìn cái mặt dê già của anh định dẫn tôi đến động à. Phùng Cảnh Lượng cười ha ha nói, anh cũng là một cán bộ nhà nước, sao lại nói năng thô lỗ thế? Không phải là động, mà là chỗ cao cấp. Trương Đại Quan cũng không phải là loại chưa từng trải nghiệm, vẫn là động thôi, là động cao cấp. Phùng Cảnh Lượng nói, tùy anh nói thế nào cũng được, tôi có thể đảm bảo, anh chưa từng đi đến chỗ nào vui thế này. Trương Dương nói, tôi là một người cán bộ nhà nước, hình như anh đang làm hư tôi. Phùng Cảnh Lượng cười nói, không phải tôi muốn làm hư anh,
mà là Chu lão đại muốn làm hư anh, nghe nói ngày mai anh đi rồi, nên anh ấy muốn tiễn anh. Trương Dương nói, khách sáo quá. Phùng Cảnh Lượng nói, tối nay cũng có cả Từ Kiến Cơ nữa. Trương Dương nói, còn ai nữa? Chẳng lẽ tam công tử của kinh thành đều đến cả? Hắn rất ghét Lương Khang, không hy vọng tên này có mặt. Phùng Cảnh Lượng cười nói, Chu lão đại có lẽ không hẹn anh ta. Vương phủ hội quán nằm ở trên quần thể kiến trúc cổ. Xây dựng vào đầu những năm 90, vốn dùng để làm bảo tàng văn hóa dân tộc, nhưng sau này trải qua mấy lần cải tạo, đã trở thành chỗ tụ tập cao cấp. Kinh thành bất cứ đâu đều có thể nhìn thấy dấu ấn của đặc quyền, không có thân phận địa vị nhất định, chỗ này không hoan nghênh bạn. Trương Dương và Phùng Cảnh Lượng đến bãi đỗ xe của Vương phủ, một người phục vụ mặc quần áo triều thanh đến chỉ chỗ đỗ xe. Sau khi hai người xuống xe, thấy một chiếc Lamborghini màu vàng. Phùng Cảnh Lượng trừng mắt nói, không phải chứ, Tiết gia cũng đến rồi. Trương Dương nói, đàn bà mà cũng vào động à. Phùng Cảnh Lượng cười đau khổ lắc đầu, là hội quán, anh đừng nói linh tinh. Trong lòng gã cũng thầm nghĩ, đã nói là uống rượu cho vui, tại sao lại gọi cả Tiết Vĩ Đồng đến. Chỗ thế này, phụ nữ cùng đến thật sự không tiện chút nào. Chương 1079, thỏa mãn cô ba. Lúc này một chiếc xe Bentley màu khói dừng ở một bên. Hai người xuống xe, Trương Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên, hai người này không ngờ lại là An Đạt Văn và Lương Khang. Phùng Cảnh Lượng cũng ngạc nhiên không kém phần, Lương Khang xuất hiện ở đây không hề làm gã cảm thấy ngạc nhiên, nhưng An Đạt Văn tại sao lại xuất hiện ở đây? Cần phải biết rằng, sau khi An Đạt Văn gây chuyện trong lần bán đấu giá, đã trở thành kẻ địch chung của đám thái tử. Lương Khang làm như vậy đồng nghĩa với việc đã công khai chống lại đám thái tử này. An Đạt Văn nhìn thấy Trương Dương, liền cười gật đầu với hắn. Trương Dương cũng gật đầu, Lương Khang đến chào Phùng Cảnh Lượng. Gã thật sự không phải là do Chu Hưng Quốc hẹn đến, chỉ là trùng hợp đến đây chơi mà thôi, không ngờ mấy người này lại gặp phải nhau ở đây. Bốn người thiếu nữ mặc quần áo triều thanh tay cầm đèn lồng bước đến, hai người dẫn đường cho bên Trương Dương, hai người dẫn đường cho bên Lương Khang. Trương Dương cười nói, ha, thật là thú vị. Phùng Cảnh Lượng nói, những người đến đây làm đều là sinh viên đại học cả. Trương Dương nói, sinh viên đại học mà không đi học, lại đến đây làm cung nữ sao? Hai cô gái dẫn đường cho họ dáng người trông rất cao giáo, mặc một bộ quần áo đời thanh, có điều tất cả đều đã thông qua sửa đổi cả, làm lộ ra cơ thể và những đường cong trên người, trông rất đẹp mắt. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi đã từng nghĩ đến việc thế này. Nhưng đáng tiếc bị Lão Hoàng cướp mất rồi. Lão Hoàng mà gã nói chính là ông chủ ở đây Hoàng Thiện. Mặc dù thiếu nữ dẫn đường không giống nhau, nhưng họ cũng đều đi đến Ngân An Điện. Nơi gọi là Ngân An Điện cũng chính là hội trường biểu diễn của Vương Phủ Hội Quán. Ánh đèn trong phòng mờ mờ và ám muội, đám người Trương Dương được dẫn đến Côn Ngọc Các, Chu Hưng Quốc là người đầu tiên đến đây. Bên cạnh gã còn hai người nữa, một người là Từ Kiến Cơ, một người là Tiết Vĩ Đồng. Phùng Cảnh Lượng cười nói, Tiết gia, tôi đã nhìn thấy xe của cô ở ngoài rồi. Từ Kiến Cơ nói, Tiết gia cứ muốn đến đây để xem náo nhiệt. Tiết Vĩ Đồng nói, mấy người đều không hoan nghênh tôi. Chu Hưng Quốc nói, không phải vậy, chỉ là chỗ này không thích hợp với cô lắm. Tiết Vĩ Đồng nói, các anh đến được thì tôi đương nhiên cũng đến được, giờ đây là thời đại bình đẳng nam nữ. Trong lòng Từ Kiến Cơ thầm cảm thán, hôm nay cũng chỉ là vì gã nói nhiều một câu. Kết quả Tiết Vĩ Đồng nhất định phải đi theo. Vương Phủ Hội Quán là chỗ nào cơ chứ? Là nơi đàn ông đến để giải sầu. Tiết Vĩ Đồng đến cùng có nghĩa là đã làm mọi người mất hứng. Mọi người dù có quen thân với nhau chăng nữa, nhưng Tiết Vĩ Đồng dù sao cũng là một người phụ nữ, trước mặt cô ấy ai mà dám phóng túng chứ? Trương Dương nói theo Tiết Vĩ Đồng, Tiết gia, tôi cũng là đến để tham dự chút náo nhiệt thôi, giống cô. Tiết Vĩ Đồng nói, đừng ngại chứ, hai chúng ta đâu giống nhau. Các anh đến là để uống rượu. Mấy người đàn ông đều cảm thấy hơi gượng gạo, vốn dĩ đến để uống rượu mua vui. Nhưng Tiết Vĩ Đồng đến, làm sao có thể làm vậy được nữa. Chu Hưng Quốc gọi hai bình Louis 13, bảo người phục vụ xinh đẹp rót đầy cho họ, nhân lúc mọi người không chú ý, liền quay sang trừng mắt với Từ Kiến Cơ. Từ Kiến Cơ mặt đầy tủi hờn, gã cũng đâu muốn gọi Tiết Vĩ Đồng đến chứ. Nhưng hôm nay những người không đến đều đã đến rồi, mọi người chỉ có thể thu kiếm rồi. Mấy người họ đều thể hiện rất khiêm nhường, nhưng Tiết Vĩ Đồng lại không chịu được này, chẳng phải đến đây uống rượu ôm sao? Sao chẳng có gái uống cùng thế này? Chu Hưng Quốc nói, Tiết gia, cô đừng đùa nữa,
chúng tôi đâu có phải loại người đó. Từ Kiến Cơ nói, đúng vậy, chúng tôi chỉ đến đây để nói chuyện uống rượu chút thôi. Tiết Phí Nồng nói, sợ gì chứ? Phải chơi thế nào thì chơi như vậy, tôi đến đây là để ăn theo thôi, các anh cứ coi như tôi không tồn tại. Cô nói với người phục vụ đứng ở cửa, này, gọi mấy cô em đẹp nhất ở đây đến đây, 1, 2, 3, 4, không cần gọi cho tôi đâu, cứ gọi 4 cô đến đây đã. Nhưng, mau đi đi, sợ tôi không trả tiền à. Phùng Cảnh Lượng và Trương Dương quay ra nhìn nhau, hai người suýt nữa thì cười thành tiếng. Vị tiết gia này thật không phải là nhân vật tầm cỡ bình thường. Phụ nữ không những đến đây uống rượu, mà lại còn cao giọng như vậy nữa. Một lúc sau, quả nhiên đã có một đám mỹ nữ đến. Thật sự mà nói, đám con gái này dù là vóc dáng hay diện mạo, đều là người đã được chọn lựa kỹ. Điều khó kiếm là họ có khí chất, vẻ đẹp bên ngoài có thể trang điểm, nhưng khí chất thì không thể tạo thành trong thời gian ngắn. Tiết Phí Nồng nói, chủ tùy ý khách, Trương Dương, anh chọn trước đi. Trương Đại Quan thật sự rất ngại ngần, trong lòng nói, tiết ra, tôi đâu có đắc tội cô cơ chứ. Cô nói hết cả tên thật của tôi ra, nhỡ đâu có người đến bắt, thì chẳng phải người ta báo danh tôi đích xác sao. Trương Dương ho một tiếng rồi nói, tôi không có sở thích này. Từ Kiến Cơ ở một bên bị rượu làm sặc, thật ra gã là bị câu nói này của Trương Dương làm cho sặc, Từ Kiến Cơ cúi thấp đầu, cố gắng nhịn cười. Tiết Phí Nồng nói, đừng khách sáo nữa, hay là tôi chọn một cô giúp anh. Trương Đại Quan lộ ra vẻ khiêm tốn, gì nhỉ, người lớn nhất bắt đầu trước đi, anh Chu, anh chọn đi. Chu Hưng Quốc ngại ngần ho một tiếng, Tiết Phí Nồng hôm nay phá hỏng cả bữa tiệc rượu của họ, đã không thể uống được, thì không uống nữa vậy, gã chỉ cô gái đầy đặn ở giữa, cô gái đó ngọt ngào cười bước đến, ngồi xuống bên cạnh Chu Hưng Quốc. Tiết Phí Nồng nói, Cảnh Lượng, đến anh đấy, mau lên, hôm nay tôi trả tiền. Phùng Cảnh Lượng thấy Chu Hưng Quốc đã dẫn đầu, cũng không khách sáo nữa. Gã chọn một cô, Từ Kiến Cơ chọn một cô người nhỏ nhắn, cuối cùng đến Trương Dương chọn rồi, Trương Đại Quan nói, tiết ra, nếu như tôi chọn, thì chẳng phải cô chẳng còn ai uống rượu cùng rồi sao? Hay là để tôi uống rượu cùng cô là được rồi? Tiết Phí Nồng nói, anh đúng là giả tạo, bình thường anh thấy gái đẹp là híp cả mắt vào ấy chứ? Trương Đại Quan dở khóc dở cười, mình đã trở thành thế này từ bao giờ vậy? Hắn thừa nhận rằng, những cô gái này đều khá xinh xắn. Nhưng hắn đã gặp được nhiều gái đẹp, đâu đến độ híp mắt vào cơ chứ. Tiết Phí Nồng thật sự coi hắn là người nhà quê sao? Tiết Phí Nồng đang chọn giúp Trương Dương, bên ngoài đã bắt đầu biểu diễn, 8 người cung nữ mặc bộ quần áo triều thanh đi theo một vị công chúa chậm chậm bước vào vũ đài. Tiết Phí Nồng nói, tiết mục gì? Nhạc cung đình. Vì xung quanh căn phòng đều là kính trong suốt, vì vậy họ có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Phùng Cảnh Lượng lúc này mới tìm được cơ hội nói thấp giọng với Chu Hưng Quốc, vừa nãy đã nhìn thấy Lương Khang, anh ta đến cùng với An Đạt Văn. Chu Hưng Quốc trao trao mày, Từ Kiến Cơ đứng ở một bên tức giận nói, Lương Khang làm gì vậy? Chu Hưng Quốc điềm đạm nói, có lẽ là việc riêng làm ăn, việc của người khác chúng ta quản lý không nổi. 8 mỹ nữ trên vũ đài đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Tiết Phí Nồng nhìn một lúc rồi ngáp nói, chẳng ra sao cả. Đây mà là rượu ôm các anh nói sao? Nếu sớm biết thì chẳng bằng đi xem kinh kịch. Lời của cô ấy vừa dứt, thì tiết tấu âm nhạc đột nhiên thay đổi, từ âm nhạc cổ điển đã biến thành nhạc rock, 4 thiếu nữ cung đình bắt đầu những động tác nhảy điên cuồng trên vũ đài. Dưới ánh sáng đèn, họ bắt đầu nhảy một cách cực kỳ thoải mái, họ bắt đầu gỡ bỏ quần áo cung nữ, lộ ra bộ quần áo bó sát màu đen. Trương Đại Quan cũng bắt đầu thở gấp, vũ đạo này thật là hot, mấy người Chu Hưng Quốc vừa muốn nhìn, lại vừa ngại nhìn lâu. Tiết Phí Nồng ở đây, họ không muốn lộ bản chất thật của mình ra. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, mấy mỹ nữ bắt đầu vứt quần áo ra khỏi vũ đài, trên người chỉ còn lại bộ bikini màu đen, cơ thể trắng ngần nhảy tiết tấu dưới ánh đèn. Tiết Phí Nồng bắt đầu vỗ tay theo nhịp nhạc, cô không quên nói với Chu Hưng Quốc, được lắm. Chu Hưng Quốc, muốn nhìn lắm, nhưng lại không dám nói lại, buổi tối hôm nay thật là khó xử. Tiết Phí Nồng nói với cô gái, bảo cô gái nhảy ở giữa đó xuống đây, để cho khách của chúng tôi. Cô chỉ vào Trương Dương. Trương Đại Quan thành thực hơn so với những người Chu Hưng Quốc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang lắc lư cơ thể mình. Hắn vốn tưởng rằng lại vũ đạo này thường có nhiều sự sexy, nhưng nhìn thấy họ khiêu vũ cũng cảm thấy sự đẹp đẽ. Một khúc nhạc kết thúc, mấy cô gái khiêu vũ đều xuống dưới vũ đài, mặc bộ áo khoác đã được chuẩn bị từ trước. Giám đốc đến nói với cô gái ở giữa gì đó, chỉ vào Côn Ngọc Các, cô gái đó gật đầu,
đang chuẩn bị qua đó, nhưng đi đến nửa đường, thì thấy một người đàn ông đầu chọc bước đến ngăn cô lại. Nói mấy câu sau đó chỉ về hướng ngoài. Một lúc sau, thấy giám đốc bước vào, gã liền xin lỗi các vị, có một vị khách đã chọn bối bối rồi, muốn cô ấy đến đây uống cùng chỉ có thể để dịp khác rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, sao lại thế? Vừa nãy rõ ràng là đi về hướng chúng tôi mà, tên chọc đó đã gọi cô ấy đi, tên chọc đó là ai? Gã nói, là ông chủ của chúng tôi. Tiết Vĩ Đồng vừa nghe đã nổi giận, ông chủ gì thế, gọi nha đầu đó đến đây cho tôi. Tôi đã chọn cô ấy trước, dựa vào đâu mà lại để cô ấy đến chỗ người khác chứ? Chương 1080, gây chuyện 1. Người giám đốc đó thật sự chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Trước kia đều là đàn ông tranh tức nhau, hôm nay sao lại là phụ nữ? Mặc dù Tiết Vĩ Đồng ăn mặc trông không ra nam cũng chẳng ra nữ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy là một người phụ nữ, chẳng lẽ cô ấy cũng có hứng thú với gái đẹp sao? Người giám đốc nói, vị ông chủ này, thật là xin lỗi. Tiết Vĩ Đồng dựng ngược đôi lông mày thanh tú, cô ta nhìn chằm chằm vào người giám đốc đó, đừng nói gì về lý do với tôi sẽ cho anh 3 phút. Mang cô ấy đến trước mặt tôi ngay. Nếu không thì anh đừng hối hận. Vị giám đốc biết rằng những người này không dễ đối phó, gã không thể gây sự được, nên vội vàng đi ra ngoài. Chu Hưng Quốc nói, Tiết gia đừng giận. Hôm nay chúng ta đến đây là để thoải mái, không phải đến là để đấu đá nhau. Tiết Vĩ Đồng nói, con người sống ở trên đời chẳng phải cần có thể diện sao. Hôm nay đến đây là để tiễn Trương Dương, tôi đã nói rồi, phải để nha đầu đó đến đây để uống rượu cùng Trương Dương. Những lời tôi đã nói ra có bao giờ không thành hiện thực đâu. Trương Đại Quan thật sự dở khóc dở cười. Việc này chẳng có liên quan gì đến hắn. Hắn cũng chẳng muốn để người ta đến uống rượu cùng. Từ đầu đến cuối đều là Tiết Vĩ Đồng sắp xếp cả. Rõ ràng là cô ấy muốn gây chuyện, và hắn đã không may trở thành lý do để cô ấy vịn vào. Phùng Cảnh Lượng khuyên nhủ, Tiết gia, thôi đi, chẳng vui vẻ gì cả. Chúng ta đổi đến chỗ khác đi. Lão Hoàng là bạn của tôi. Chúng ta đừng gây sự ở đây, tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Bạn của anh mà lại không nể mặt tôi à? Lời của Tiết Vĩ Đồng vừa dứt, ông chủ của Vương Phủ Hội Quán là Hoàng Thiện vội vàng chạy đến, gã vừa vào cửa đã khom tay xin lỗi, ông chủ Chu, Tiết gia, ông chủ Từ, Phùng Lão Đệ, còn vị Lão Đệ này nữa, thật là xin lỗi, vừa nãy giám đốc của chúng tôi không biết tình hình, có người tối qua đã gọi điện thoại đến bảo tang bối bối đến uống rượu cùng rồi, thật là xin lỗi. Mấy vị ông chủ hãy cho tôi chút thể diện. Tất cả tiền ăn uống hôm nay của mọi người tôi sẽ bao hết. Tôi sẽ bảo mấy nhà đầu ưu tú đến để uống rượu cùng mọi người. Để mọi người chọn thoải mái. Mọi người xem. Tiết Vĩ Đồng hừ một tiếng rồi nói, người khác là khách của anh, chúng tôi thì không phải là khách à. Ôi, cô xem cô nói chuyện kìa, cô là khách quý, bình thường tôi mong mỏi mời đến còn không được kìa. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi cần cô tang bối bối đó. Anh xem thế nào tự xử lý đi. Hoàng Thiện dở khóc dở cười, Tiết gia, tôi thật sự không dám lừa cô, bên đó là Lương công tử, anh ấy đã đặt từ trước rồi, cô đừng làm khó tôi. Tiết Vĩ Đồng nói, Lương Khang à, anh nói với anh ta, nói rằng tôi đòi người. Sắc mặt của Hoàng Thiện thay đổi, đám vương giả này thật sự không thể đắc tội được ai. Đám người Chu Hưng Quốc vừa nãy còn khuyên Tiết Vĩ Đồng giờ đều không nói gì nữa, nghe nói đến chuyện này xong. Vừa đúng là do Lương Khang gọi tang bối bối đi, họ đã biết có chuyện hay để xem, thật sự đám người này thấy Lương Khang ở cùng An Đạt Văn đã cảm thấy khó chịu rồi, chỉ là không tìm được cơ hội để hả giận. Từ Kiến Cơ nói một câu, Tiết gia, tôi thấy thôi đi, Lương Khang chưa chắc đã nể mặt cô đâu. Hắn nói vậy đâu có phải là khuyên, mà là cố tình đổ dầu vào lửa. Tiết Phí Nồng nói, tôi nhất định phải lấy lại thể diện này, bảo anh ta đưa người đến đây cho tôi, nhanh lên. Hoàng Thiện không còn cách nào, chỉ đành quay người đi. Lương Khang rất kỵ Tiết Vĩ Đồng. Gã nghe nói Tiết Vĩ Đồng đòi người, ngay lập tức đã định nhượng bộ. Nhưng sự việc hôm nay hơi khó làm, An Đạt Văn đã kéo tang bối bối vào ngồi bên cạnh rồi. Giờ làm sao ăn nói được với An Đạt Văn? Lương Khang nghĩ một lúc, rồi nói thấp giọng bên tai Hoàng Thiện, anh nói với cô ấy. Tất cả chi phí ngày hôm nay tôi đến trả. Hoàng Thiện cười đau khổ nói, những điều nên nói tôi đã nói cả rồi. Nhưng thái độ của Tiết gia rất kiên quyết. Lương Khang nói, anh chưa nói với cô ấy, làm sao biết cô ấy không đồng ý chứ? Hoàng Thiện nói, ông chủ Lương, hay là anh tự mình? Sắc mặt Lương Khang sầm sầm, cứ làm theo những gì tôi nói.
Hôm nay Hoàng Thiện thật sự rất khó xử, đám vương gia này dù là ai đi chăng nữa, cũng đều là nhân vật nổi tiếng ở kinh thành, gã không thể đắc tội được. Vì vậy gã chỉ có thể làm nơi tức giận và là người đưa tin. Khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì thấy Tiết Vĩ Đồng chậm chậm bước đến. Lương Khang cười nói, Tiết gia, sao cô lại đến rồi? Tôi đang định qua đó kính rượu mọi người kìa. Trên mặt Tiết Vĩ Đồng không có một nụ cười nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tang Bối Bối, Lương Khang. Tôi đã chọn Tang Bối Bối qua đó uống rượu cùng, nghe nói anh không để người đi sao. An Đạt Văn nhìn Tiết Vĩ Đồng, gã đã từng có một lần cạnh tranh với người phụ nữ này trong cuộc triển lãm tại Tinh Toàn. An Đạt Văn biết rằng cô ấy đến là để đòi người phụ nữ đang uống rượu cùng mình. Bờ môi nở một nụ cười, gã giơ tay ra, để lên vai của Tang Bối Bối, ánh mắt nhìn Tiết Vĩ Đồng đầy thách thức. Lương Khang cười nói, Tiết gia, vị tiên sinh này là bạn tôi vừa quen, anh ấy đến từ Hồng Kông. Cô xem, ý của Lương Khang là bảo Tiết Vĩ Đồng nể mặt. Hai tay Tiết Vĩ Đồng cho vào đằng sau lưng, nhìn chằm chằm vào An Đạt Văn, tôi đã từng gặp anh, tại sao anh luôn tranh giành với tôi? An Đạt Văn mỉm cười nói, Tiết tiểu thư, bất cứ chuyện gì cũng đều phải có kẻ trước người sau, chúng ta đều là người lớn cả rồi, phải xem ai có lý mới được, đúng không? Tiết Vĩ Đồng hừ một tiếng, dạy dỗ tôi à? An Đạt Văn mỉm cười nói, tôi nào dám, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Gã ôm Tang Bối Bối vào lòng, Tang Bối Bối kêu lên một tiếng, sợ đến độ mặt thất thần. Tiết Vĩ Đồng chậm chậm bước đến chỗ An Đạt Văn, Lương Khang nói với An Đạt Văn, An tiên sinh, hay là tôi giúp anh chọn một người nữa, mọi người đều là bạn cả, đừng làm mất hòa khí của nhau. An Đạt Văn lắc đầu, lớn thế này rồi, tôi chưa từng sợ bất cứ ai cả, và càng không sợ phụ nữ. Tiết Vĩ Đồng gật đầu nói, dũng cảm đấy. Nói xong cánh tay giấu sau người cô rút ra một khẩu súng màu bạc, nhắm thẳng vào đầu An Đạt Văn, lúc này, người đứng sau An Đạt Văn hành động nhanh như chớp, xuất hiện bên cạnh Tiết Vĩ Đồng với tốc độ kinh người, con dao gọt hoa quả ở trong tay kề vào cổ Tiết Vĩ Đồng. Sắc mặt An Đạt Văn không thay đổi gì, cầm cốc rượu vang trên bàn lên một cách trấn tĩnh, nói với Tang Bối Bối, chúng ta chơi oẳn xù xì được không? Khẩu súng kề ngay đầu An Đạt Văn, trong phòng vang lên một tiếng kêu thất thanh. Lương Khang cũng chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện này, gã kinh ngạc hét lên, đừng, đừng. Tiết gia, cô bỏ khẩu súng xuống. Tiết Vĩ Đồng hét lên, quỳ xuống. An Đạt Văn ngước mắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung tàn, ngay cả Tiết Vĩ Đồng cũng không thể không khâm phục sự trấn tĩnh của gã. An Đạt Văn nói, súng được lắm, có điều không thích hợp với cô. Tiết Vĩ Đồng nói, súng nào cũng bắn nát đầu anh ra được hết. An Đạt Văn nói, tôi nghi ngờ bên trong liệu có đạn không. Tiết Vĩ Đồng nói, vậy thì thử xem. Chiếc dao trong tay người mặc áo đen đã kề sát cổ Tiết Vĩ Đồng, chỉ cần Tiết Vĩ Đồng dám ra tay, gã nhất định sẽ không do dự cắt ngay huyết quản của Tiết Vĩ Đồng. Lúc này Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ, Trương Dương nghe tin toàn bộ đều chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều ngớ người. Tiết Vĩ Đồng không ngờ lại rút cả súng ra, tính khí của vị Tiết gia này không phải là bình thường. Chu Hưng Quốc càng lo lắng về người mặc áo đen kia. Gã dùng dao kề vào cổ Tiết Vĩ Đồng, nếu hôm nay Tiết Vĩ Đồng không thể khống chế, thì hôm nay không chừng sẽ có một trận chiến đẫm máu. Chu Hưng Quốc thấp giọng nói, đặt hết vũ khí xuống đi, ở đây là chỗ nào cơ chứ? Các người làm trò gì vậy? An Đạt Văn chậm chậm nhấm ngụm rượu vang, muốn xông lên à? Tôi không quan tâm, tưởng tôi là người tỉnh ngoài nên nghĩ rằng dễ bắt nạt tôi à? Vậy thì thử xem. Tiết Vĩ Đồng kề súng vào trán An Đạt Văn. An Đạt Văn cười nói, súng không vui đến vậy đây, đàn bà tốt nhất là đừng dùng súng, không phải cô ăn mặc giống đàn ông, là có khẩu súng trong tay sẽ chứng minh rằng cô rất hào nhoáng. Có lẽ cô đang nghĩ, ở mảnh đất kinh thành này, dù là có giết tôi cũng chẳng phải là việc gì lớn lao, tôi thừa nhận, các người có bối cảnh, có thực lực, định liên hợp để chơi tôi à? An Đạt Văn lắc đầu nói, Hồng Kông là một xã hội tự do, tôi cũng là một người lưu manh cả tôi, cô thử mà xem, cô giết tôi rồi. Xem cô sẽ chịu hậu quả thế nào. Tiết Vĩ Đồng chừng hai mắt, nhưng không có dũng khí bóp cò. Mọi cười đều rơi vào thế bí, Lương Khang nói thôi, thôi, mọi người đều là bạn nhau cả, vì một người phụ nữ không đáng vậy đâu, không đáng đâu. Tiết Vĩ Đồng nói, An Đạt Văn, anh không sợ chết sao? Tùy, có cô chôn cùng rồi mà. An Đạt Văn ngước đầu, nhìn con dao ở trên cổ Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng nói, được lắm. Ngón tay đặt trên cò súng đã bắt đầu động đậy, cùng lúc đó, chiếc dao ở trong tay người áo đen cũng bắt đầu làm rách da thịt của Tiết Vĩ Đồng, một dòng máu tươi chảy từ từ xuống.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1080.